chương 1451, ngài muốn mời Adam thiếu Gia ra tay sao? Người này chính là Tuyết Hầu, yêu thú biến hóa mà Đường Tuấn mang ra ngoài từ bí cảnh bồng lai. Lần này Lý Ngọc Mai xuất ngoại cố tình mang theo anh ta để làm vệ sĩ. Thực lực của Tuyết Hầu đã đạt tới cực cảnh, dị năng giả cấp 7 mai sao có cửa sẽ là đối thủ của anh ta, nếu như không phải Lý Ngọc Mai không cho anh ta giết người, va chạm vừa rồi đủ làm cho mạch khác vỡ thành thịt vụn. Cấp 8, Mai té trên mặt đất, thanh âm khó khăn nói, thực lực cực cảnh dùng theo tiêu chuẩn phương Tây mà tính chính là cấp 8. Cường giả cấp 8, trên mặt Han không còn nụ cười tất cả mọi thứ đều nắm trong tay nữa. Vệ sĩ cường giả cấp 8 chỉ có đệ tử dòng chính gia tộc Billy mới có, hoặc là những người cấp cao mới có. Dám động vào người phụ nữ của thánh chủ, các người muốn chết. Tuyết hầu nhếch miệng cười, tạo ra một chút cảm giác dữ tợn, lý tiểu TH, nên xử lý bọn họ như thế nào lý ngọc mai thở dài một hơi nói hàn tiên sinh tôi cũng không muốn đối địch với gia tộc billy hiệp hội y học cổ truyền cũng không phải là trái hồng mềm mặc người ta vuốt ve hy vọng anh có thể hiểu về chuyện hiệp hội y học cổ truyền muốn hội nhập thị trường châu âu tôi muốn anh và gia tộc billy suy nghĩ thật kỹ một chút đây là hợp tác đối với anh và tôi đều có lợi nói xong lý ngọc mai mang theo tuyết hầu đi ra khỏi khách sạn chết tiệt sau khi lý ngọc mai đi rồi Hàn hung hăng đập tay xuống bàn, biểu cảm dữ tợn, cô ta sao có thể có vệ sĩ là cường giả cấp 8. Anh ta nghĩ tới toàn bộ khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ ra Lý Ngọc Mai lại có vệ sĩ là cường giả cấp 8. Không những không đạt được Lý Ngọc Mai, ngược lại còn đánh mất mặt mũi của anh ta. Không được, khẩu khí này tôi nhịn không được. Một người đàn bà Việt Nam lại dám làm trò lớn lối trước mặt tôi như vậy, tôi phải tìm lại nơi này. Audio điện tử võ tấn bền sắc mặt hàn âm trầm, lạnh lùng nói. Anh ta nhìn về phía Mai đang té trên mặt đất hỏi, biểu đệ kia của tôi trở về chưa? Mai dùng rằng đứng lên, mặc dù một quyền vừa rồi của tuyết hầu không đánh chết anh ta, nhưng vẫn khiến cho thân thể anh ta một hồi khó chịu. Hàn thiếu gia, ý ngài nói là Adam thiếu gia sao? Mai bỗng chốc sừng sốt. Hừ, sắc mặt Hàn lạnh lẽo, trong con ngươi lại toát ra thần sắc kiên kỵ, trừ nó ra còn có ai? Gia tộc Billy phát triển đến bây giờ tuy vẫn luôn không chế nhân khẩu, nhưng nhân số cũng đã đạt đến 5-60.000 người. Với dân số khổng lồ như vậy, hơn nữa dưới nguồn tài nguyên bồi dưỡng của gia tộc Billy đương nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên tài. Những thiên tài này mới là hậu duệ thật sự và là tương lai của nhà Billy. Còn như Han, ở gia tộc Billy chỉ có thể quản lý một ít công ty và nghiệp vụ phía ngoài, không tính là thành viên nòng cốt của gia tộc có thể có được vệ sĩ cấp 7 như Mai là do công việc kinh doanh của anh ta đang thuận lợi. Mà biểu đệ Adam trong miệng Han là một trong những người thiên tài của gia tộc Billy, mặc dù Tu Vi chỉ ở cấp 8, nhưng phương diện năng lực dị năng tinh thần gần như như sánh ngang với cao thủ cấp 9, đặc biệt là bên người Adam còn có một vệ sĩ cấp 9. Ngài muốn mời Adam thiếu gia ra ra tay sao? Mai hỏi. Han nói, dị năng tinh thần của Adam có thể so với cao thủ cấp 9, nếu có nó dùng dị năng tinh thần mê hoặc Lý Ngọc Mai một tí, đến lúc đó cô ta còn không ngoan ngoãn nằm ở trên giường cho tôi đùa dẫn sao. Về phần vệ sĩ cấp 8 bên người cô ta, hừ, thẳng tay giết chết là được rồi. Đương nhiên Lý Ngọc Mai không ngờ rằng han tính kế cô không được lại tiếp tục bay mưu, lúc này cô đang đi một mình trên đường phố xa lạ đất khách, một cảm giác tịch mịch và cô độc dâng lên trong lòng cô. Khung cảnh náo nhiệt của đám người xung quanh và những ánh đèn hoa lệ giống như không liên quan gì đến cô, Tuyết hầu lặng lẽ ẩn núp trong bóng tối, cũng không đi theo cô. Đường Tuấn, anh đang ở đâu? Trong đầu Lý Ngọc Mai không tự chủ hiện ra hình ảnh của Đường Tuấn, ngay cả bản thân cô cũng không thể biết được thói quen và khao khát này bắt đầu từ khi nào. Giống như ma túy, một khi đã uống thì rất khó từ bỏ. Oanh. Trong lòng Lý Ngọc Mai có hàng nghìn suy nghĩ, cũng không chú ý đám người phía trước, bỗng nhiên va phải một người. Xin lỗi, Lý Ngọc Mai vội vàng xin lỗi. Chương 1452, thế giới này không có bình yên như bề ngoài. Nhìn nhau không nói gì, Lý Ngọc Mai một bụng muốn nói với Đường Tuấn điều gì đó, lại không làm sao mở miệng, cuối cùng hóa thành một câu, đi giúp tôi một chút đi. Đường Tuấn gật gật đầu. Cả hai hòa vào đám đông như một cặp tình nhân, đi đến ngã tư đường. Lý Ngọc Mai nhích người lại gần Đường Tuấn một chút, trái tim đang kích động của cô ấy đột nhiên bình tĩnh lại. Tại sao anh lại muốn quảng bá y học cổ truyền đến châu u?" Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Lý Ngọc Mai dừng lại nhìn về phía Đường Tuấn, đôi mắt cô ấy long lanh động lòng người sáng hơn ánh đèn xung quanh, thấp giọng, "Đây không phải là lý tưởng của anh sao? Quảng bá y học cổ truyền ra toàn thế giới, để mọi người có thể nhận diện được y học." Đường Tuấn ngẩn ra, "Đây là của ý tưởng tôi, không phải lý tưởng của anh. Xem tình hình hiện tại, việc quảng bá y học cổ truyền ra nước ngoài quá nguy hiểm cho cô." Vừa tiến vào châu Âu, anh đã cảm nhận được rất nhiều linh khí cường đại, thậm chí còn mơ hồ có thể so sánh với cảnh giới nguyên đan. Chỉ là anh rất vội vàng không có nhiều thời gian điều tra, nhưng mặc dù như vậy chuyện này cũng khiến anh thầm kinh ngạc. Thế giới này không có bình yên như bề ngoài, Đường Tuấn cảm thán trong lòng. Cảnh giới ngày càng tăng lên, nhận thức của anh đối với thế giới cũng được nâng cao, cái gọi là ngàn năm cũng chỉ là một trò đùa. Mặc dù thời đại này không thể so sánh với thời luyện khí, nhưng các gia tộc lẫn môn phái đều có bí pháp truyền thừa vẫn có những kẻ mạnh nhất đang ẩn giấu hôm nay trời đất đại biến linh khí đã dần dần khôi phục hào quang những cường giả này đương nhiên không muốn cô đơn người phong hà đồ càng ngày càng nhiều dưới tình huống như vậy ngay cả khi lý ngọc mai ngay cả có cực cảnh yêu thú vượn tuyết bảo hộ vẫn không đủ an toàn lý ngọc mai lắc lắc đầu không giải thích nhiều khi hứa với đường tuấn sẽ đảm nhận vị trí trợ lý cho chủ tịch hiệp hội y học cổ truyền cô ấy đã coi lý tưởng của Đường Tuấn là lý tưởng của chính mình. Vậy lần này có gặp phải khó khăn gì không? Đường Tuấn hỏi, dựa theo cảm ứng với vượn tuyết, Đường Tuấn vội vàng đến châu U trong một ngày, không rõ ràng mọi chuyện. Lý Ngọc Mai do dự một chút, nói đến cuộc trò chuyện với Han ở khách sạn một chút. Billy Han, gia tộc Billy, Đường Tuấn hơi hít mắt, nhớ kỹ cái tên này. Khi Đường Tuấn với Lý Ngọc Mai đang nói chuyện, trong một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của gia tộc Billy, Billy Han và Mai đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ. Billy Han không còn nụ cười và biểu cảm kiêu hãnh đó nữa, mà với tư thế kính cẩn, thắt lưng hơi cong xuống. Chàng trai có mái tóc vàng, làn da trắng và khuôn mặt điển hình của người châu U. Khi ánh mắt của anh ta chớp động lóe lên vẻ nặng nề, trong đáy mắt có một chút ánh sáng màu bạc, thoạt nhìn mười phần tà mị lẫn quỷ dị. Nếu các dị năng giả châu U nhìn thấy này một màn này, khẳng định sẽ sợ hãi. Ánh sáng màu bạc đó là dấu hiệu của việc đạt được trình độ tu luyện dị năng tinh thần rất cao, ít nhất cũng đạt đến cấp 8. Dị năng tinh thần được mệnh danh là một trong những năng lực hiếm có nhất, hơn trăm nghìn nhân tài mới có thể xuất hiện một người có dị năng tinh thần thiên phú, mà có thể tu luyện đến trình độ cấp 8 lại càng hiếm thấy hơn, có thể nói mỗi người đều là đều là thiên tri kiêu tử. Một số người thậm chí còn nói rằng dị năng tinh thần có thể chiến đấu vượt cấp, có nghĩa là năng lực của cấp 8 có hiệu quả chiến đấu của cấp thứ 9. Han, ý anh là muốn tôi thay anh ra tay sao? Anh có thể cho tôi cái gì, thỉnh một vị dị năng tinh thần cấp 8 ra cũng không phải cái giá nhỏ. Người thanh niên trẻ tuổi hơn Han, nhưng lại nói với giọng điệu trịch thượng không chút để ý đến Han người quản lý gia tộc Billy vào mắt. Chương 1453 không sợ đến lúc đó ít tìm anh phiền toái sao? Han không dám có chút bất mãn, càng thêm kính nể em họ Adam, chỉ cần cậu dùng dị năng tinh thần mê hoặc một chút Lý Ngọc Mai tôi có thể bỏ phiếu cho cậu ở lần sau bầu chọn ứng cử viên cho thánh địa gia tộc, không phải ít. Chàng trai da trắng trẻ tuổi này là một trong những thiên tài mạnh mẽ nhất trong gia đình Billy, Billy Adam. Adam ánh mắt khẽ lóe lên, thấp giọng thánh địa chọn ứng cử viên, chuyện này quả thật là có thể làm cho tôi động lòng. Nếu lần này tôi có thể tiến vào thánh địa, nhất định có thể bước vào cấp 9 trước ít, đến lúc đó tộc trưởng tộc trưởng sẽ lập tức xác định tôi là người thừa kế gia tộc. Đáng tiếc thánh điện 50 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể có hai người tiến vào, nhận lễ rửa tội của tổ tiên. Lần này một người trong danh sách nghe nói đã được điều động từ nội bộ, tôi và ít chỉ có thể cạnh tranh cho người cuối cùng. Anh thật sự sẵn sàng bỏ phiếu cho tôi không? Không sợ đến lúc đó ít tìm anh phiền toái sao? Adam hỏi. Han nhất thời ngẩn ra. Ít trong miệng của Adam là một thiên tài khác của gia đình Billy, một cô gái, Tài năng siêu phàm được thức tỉnh dị năng thiên phú là sức mạnh không gian. Đây cũng là một trong những sức mạnh siêu nhiên hiếm và mạnh nhất. Xét về độ nổi tiếng và sức mạnh, ít không hề yếu thế. Adam và ít là hai thiên tài quyền năng nhất trong gia tộc Billy. Han cắn răng nói, chỉ cần cậu có thể báo thù cho tôi, tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu. Lần này có ít nhất mấy trăm người tham gia biểu quyết gia tộc. Tôi không tin ít có thể đối phó tất cả mọi người. Tốt, chuyện này tôi đáp ứng anh. Adam nói, "Nói cho tôi biết người phụ nữ đó mạnh cỡ nào?" Ngay cả Mai vệ sĩ cấp 7 của anh cũng không thể làm gì được, chỉ sợ đắc tội người thực lực hơn cấp 7. Mai nói, "Ngài Adam, thực lực của cô gái đó rất yếu, nhiều nhất chỉ tương đương với dị năng giả cấp 2. Nguyên nhân chính là cô ấy có vệ sĩ cấp 8 bên cạnh, về mặt sức mạnh thì đáng sợ." "Bậc 8 sao?" Adam búng ngón tay, nói, "Không mạnh lắm, nhưng ông có chắc chỉ có một vệ sĩ cấp 8 ở bên cạnh cô ấy không?" Xác định, Han nói, cô ấy là tiểu trợ lý của chủ tịch hiệp hội y học cổ truyền, hiếm thấy có vệ sĩ cấp 8 bảo vệ. Chẳng lẽ còn có vệ sĩ tu luyện cấp 9 hoặc cấp 10 bảo vệ? Adam mỉm cười, tự tin nói, bậc 9 tôi cũng không sợ. Bằng sức mạnh dị năng tinh thần cấp 8, chỉ cần không xuất hiện siêu cấp cường giả cấp 9 như Crimson Blade, tôi đều ứng phó được. Về phần một cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết ở Việt Nam là một tiên nhân được coi là bất tử ở đó sao có thể đi bảo vệ một cô gái? Han gật gật đầu, nếu như thật sự có được người tu luyện cấp 10 bảo vệ, cho dù giết anh ta, anh ta cũng không dám có ý kiến như vậy. Dù sao một người tu luyện cấp 10 giận dữ, ngay cả gia tộc Billy cũng phải cân nhắc xem có chịu nổi không. Tốt lắm, vậy anh mau thu xếp đi, đừng làm mất thời gian của tôi, Adam xua tay. Han nhất thời lộ ra đắc ý đích tươi cười, thầm nghĩ, Lý Ngọc Mai, lần này xem cô thoát khỏi lòng bàn tay của tôi như thế nào. Tưởng tượng đến cảnh Tượng Lý Ngọc Mai dưới thân anh ta uyển chuyển hầu hạ, hắn cả người đều hưng phấn. Lý Ngọc Mai mới vừa cùng Đường Tuấn cơm nước xong, tâm trạng của cô ấy hiển nhiên tốt hơn trước rất nhiều, trên khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười thản nhiên. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lý Ngọc Mai vang lên. Lý Ngọc Mai nhìn thoáng qua dãy số, đang tươi cười lập tức ngừng lại, vẻ mặt xẹt qua tia chán ghét. Chương 1454, anh ấy là vệ sĩ của tôi. Lý Ngọc Mai khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Han lại nói ra lời này, liền cười lạnh nói: Ngày Han định nói những gì anh làm với tôi trước đây là đang thử lòng tôi sao? Đương nhiên, Han không chút do dự nói: Như tôi đã nói, số tiền liên quan đến lần hợp tác này quá lớn, tôi phải dùng một chút thủ đoạn để kiểm tra tư chất của cô Lý, cho nên tôi phải chúc mừng cô Lý thông qua lần khảo nghiệm này của tôi. Tôi vừa thông qua lá thư hợp tác mà cô đưa tôi cho chủ tịch xem, ông ấy rất có ý muốn hợp tác. Vì vậy tôi muốn mời cô thảo luận một số hạng mục công việc, coi như bồi thường lần thất lễ trước của tôi. Tôi có thể mang vệ sĩ không? Lý Ngọc Mai hỏi. Tất nhiên, cô Lý có thể mang bao nhiêu vệ sĩ tùy thích. Han không chút do dự đáp ứng. Có Adam cấp 8, cho dù Lý Ngọc Mai mang một ngàn tên vệ sĩ đều không có tác dụng. Han tiếp tục nói, vì vậy, cô Lý xin vui lòng đến càng sớm càng tốt. Vừa vặn có một người quan trọng trong gia tộc Billy của tôi làm khách nếu cô có thể thương lượng với anh ta thì sự hợp tác này có thể được hoàn tất được rồi lý ngọc mai đáp chờ cúp điện thoại lý ngọc mai nhìn về phía đường tuấn anh cảm thấy thế nào đường tuấn cười lạnh nói tà tâm chưa hết vậy làm sao bây giờ vạn nhất thật sự có thể thương lượng hợp tác thì sao lý ngọc mai có chút do dự đường tuấn trầm tư một lát nói như vậy đi tôi đi theo cô lý ngọc mai không cự tuyệt cô đã tận mắt chứng kiến năng lực của Đường Tuấn. Ngày hôm sau, Lý Ngọc Mai cùng hẹn gặp nhau tại một khách sạn 5 sao. Khách sạn này là một trong những sản nghiệp của gia tộc Billy. Đường Tuấn mới vừa bước vào cửa khách sạn, anh dừng lại một chút, cau mày. Làm sao vậy? Lý Ngọc Mai hỏi. Khóe miệng Đường Tuấn gợi lên một nụ cười lạnh, nói không có gì. Hết thảy có tôi ở đây. Anh vừa mới dùng tinh thần lực quét toàn bộ khách sạn, Đột nhiên có một cỗ tinh thần lực rất mạnh ở tầng 18, đạt tới cấp 8, cũng chính là cực cảnh. Ở tầng 18, Adam nhẹ nhàng nói, anh ta vừa mới mơ hồ cảm giác được một cỗ linh lực quét qua mình, tinh thần lực này lộ ra một loại cảm giác thần thánh, làm cho anh ta kinh hãi một chút. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tinh thần lực đó đã biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ là vì tu luyện giả cấp 9 vừa rồi đi qua gần đây? Chỉ có đạt tới cấp 9 chạm đến đến cấp 10 mới có thể có được sức mạnh gần như thần thánh này. Adam thầm nghĩ, anh ra không nghĩ tới dù sao cũng là người tu luyện cấp 10, bậc 10 đã thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Mình phải tiến vào thánh địa rửa tội càng sớm càng tốt. Chỉ cần có thể bước vào cấp 9, thực lực của mình có thể sánh ngang với đỉnh cấp 9. Khát vọng trong lòng Adam tiến vào thánh địa càng trở nên cấp bách. Vài phút sau, Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đến sảnh lễ tân trên tầng 18. Hàn chủ động chào hỏi, quý cô Lý. Khi anh ta thấy một người đàn ông bên cạnh Lý Ngọc Mai, chỉ là một người rất bình thường, khóe miệng anh ta bất giác gợi lên một ý cười. Cô Lý, vị này chính là... Hàn nhìn về phía đường Tuấn, hỏi. Lý Ngọc Mai nói, anh ấy là vệ sĩ của tôi. chương 1455, không có khả năng. Hàn nghe vậy, hơi hơi lắc đầu, thứ tôi nói thẳng, vệ sĩ lần này không tốt bằng lần trước. Cô Lý ra ngoài một mình, an toàn vẫn là quan trọng nhất tuyển vệ sĩ cũng phải tuyển lợi hại một chút lý ngọc mai nói không phiền ngài han chúng ta vẫn nên đàm phán chuyện hợp tác thôi han lộ ra vẻ không hài lòng trên mặt nói không vội trước tiên tôi sẽ giới thiệu người với cô lý nói xong anh ta chỉ vào vào adam đang ngồi trên ghế sofa nói vị này chính là billy adam người giữ cấp cao trong gia tộc billy billy adam đứng lên lộ ra vẻ quý ông tươi cười nói thực vinh hạnh gặp cô cô lý ngài adam lý ngọc mai nói adam bỗng nhiên cau mày nhìn về phía đường tuấn nói cô lý hôm nay chuyện này rất quan trọng một tên vệ sĩ không nên ở đây nếu anh ta tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta ai sẽ chịu trách nhiệm anh ta vừa ra mặt liền biểu lộ địch ý với đường tuấn lý ngọc mai lắc đầu tôi chịu trách nhiệm cô lý như vậy không ổn vệ sĩ là thân phận gì cô lại là thân phận gì như vậy thật sự không đáng. Han cũng mở miệng nói, Adam và tôi không có vệ sĩ, chẳng lẽ cô Lý còn không tin chúng tôi sao? Tôi không nghĩ vệ sĩ của cô Lý dám ở lại với chúng tôi. Adam bỗng nhiên nói, anh ta nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt lạnh lùng, hai điểm ánh sáng bạc trong đáy mắt lóe lên nhàn nhạt, nhạt, giống như lốc xoáy chuẩn bị hút hết tinh thần lực của người ta. Cậu đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này chướng mắt, quấy giày chúng tôi với cô Lý nói chuyện chờ thảo luận xong chúng tôi gọi cậu vào. Adam cười khẩy nói. Khi Adam đang nói, một làn sóng mơ hồ từ hai tròng mắt anh ta bắn vào hai mắt đường Tuấn, tác động lên ý thức. Đây là thuật thôi miên cao cấp, nhưng từ dị năng tinh thần cấp 8 do Adam thi triển ra, thực lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần bị thôi miên, liền giống như nô bộc của Adam. Cho dù tự sát cũng không chút do dự. Đáng tiếc, lần này thôi miên tinh thần của Adam mất đi hiệu lực, Đường Tuấn thậm chí không cử động. Hả, nụ cười Adam đông cứng lại, những mày trầm giọng quát, cậu không nghe tôi nói sao. Còn không đi ra ngoài. Âm thanh bất ngờ tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thần thức của đường Tuấn chấn động, dây tiếp theo, bóng dáng của Adam xuất hiện. Một vệ sĩ nho nhỏ cũng dám phản kháng mệnh lệnh của ta. Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng Adam vang lên, còn không đầu hàng. Lần này tinh thần lực của Adam dùng là bí thuật thôi miên cao cấp nhất, Adam thậm chí còn tự tin có thể thôi miên các năng lực cấp 8 nói chung. Vừa rồi anh ta thôi miên Đường Tuấn không có hiệu quả, làm cho anh ta không khỏi tức giận. Bằng không, đối phó một vệ sĩ nho nhỏ căn bản không dùng đến loại bí thuật cao cấp này. Đáng tiếc, dưới tác động của tinh thần lực Adam, thần thức của Đường Tuấn vẫn không có phản ứng. Không có khả năng. Adam hoàn toàn không thể tin tưởng bí thuật cao nhất của mình căn bản không làm gì được một tên vệ sĩ. Chẳng lẽ tu vi cậu ta cao hơn mình, Adam cuối cùng cũng nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Nhưng khi ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, giọng nói đường Tuấn nổ vang trong tiềm thức Adam, chút tinh thần lực cũng muốn lay động ý thức của ta. Audio điện tử võ tấn bền chương 1456, thần phục tôi, nếu không sẽ chết. Thời điểm giọng nói đường Tuấn vang lên, Adam lập tức đưa ra quyết định. Loại chiêu thức thức hải tinh thần này bản chất là bí thuật thôi miên mạnh nhất mà anh ta có thể thi triển, cường giả cấp 9 bình thường đều phải toàn lực ứng phó mới có thể chống cự được, cường giả tu vi ít nhất đạt tới đỉnh cấp 9 mới có thể không sợ anh ta thôi miên tinh thần. Người này thực sự siêu cấp cường giả đỉnh cấp 9, lần này anh ta tính toán sai lầm rồi. Han chết tiệt, Adam trong lòng nguyền rủa điên cuồng, nếu biết đường tuấn là cường giả đỉnh cấp 9, anh ta sẽ không bao giờ phóng tinh thần của mình vào trong thức hải tinh thần của Đường Tuấn. Điều này tương đương với việc chủ động tiến vào lãnh thổ của đối phương, có thể khiến tinh thần anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Điểm này, với tư cách là tinh thần dị năng giả cấp 8, anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Quyết định của Adam không thể coi là chậm, nhưng khi anh ra muốn thu hồi thức hải tinh thần, lại phát hiện thức hải tinh thần của mình không di chuyển, cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vũng lầy. Xong đời, Người này có tinh thần lực mạnh như vậy, cũng không phải kẻ thô lỗ tu luyện thân thể. Sắc mặt Adam đột nhiên thay đổi. Tiếp theo, một đạo tinh thần đầu ảnh xuất hiện ở trước mặt anh ta, chính là Đường Tuấn. Lúc này, ở thức hải tinh thần của Đường Tuấn, Đường Tuấn hoàn toàn chiếm quyền chủ động. Sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Đan, ưu điểm của tu chân công pháp hoàn toàn hiển hiện ra, tinh thần lực của anh mạnh hơn gấp 10 lần so với trước đây, một tinh thần đánh sâu vào là có thể giết chết tu luyện giả cực cảnh. Càng không nói Adam còn dám phóng tinh thần của mình vào thức hải tinh thần của anh, chỉ cần anh muốn, Adam sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cường giả cấp 9 tôn kính, Adam cố gắng hết sức để giọng nói của mình bình tĩnh lại. Đường Tuấn nói, anh vừa rồi muốn thi triển thôi miên tinh thần tôi sao? Adam trong lòng lo lắng một chút, thầm nghĩ, không ngờ lại là cường giả cấp 9. Không phải, tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm, Adam nhanh chóng giải thích. Mặc dù anh ta có thực lực có thể sánh ngang cấp 9, nhưng cũng chỉ là người tu luyện cấp 9 bình thường, đối với người tu luyện đỉnh cấp 9 không phải là đối thủ. Tôi vừa rồi muốn thử một chút, cũng không có địch ý." Adam nói, đối với hành vi lỗ mãng của mình, tôi nguyện ý bồi thường 10 triệu đô la. 10 triệu đô la, Đường Tuấn cười lạnh, sau khi tập đoàn Thanh Nang và hội y học cổ truyền phát triển, 10 triệu đô la với anh mà nói chỉ là con số, cũng không có nhiều sự cám dỗ. Hừ mạng của anh giá trị 10 triệu đô la thôi sao? Nếu bây giờ tôi thi triển thức hải tinh thần đánh sâu vào, không biết anh sẽ ra sao? Đường Tuấn cười nói. Adam sắc mặt trắng nhợt, đó là điều anh ta sợ nhất. Giờ phút này, anh ta đang ở trong thần thức của Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn thật sự thi triển thức hải tinh thần đánh sâu vào, hậu quả nhẹ nhất Adam biến thành tên ngốc. Vậy anh muốn thế nào? Giọng điệu của Adam đột nhiên trở nên cứng rắn, gia tộc Billy của tôi cũng có rất nhiều cường giả cấp 9, còn có rất nhiều đỉnh cấp 9. Nếu anh dám làm tổn thương tôi, gia tộc Billy sẽ không bỏ qua cho anh. Đến lúc đó toàn bộ thế giới cũng không có chỗ cho anh dung thân. Đùng, thức hải tinh thần của Đường Tuấn bỗng nhiên cuồng bạo, giống như gió lốc dưới đại dương, tâm thần của Adam lung lay sắp đổ có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Anh rốt cuộc muốn gì? Adam luống cuống, vừa nãy anh ta còn uy hiếp Đường Tuấn, nhưng ai biết Đường Tuấn hoàn toàn không quan tâm đến gia tộc Billy thần phục tôi, nếu không sẽ chết. Thanh âm đường tuấn lạnh như băng vang lên. chương 1457, cô Lý, xem ra vệ sĩ này là kẻ ngốc. Khi lời nói của đường tuấn hạ xuống, Adam cảm thấy được một cỗ lực lượng thật lớn áp bách thức hải tinh thần của anh ta. Dưới lực lượng này, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng nhỏ bé, tùy thời có thể bị phá hủy. Được, tôi thần phục, Adam vô cùng sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu. Mở rộng tinh thần, để cho tôi lưu lại linh phù, Đường Tuấn nói. Adam cắn răng, cuối cùng vẫn buông lỏng tinh thần, để cho đường Tuấn lưu lại linh phù trong đầu. Điều này có nghĩa từ nay về sau, sống chết của anh ta đều do đường Tuấn thao túng. Không, mình còn có cơ hội. Chỉ cần mình tiến vào thánh địa, đột phá cấp 9, đến lúc đó dị năng tinh thần có thể thức tỉnh, có thể xóa đi dấu vết của anh ta, thậm chí đảo khách thành chủ. Trong lòng Adam xẹt qua một ý niệm trong đầu. Mặc dù suy nghĩ của Adam rất nhanh, hơn nữa im lặng ngay lập tức, nhưng vẫn bị đường tuấn bắt được. Đường Nhiêu trong lòng hơi cười lạnh, với thực lực cảnh giới nguyên đan hiện tại của anh ta, huống chi Adam thăng cấp 9, cho dù thăng cấp 10 cũng đừng cố xóa bỏ dấu ấn tu vi của anh. Dù sao bí quyết thần dấu thuộc loại công pháp tu chân, mạnh hơn nhiều so với thuật tu luyện của thời đại này. Hơn nữa, đường Tuấn mấy ngày nay nghiên cứu viên nguyên đan màu xám, phát hiện nguyên đan màu xám tựa hồ không đơn giản, có rất nhiều chỗ huyền diệu. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Đường Tuấn nói xong buông xuống linh phù, Adam mới có thể rút ra thức hải tinh thần. Bên ngoài, Hàn cười tâu tuét nói với Lý Ngọc Mai, cô Lý, xem ra vệ sĩ này là kẻ ngốc. Anh ta tận mắt chứng kiến hành động kinh hoàng của Adam. Một cái tinh thần trùng kích vô cùng đơn giản, mười mấy tu luyện giả cấp 7 toàn bộ biến thành ngu ngốc. Chát chát, Hàn vừa dứt lời, liền bị Adam ra tay tát hai cái vào miệng. Adam, anh, Hàn bụng mặt không thể tin được nói. Thằng khốn, sao dám nói chuyện với cô Lý như thế này? Adam hận không thể đánh chết Han ngay tại chỗ, nếu không phải anh ta sao mình rơi vào kết cục này. Cô Lý, cô định xử lý anh ta ra sao? Giết hay tha tùy cô? Gia tộc Billy không có người nhân phẩm bại hoại như thế. Adam nói với Lý Ngọc Mai, đôi mắt anh ta nhìn Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai cũng nhìn về phía Đường Tuấn, cô cũng đoán được nguyên nhân tại sao thái độ của Adam sao lại thay đổi nhiều như vậy. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, một cỗ tinh thần vô hình thổi quét tới. Hàn sửng sốt một chút, sau đó hai tay bóp cổ. Cuối cùng, Hàn tự tay bóp cổ mình cho đến chết. Ánh mắt Adam lóe ra một chút, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Lý Ngọc Mai che cái miệng nhỏ nhắn, có chút khiếp sợ. Đường Tuấn trong mắt không gợn sóng, Billy Hàn dám đối xử với Lý Ngọc Mai như vậy, đã sớm bị anh phán tử hình. Bộp, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Chương 1458, không gian dị năng giả. Người đàn ông này là một người da đen to lớn, cơ thể 10 phần khỏe mạnh, khí tức so với vượn tuyết còn mạnh hơn. Hiển nhiên bị Đường Tuấn làm kinh động. "Cậu chủ Adam, cậu có sao không?" Anh chàng to lớn hỏi. Adam nhìn Đường Tuấn liếc mắt một cái, nói, "Không có việc gì. Vừa rồi Han dám tấn công tôi, người bạn tốt này của tôi đã dạy cho anh ta một bài học. Ông có thể lôi Han ra ngoài." không cần phải vào nếu không có lệnh của ta. Người đàn ông da đen to lớn là vệ sĩ được gia tộc Billy phái đến, tuy đạt đến cấp 9 nhưng Adam không dám mạo hiểm. Người đàn ông áo đen to lớn nghi ngờ nhìn đường Tuấn, có chút lo lắng, chủ nhân Adam, hai ngày nữa sẽ là ngày bỏ phiếu ứng cử viên tiến vào thánh địa. Han cũng có tư cách bỏ phiếu, giáo chủ sợ rằng sẽ bị trách móc, đến lúc đó, những người trong gia tộc, tôi e rằng cấp trên sẽ hướng đến ít. Nếu không giao anh ta cho gia tộc đi, Adam Billy cắn chặt răng, anh ta làm sao không biết? Mặc dù Han không phải là nhân vật cấp cao thực sự của gia tộc nhưng anh ta cũng không phải là nhân vật có thể thiếu, nếu anh ta bị giết thì chắc chắn khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Nhưng hiện tại tính mạng của mình đều nằm trong tay Đường Tuấn, anh ta có thể làm gì? Được rồi, chuyện này không cần ông quản, cứ làm như tôi đã nói. Adam lạnh lùng nói. Người da đen to lớn không dám nói lời nào, lôi xác Han rời khỏi đại sảnh. Tốt lắm đường tuấn ngoắc ngoắc ngón tay nhìn về phía adam nói cũng may anh không muốn liên thủ với người da đen đó chống lại tôi nếu không bây giờ anh đã chết rồi adam lạnh lùng nói anh muốn hỏi cái gì liền hỏi đi đường tuấn mặc dù để lại phù hiệu trong tinh thần của mình nhưng adam billy có tính toán không hẳn rất sợ đường tuấn đường tuấn cũng không để ý hỏi thánh địa mà vệ sĩ của anh vừa nói có chuyện gì vậy còn có ít là ai adam do dự một chút nói, thánh địa là một nơi bí ẩn được truyền lại từ gia tộc Billy. Chỉ cần anh có thể tiến vào lễ rửa tội, anh có thể thăng cấp tiếp theo. Lần này ít là đối thủ lớn nhất của tôi, cô ta là một không gian dị năng giả, người có thể kiểm soát không gian. Không gian dị năng giả? Đường Tuấn mày nhíu một chút. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về một người nào đó không gian lực. Cảnh giới thần hải có thể điều khiển không gian xung quanh cơ thể, nhưng mức độ đó chỉ có thể nói là ảnh hưởng. Muốn tiếp xúc thậm chí khống chế thực lực không gian, ít nhất cũng cần bước vào cảnh giới Nguyên Đan Hậu kỳ. Thứ mà Đường Tuấn tu luyện chính là công pháp tu chân, cho tới nay vẫn chưa tiếp xúc đến không gian chân chính. Có thể nghĩ, muốn kiểm soát sức mạnh của không gian khó khăn như thế nào. Bỗng nhiên, sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến một chút. "Adam, anh dám đem chuyện gia tộc Billy nói cho người ngoài, tin hay không tôi trở về nói cho giáo chủ nó? Một giọng nói quỷ dị vang lên. Ít, nghe được giọng nói này Sắc mặt của Adam biến hóa một chút. Trong góc đại sảnh, không gian bỗng lăn tăn gợn sóng như nước. Không gian không thể chạm đến làm cho người ta cảm giác như mặt nước. Một người phụ nữ mặc váy da đen bó sát bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh, tóc màu trắng, đường cong cơ thể đáng tự hào, đây là một người phụ nữ có sức quyến rũ khó cưỡng. Chương 1459 Adam, anh muốn phản bội gia tộc sao? Nhưng vẻ mặt của Adam căng thẳng tới cực điểm bởi vì người phụ nữ trước mặt anh ta là ít, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta trong lần bước vào thánh điện này, một cái không gian dị năng giả. Vừa rồi ít đã bước vào đại sảnh, và anh ta thậm chí còn không nhận ra điều đó, đó là do không gian lực của ít. Thân phận được che giấu của ít chính là sát thủ số một châu Âu. Dựa vào năng lực không gian xuất quỷ nhập thần, phàm là người muốn giết cô ấy đều một đi không trở lại. Cô tới lúc nào, Adam trầm giọng hỏi. Íp cười khanh khách nói, hi hi, tôi vừa đến không lâu. Nhưng mà tính cảnh giác của anh quá kém, nếu tôi không cất tiếng nói thì anh đã chết rồi. Danh sách đen châu Âu anh xếp thứ ba, xem ta có chút đánh giá cao thực lực của anh rồi. Cô tới làm cái gì? Adam hỏi. Danh sách đen dự phòng cấp 10 châu Âu ngầm tổng hợp, liệt kê những dị năng giả có nhiều khả năng vượt qua cấp 10 nhất. Adam xếp 3, mà ít xếp hạng 2, xếp hạng thứ nhất chính là một người tên Tố Khánh Quang. Adam chưa gặp qua người nọ, nhưng nghe nói là người truyền đạo cho giáo hội. Một con dao găm màu bạc đột nhiên xuất hiện trong tay íp, ánh lên một tia lạnh lùng dưới ánh đèn. Cô ta hành động quỷ dị, một hồi xuất hiện ở trong đại sảnh đích dựa vào song vị trí, một hồi xuất hiện ở cửa, như thể cô ấy mang theo một cánh cổng, có thể đi bất cứ nơi nào cô ta muốn. Íp nói, tôi có nhiệm vụ, muốn đến Việt Nam giết một người, thuận tiện đến gặp anh. Cô nghịch con dao găm trong tay, nói, chỉ còn một chút thực lực này, tôi khuyên anh sớm một chút bỏ cuộc bầu cử người tiến vào thánh địa. Hừ, Adam nói, cô nên tự bảo trọng đi, Việt Nam hiện tại không giống như trước có thể tùy ý ra vào, nhiều tu luyện giả phương Tây đều coi Việt Nam là cấm địa. Vừa nói vừa liếc nhìn Đường Tuấn, người này cũng là đến từ Việt Nam. Ít nói, điều này tôi đương nhiên biết, Việt Nam cũng có tu luyện giả sánh ngang cấp 10. Tuy nhiên, người mà tôi định ám sát lần này là nghe nói thực lực đạt tới cấp 9. Cô liếm liếm mở môi gợi cảm, có chút hưng phấn nói, tôi còn chưa có ám sát cao thủ cấp 9, lần này có thể nhân cơ hội này đột phá. Adam mí mắt giật giật, thực lực cấp 8 đi ám sát cường giả cấp 9, này quả thực là nghe giận cả người. Tuy nhiên ít có dị năng không gian, cho dù ám sát không thành công, vẫn có thể trốn thoát. Dù sao năng lực không gian ngay cả cường giả cấp 10 cũng không thể sở hữu. Íp liếc liếc mắt đường Tuấn một cái, bỗng nhiên lạnh lùng nói Adam, anh muốn phản bội gia tộc sao nói hết bí mật gia tộc ra ngoài adam há miệng thở dốc vừa định giải thích bỗng nhiên ngậm miệng lại nếu người này bị ít không cẩn thận giết chết hoặc là ít bị thương nặng đối với mình cũng không phải chuyện xấu adam trong lòng có tính toán nhưng đối phương rất bình tĩnh sát khí cư nhiên không phản ứng ít nhìn thấy đường tuấn cười nói đáng tiếc tôi không dễ dàng ra tay trừ phi có người trả tiền adam chuyện này tôi sẽ báo lại anh đi hàn huyện với bạn đi. Nói xong, ít xoay người rời đi. chương 1460, cô quá chậm. Anh làm sao biết được, ít thất thanh nói. Tôi chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, xem ra chủ nhân của cô ngay cả anh chụp của tôi cũng chưa đưa cho cô. Nếu muốn ám sát tôi, cô không cần phải đến Việt Nam. Íp ngẩn ra, nói anh chính là Đường Tuấn. Không thể giả được. Đường Tuấn vừa dứt lời, bóng dáng của Íp đột nhiên biến mất, không còn một chút dư ảnh. Íp động thủ, gặp qua ít ra tay, Adam thầm nghĩ trong lòng, ít cô đừng làm cho tôi thất vọng. Tốt nhất các người cùng nhau đồng quy vô tận. Đường Tuấn cảm nhận được xung quanh dao động, trên mặt chợt nở nụ cười, trầm giọng nói, hóa ra là như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô thật sự lĩnh ngộ năng lực không gian. Bùm! Không hề báo trước và cũng không có bất kỳ âm thanh nào, bóng dáng của íp đột nhiên xuất hiện phía sau đường Tuấn, một con dao găm đâm thẳng vào cổ anh cao thủ cấp 9 cũng chỉ có thế, thậm chí tôi ra tay cũng không có phản ứng. Íp châm chọc cười. Con dao găm xuyên qua cổ Đường Tuấn không chút trở ngại, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Bóng dáng Đường Tuấn dần dần biến mất. Sư ảnh, íp trong lòng cả kinh. Cô quá chậm, giọng nói Đường Tuấn phía sau truyền đến. Thanh âm vang lên, íp thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không tốt, kỹ năng không gian của cô ta đã đạt đến đỉnh cấp 8, hành động bất ngờ thậm chí có thể đả thương cường giả cấp 9. Vậy mà bây giờ cô chỉ có thể đánh trúng dự ảnh Đường Tuấn, hơn nữa cô còn còn chưa kịp phản ứng, điều này cho thấy thực lực của đối phương đã vượt xa cô. Người này là cường giả đỉnh cấp 9. Suy nghĩ trong đầu ít xẹt qua, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh. Cho dù Đường Tuấn là cường giả đỉnh cấp 9 thì thế nào, tuy rằng đáng để cô ta coi trọng, nhưng cũng không đến mức phải sợ hãi. Cô ta thân là một trong thiên tài xuất sắc nhất gia tộc Billy, cường giả cấp 9 gặp qua không ít. Hơn nữa bản thân cô ta cũng là một sát thủ, từng chống lại một cao thủ cấp 9 không tổn hại một cọng tóc. Đây cũng điều cô ta tự hào. Đỉnh cấp 9 thì sao? Tuy rằng thực lực của tên này có chút bất ngờ, nhưng thế chủ động vẫn nằm trong tay mình. Với dị năng không gian của mình, anh ta hoàn toàn không ngăn được mình, cũng không có khả năng ngăn cản mình. Trừ phi anh ta là cường giả cấp 10, đáng tiếc phương Đông hiện nay tiên nhân ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không phải là anh ta trong thời gian ngắn, ít trong lòng xác định sức mạnh của Đường Tuấn. Thế giới này cao thủ đỉnh cấp 10 thật sự quá ít, hơn nữa Đường Tuấn ra tay cũng không có uy thế kinh thiên động địa, ít tự nhiên sẽ không nghĩ đến người trước mắt tương đương với dị năng giả nguyên đan cấp 10, nếu không có cho cô ta 10 lá gan cũng không dám ra tay. Một làn sóng gợn như nước lăn tăn khắp không gian xung quanh ít, cơ thể của ít dần trở nên hư ảo. Đường Tuấn đứng sau lưng cô ta hạ xuống một trường, giống như ảo ảnh trong mơ audio điện tử võ tấn bền. Chương 1461, dị năng không gian chỉ có như vậy. Thanh âm ít mang theo một chút đắc ý vang lên, không thể tưởng được anh còn có chút thực lực, tôi cho anh sống lâu thêm vài ngày. Chờ tôi tiến vào thánh địa đột phá cấp 9 sau lại đến giết anh. Anh cứ việc trốn, đáng tiếc trên trời dưới đất, trừ bỏ cường giả cấp 10, không ai có thể tránh được ít tôi đuổi giết. Ha <laughs> ha. <laughs> Hừ. Đường Tuấn sắc mặt không tốt. Hướng đến nơi nào đó trong phòng trên không chung hất tay một chút. Trong hư không nhất thời truyền đến một tiếng Íp kêu rên, đường Tuấn tùy tiện hất tay đả thương tới cô ta. Phòng trong bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, Adam có chút khiếp sợ nhìn về phía đường Tuấn. Vốn gì anh ta hắn còn muốn đường Tuấn với Íp có thể đồng quy vô tật, không nghĩ tới đường Tuấn có thể đả thương bước lui Íp. Anh, thanh âm Adam khẽ run. Thực lực đỉnh cấp 9, tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng ở gia tộc Billy, thậm chí cả phương Tây đều là cường giả chân chính. Dị năng không gian chỉ có như vậy, lòng bàn tay Đường Tuấn bàn tay nắm nhẹ hư không, giống như động tác bắt cá vậy, không gian không ngờ lại xuất hiện gợn sóng giống như ít vừa rồi. Một màn này Adam cũng không nhìn thấy, anh ta nhìn biểu tình Đường Tuấn, nghĩ rằng anh đang thở dài vì không bắt được ít, thản nhiên nói, anh không bắt lấy ít là bình thường, dị năng không gian ít có thể nói là phương thức tự bảo vệ mình cực mạnh, trừ phi là cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết nếu không căn bản không có khả năng bắt được cô ta. Hai, Cho dù là cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết cũng không nghĩ đến dị năng không gian. Xác suất ít đào thoát vẫn là rất lớn. Nếu tôi không có tinh thần lực cường đại, có thể nhận thức được hết thảy động tính, đã sớm bị íp ám sát. Adam có chút buồn bã. Đối với íp đào tẩu, đường tuấn 10 phần bình tĩnh. Vừa rồi nếu anh nếu muốn bắt íp, tự nhiên có thể làm được, nhưng hiện giờ thế cục phương Tây ẩn chứa sát khí, anh cũng không muốn sớm bộc lộ ra thực lực của mình. Ít thân là sát thủ, ngược lại bị kẻ mình muốn ám sát đánh lui, loại chuyện này ít khẳng định sẽ không nói ra ngoài. Cho nên Đường Tuấn cũng không lo lắng. Ngược lại, Đường Tuấn càng hứng thú với thánh địa gia tộc Mã Adam và Íp đề cập, một nơi có thể rửa tội linh lực, nâng thực lực lên cao hơn chắc chắn không đơn giản. Trong một biệt thự cách Đường Tuấn mấy trăm cây em vùng ngoại ô, bên trong nhà xuất hiện một bóng người. Váy da đen, quần áo bó sát, chính là Íp vừa mới đấu với Đường Tuấn. Chỉ là lúc này sắc mặt của Íp có chút tái nhợt, một tay che ngực, khóe miệng vẫn không ngừng có vết máu chảy ra. Hừ, không nghĩ tới Adam tìm được người cường đại như vậy giúp đỡ. Íp lạnh lùng nói, nhưng lần này là cuộc bỏ phiếu gia tộc, người ngoài không thể nhúng tay. Nhưng để phòng ngừa chuyện không mong muốn, mình vẫn phải chuẩn bị một chút. Cô ta cầm một tấm thiệp mời trên bàn, đó là thiệp mời rượu, trên đó có in hình hoa văn giống dao găm màu đỏ nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Crimson Blade, mình sẽ thắng cuộc bỏ phiếu thánh địa. Íp nở ra một nụ cười lạnh, Adam, người được chọn tiến vào thánh địa là tôi, chờ tôi đột phá cấp 9, người đầu tiên giết chính là anh. Tại nhà của Adam, Đường Tuấn cũng cầm một tấm thiệp mời có hình dao găm đỏ trên tay. Anh nói đây là thư mời của Crimson Blade, mời các nhân tài dị năng giả phương Tây tụ họp. Đường Tuấn hỏi, chương 1462, tôi không thiếu tiền ngày hôm sau đường tuấn dưới sự dẫn dắt của adam đến được buổi tụ hội dị năng giả phương tây địa điểm tụ hội nằm ở trang viên bled theo những gì adam nói trang viên là hang ổ của crimson bled ngoại trừ lúc chấp hành nhiệm vụ ra thì crimson bled căn bản đều ở lại trong trang viên tu luyện trang viên cơ bản không tiếp đãi khách bên ngoài cực kỳ thần bí giới dị năng giả phương tây cũng biết crimson bled là người nắm quyền của heaven chứ những người không cần mạng thì cũng không ai có ý nghĩ dám động hay thăm dò trang viên Lúc này, Đường Tuấn cùng Adam đang ngồi trong một chiếc xe Lincoln. Chiếc xe thân dài thuộc bản định chế cao cấp, không gian trong xe vô cùng rộng rãi, Adam bắt chéo hai chân, trên tay bưng một ly rượu vang, thong dong thưởng thức. "Ngài Đường, cậu thật sự không suy nghĩ chút về chuyện tôi nói sao?" Quả thật thực lực của cậu mạnh mẽ khó sánh, tôi bại trên tay cậu tâm phục khẩu phục, nhưng phía sau tôi là gia tộc Billy truyền thừa mấy nghìn năm, có sức mạnh mà cậu không tưởng tượng nổi cho dù là cường giả cấp 10 cũng không dám có suy nghĩ động vào nhà Billy tôi. Nếu như tin tức cậu giam cầm tôi truyền về trong tộc, tộc trưởng và các trưởng lão sẽ không tha cho cậu rời khỏi châu Âu đâu." Adam nhàn nhạt nói, "Chỉ cần cậu giúp tôi giải trừ dấu ấn tinh thần, tôi đảm bảo không nhắc lại chuyện cũ, hơn nữa còn bồi thường cho cậu 1 tỷ euro, đồng thời sẽ kiến nghị việc hợp tác với công hội trung y cho gia tộc." Sau khi biết được thân phận của Đường Tuấn, Adam trái lại đưa ra một giao dịch như thế này. 1 tỷ euro, đổi sang tiền Việt Nam chính là hơn 26.000 tỷ rưỡi. Số tiền khổng lồ như vậy cho dù là dị năng giả cấp 9 bình thường cũng đều sẽ động lòng. Tùy tiện liền lấy ra 26.000 tỷ rưỡi, e là cũng chỉ có loại thiên tri kiêu tử của gia tộc Billy như Adam đây mới có thể làm được. Đáng tiếc, Đường Tuấn lại không ăn mối này, chỉ đáp lại một câu tôi không thiếu tiền. Lúc này, sắc mặt Adam âm u, rất nhanh liền trở lại như bình thường. Ngài Đường, lần tụ hội ở trang viên Bled này, vị nắm quyền khống chế Heaven là Crimson Bled khẳng định sẽ ra mặt chủ trì. Từ rất sớm trước kia Crimson Bled chính là đẳng cấp dị năng đỉnh cấp 9, cậu không sợ bị ông ta phát hiện, chém chết cậu sao? Tôi nghe nói cậu từng đả thương vương khải của tổ chức Heaven. Adam nhấp một ngụm rượu đỏ thắm, trong giọng nói mang theo ý uy hiếp cảnh cáo. Ông ta không phải đối thủ của tôi, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, anh nhắm mắt lại, không để ý tới Adam nữa. Adam sững sờ, có chút khinh thường bật cười, thầm nói, xem ra tâm thái của người này đã vô cùng bành trướng rồi, ở Việt Nam giành được chút thành tựu liền cho rằng thiên hạ không có đối thủ nữa. Phó đạo thuật pháp của Phương Đông xuất hiện gián đoạn, dị năng phương Tây bên tôi đây lại trước nay chưa từng bị cắt đứt, hai người sao có thể so sánh được? Crimson Blade chính là cường giả cấp 9 mạnh nhất phương Tây, thậm chí có người từng nói ông ta có thể ngang hàng với cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết loại người này đã vô cùng gần với thần rồi chỉ có thần mới có thể đánh bại một tên hậu thiên đạo thể sao có thể đánh thắng được crimson blade thật đúng là suy nghĩ hão huyền trong lòng nghĩ như thế nhưng adam lại thể hiện một phong thái ung dung uống rượu như cũ hơn phần nửa trạng thái tinh thần của đường tuấn lúc này lại chìm trong thức hải của bản thân trong thức hải một viên nguyên đan màu sữa đang chuyển động quay tròn theo sự tăng trưởng từng chút một của tinh thần lực cùng nguyên khí màu tím trong thức hải thực lực của Đường Tuấn cũng được gia tăng. Nguyên đan của anh vốn dĩ là màu xám, bị đám người trương tín chiết cho là tư chất nguyên đan tam đẳng thấp nhất. Nhưng theo sự tu luyện của Đường Tuấn, nguyên đan lại từ màu xám biến thành màu trắng sữa. chương 1463, đây là tôi nên làm. Dựa theo điển tích ghi chép trong phục ma ngọc trụ, nguyên đan tam đẳng chỉ có thể hút nguyên khí trong phạm vi 1 km. Nguyên đan nhị đẳng đại khái là khoảng 3 km, mà kim đan nhất đẳng là 5 km. Trong cùng một thời gian như nhau, phạm vi có thể hút nguyên khí càng lớn thì cho dù là lúc bộc phát sức mạnh hay là hồi phục cũng đều nhanh hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ phạm vi hút nguyên khí của nguyên đan của mình là 10 km, nếu như dốc hết sức thì thậm chí còn có thể hút nguyên khí trong phạm vi 15 km. Đường Tuấn Thầm nói trong lòng, những ngày này, anh đã có nhận thức đại khái về nguyên đan do mình ngưng thành. Một lần hút đủ phạm vi 10 đến 15 km nếu tính theo thực lực thì phải mạnh hơn gấp 4 lần so với nguyên đan nhất đẳng. Đây căn bản không phải là tình huống mà nguyên đan tam đẳng nên có. Chỉ nhìn từ phạm vi hút, nguyên đan của mình đã đạt đến tầng siêu phẩm rồi. Đường Tuấn thầm nói, lúc này, anh vốn không bất ngờ nhiều lắm. Thứ anh tu luyện là thần tàng quyết, vượt qua công pháp của luyện khí sĩ. Nếu như thật sự giống như đám người trương tín chiết nói ngưng luyện ra nguyên đan tam đẳng, vậy mới là làm người ta cười rất cả răng. Có kết luận như vậy, Đường Tuấn có thêm không ít lòng tin với lần đến phương Tây này. Lúc này trong một trang viên ở nơi khác, tổng thể của tòa trang viên là một sắc thái đỏ rực, nhìn giống như là dùng máu nhuộm lên, cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nơi đây chính là trang viên Ban Đê, hang ổ của Crimson Blade người nắm quyền Heaven. Ở nơi sâu thẳm trong trang viên Ban Đê lúc này đây, có hai người đang nói chuyện. Một người mặc áo khoác màu máu, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Một người khác tuy không mặc đồ bắt mắt như thế, nhưng lại cho người ta cảm giác như vực sâu thăm thẳm không thể đoán được. Hai người này chính là Crimson Bande và Ma Tước. "Lét, nếu ông hoàn thành được chuyện này thì ông chính là công thần cứu nguy lớn nhất của Ma chủ đại nhân, đến lúc đó tôi sẽ nói tốt về ông trước mặt Ma chủ đại nhân. Ông sẽ có được phần thưởng cực lớn, thực hiện tâm nguyện, đột phá vách ngăn cấp 10." Khóe miệng Ma Tước ngậm ý cười nhìn Crimson Bande. "Đây là tôi nên làm." Miệng thì nói như thế nhưng Crimson Blade vẫn có chút đắc ý. Ma tước đại nhân, ngài có thể nói với tôi cấp 10 là trời đất như thế nào không? Nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn luôn bị mắc ở chỗ cổ trai này, thực sự là không cam lòng mà. Crimson Blade suy tính một chút, ngữ khí nghiêm túc hỏi ma tước. Nhiều năm như thế, phương Đông không có tiên, mà phương Tây cũng giống vậy không có cường giả cấp 10. Mặc dù có người cơ duyên vững vàng như phong hà chiêu đột phá tầng ngăn cách kia, nhưng mà loại người này thực sự quá ít ỏi, có thể nói là một phần một vạn, thậm chí còn ít hơn. Mà vào được đến cái trời đất mới kia là nguyện vọng mãnh liệt của vô số thần hải cùng với cường giả cấp 9. Bây giờ không dễ gì mới xuất hiện một cường giả cấp 10, Crimson Blade đương nhiên muốn hiểu rõ một chút. Cấp 10 sao, mà tước ngừng lại một chút, nói cái cảnh giới này quả thực huyền diệu không gì so sánh được, tôi cũng không có cách nào nói hết tất cả ra. Tôi chỉ có thể giúp ông cảm nhận một chút thôi vừa dứt lời, một cỗ sóng tinh thần bắn ra từ giữa ấn đường của ma tước. Crimson Bande lập tức cảm nhận được một cỗ khí thức nồng đậm mạnh mẽ đang chấn áp ấn đường của mình, nỗi sợ ở sâu trong lòng ông ta phát ra, khiến ông ta thiếu chút nữa thì đã quỳ xuống rồi. Chênh lệch giữa cấp 9 và cấp 10 sao lại lớn như vậy? Mình đã ở đỉnh cấp 9 suốt 20 năm rồi, vậy mà ngay đến cả khí thức của cấp 10 cũng không chống lại được. Crimson Blade thầm thét trong lòng chương 1464, là con bé có dị năng không gian ấy sao? Ma tước thu lại khí tức, nét mặt của Crimson Bande mới bình tĩnh trở lại. Ma tước nhìn biểu cảm của Crimson Bande, lộ ra nụ cười đắc ý, ông không chống lại được khí tức của tôi là chuyện bình thường thôi. Lấy tiêu chuẩn của dùng của Việt Nam võ đạo luyện khí sĩ để nói về hạt tinh thần tôi ngưng kết thì nó đã đạt đến tầng tứ phẩm rồi, cách nhất đẳng tam phẩm chỉ còn một bước. Dưới sự xúc tiến của tinh thần, tất cả động tĩnh trong phạm vi 4 km đều rõ mồm một. Suy nghĩ của tôi vừa động thì ngay cả một chút ít nguyên khí ông cũng không hút nổi. Đừng nói là ông, chỉ cần là cường giả cấp 10 có phẩm giai thấp hơn tôi thì đều sẽ bị tôi áp chế. Tứ phẩm đã mạnh như thế, mà nhất đẳng tam phẩm còn là siêu phẩm đỉnh hơn thì không phải càng khủng bố hay sao? Crimson Bande nói thất thanh. Ừm, xác thực là như vậy. Sắc mặt ma tước ngưng trọng nói, có điều loại người này thực sự quá ít, vài nghìn năm trước loại nhân vật thế này đều là trong chục nghìn người mới xuất hiện một người, là thiên tài yêu quái cấp nghịch thiên. Bây giờ cơ hồ không còn nữa, nguyên đan tứ phẩm là đã đạt đến đỉnh rồi. Vậy lần này liệu có xuất hiện dị năng giả cấp 10 không? Hoặc là cường giả cảnh giới nguyên đan của phương Đông? Crimson Ban có hơi lo lắng, tôi nghe người ta nói vài ngày trước vùng núi chứa chan của Việt Nam hình như có xuất hiện dị tượng. Liệu có phải là có cường giả cảnh giới nguyên đan xuất động rồi không? có khả năng này, năm đó ma chủ chính là bị tu hành giả phương đông chấn áp, bây giờ ma chủ sắp phá vỡ phong ấn, bọn họ chắc chắn sẽ có hành động. Nhưng mà không quan trọng, vì hành động lần này tôi đã dốc toàn lực chuẩn bị rồi, chỉ cần không phải là cảnh giới nguyên đan đẳng cấp siêu phẩm thì tôi đều có thể ứng phó. Ma tước nói, Crimson Bande lúc này mới hơi yên tâm. Chính vào lúc này, sắc mặt của Crimson Bande thay đổi. Chuyện gì thế? Ma tước hỏi thiên tài Eva của gia tộc Billy kia muốn tìm tôi hợp tác. Crimson Bande trả lời. Là con bé có dị năng không gian ấy sao? Ma tước hỏi. Ừ, Crimson Bande đáp. Không nghĩ tới cô ta còn tự mình tìm tới cửa rồi. Ma tước diếu cợt, ông biết nên làm thế nào rồi chứ? Đã biết, Crimson Bande lạnh giọng, nói. Thời điểm đường Tuấn cùng Adam tới trang viên Bande đã là chập tối. Trong ngoài trang viên dường như khắp nơi toàn là người, chỉ có vài nơi sâu nhất trong trang viên là không mở với bên ngoài. Các loại khí thức hoặc mạnh hoặc yếu của các dị năng giả bao phủ lấy cả tòa trang viên, trong đó phổ biến nhất là dị năng ngũ hành, cũng có dị năng gió, dị năng băng tuyết, chỉ cần là những dị năng con người biết đến thì dường như đều có thể nhìn thấy tại đây. Adam vừa tới, lập tức có rất nhiều dị năng giả ùn ùn kéo đến, muốn làm quen với vị nhân vật thiên tài của gia tộc Billy này. Đáng tiếc, Adam lúc này đang bị giam trong tay của Đường Tuấn, chẳng hề có bao nhiêu tâm tư, tùy tiện nói đôi ba câu liền theo đường tuấn tìm một nơi yên tĩnh để chờ. Không nghĩ tới danh tiếng của Crimson Bande ở phương Tây cũng khá cao đấy, lại có thể triệu tập được nhiều dị năng giả như vậy. Đường Tuấn có phần ngạc nhiên. Lực ảnh hưởng của Heaven là một mặt, suy cho cùng dị năng giả không ai muốn đắc tội với vị đại lão rời ám sát này. Còn mặt khác là sự hấp dẫn Crimson Bande đưa ra lần này quá lớn, Ông ta chuẩn bị công khai phương pháp tu luyện dị năng từ cấp 8 trở xuống. Chương 1465, người đầu tiên trong danh sách dự bị cấp 10. Ấn đường của Đường Tuấn hơi nhíu lại, cho dù anh có Phục Ma Ngọc trụ cùng với rất nhiều truyền thừa thì cũng không đem loại phương pháp tu luyện đẳng cấp này công bố với mọi người, rất dễ chuốc lấy phiền phức. Ra tay thật hào phóng, Heaven lần này định làm cái gì? Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Chính vào lúc này đám người bên ngoài trang viên đột nhiên có hơi rối loạn. Một người đàn ông trẻ tuổi mái tóc màu vàng kim, mặc trang phục tông giáo màu trắng xuất hiện ở trong đó. Anh ta vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của đám đông, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Dị năng ánh sáng, con người của đường Tuấn co rút. Người đàn ông tóc vàng này vậy mà lại là dị năng giả ánh sáng cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Anh ta giống như đại diện cho ánh sáng, xung quanh anh ta bóng tối dường như không hề tồn tại. Thánh Quang, Adam cắn răng nói. Anh ta là ai? Đường Tuấn hỏi. Anh ta chính là đại diện do phản đế cương phái tới, được người ta gọi là Thánh Quang Chi Tử. Adam tức tối, nói. Nhìn bộ dạng của anh ta, hình như có khúc mắc với đối phương. Người đầu tiên trong danh sách dự bị cấp 10, Đường Tuấn nhỏ giọng nói. Trước kia anh từng nghe Adam nói về bảng danh sách đơn dự bị cấp 10 của phương Tây, phía trên ghi chép về một đám người có khả năng đột phá cấp 10 nhất. Adam xếp thứ ba, Eva thứ hai, mà người đứng đầu chính là vị con trai của Thánh Quang ở trước mặt này. Hình như cảm nhận được ánh mắt của hai người đường Tuấn cùng Adam, Thánh Quang tri tử đứng trong đám người bỗng nhìn về nơi đám đường Tuấn đang đứng. Đám đông chủ động tránh đường, anh ta giống như có một loại mị lực đặc biệt, không ai có thể làm trái với suy nghĩ và ý nguyện của anh ta. Thánh Quang chi tử đến bên cạnh đường Tuấn và Adam, mang theo ánh mắt nghiêm nghị liếc qua trên người hai bọn họ, có phần bức bách nhìn Adam. Adam, thánh quang chi tử mỉm cười. Hừ, anh chớ đắc ý, đợi sau lần này tôi tiến vào thánh địa rửa tội xong thì anh không còn là đối thủ của tôi nữa. Adam nói. Thánh quang chi tử lắc lắc đầu, biểu cảm không thay đổi, hoàn toàn không để lời nói dữ tợn của Adam trong lòng. Tôi là tín ngưỡng ánh sáng, đại diện ánh sáng, cho dù cậu rửa tội rồi thì cũng không phải là đối thủ của tôi lần này giao đấu, tôi sẽ khiến cậu hoàn toàn tín ngưỡng ánh sáng, cảm nhận sự vĩ đại của ánh sáng. Anh ta bỗng chuyển tầm mắt sang phía đường Tuấn, nói, nếu như cậu không tuân theo, tôi sẽ khiến người bên cạnh cậu đều tín ngưỡng ánh sáng trước vậy. Tên đầy tớ này của cậu không tồi, có thể trở thành môn đồ tốt. Lúc nói chuyện, sâu trong con ngươi của Thánh Quang Chi Tử Dường như có một tia sáng lướt qua. Đồng thời, trong thức hải của đường Tuấn hiện một âm thanh, tín ngưỡng ánh sáng, tín ngưỡng tôi, Tôi ban cho anh sự bất tử." Âm thanh này chính là giọng nói của Thánh Quang Chi Tử. Giọng nói dường như mang theo mị lực khác biệt, khiến người ta có loại cảm giác lắng nghe thánh dụ, không nhịn được mà nảy ra ý nghĩ tín ngưỡng thần phục. Lúc Thanh Quang Chi Tử nói chuyện là lặng lẽ động thủ, chính là muốn cho Adam một cái cảnh cáo. Giọng nói của anh ta so với thôi miên tinh thần của Adam càng mạnh mẽ thần bí. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1466, cậu xác định sao? Khóe miệng thánh quang chi tử ngậm ý cười nhìn đường Tuấn, giống như đang chờ anh quỳ xuống tôn thờ mình. Sắc mặt đường Tuấn trầm xuống, từng hồi tiếng sấm vang lên ầm ầm trong thức hải. Tiếng sấm mang theo một cỗ uy nghiêm lẫm liệt. Giọng nói mang theo sự mê hoặc của thánh quang chi tử lập tức bị tiêu diệt. Một tiếng hừ lạnh phát ra từ lỗ mũi của thánh quang chi tử, lúc này sự phản kích đột ngột của đường Tuấn khiến anh ta chịu chút thương nhẹ, Đạo Pháp Phương Đông, Thánh Quang Chi Tử nhìn đường Tuấn, không nghĩ tới Adam cậu vậy mà thu được một tên đầy tớ mạnh như thế, xem ra chuyện lần trước đã để cậu rút ra được kinh nghiệm. Adam nhìn sắc mặt của Thánh Quang Chi Tử, lập tức liền hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì, diễu cợt nói, không phải anh được mệnh danh là đại diện ánh sáng sao? Thế anh có bản lĩnh khiến anh ta tín ngưỡng ánh sáng không? Nét mặt của Thánh Quang Chi Tử có phần khó coi, nói tên đầy tớ này của cậu dám chống đối lại ánh sáng, Xem ra là tôi quá nhân từ rồi. Có điều tôi vẫn còn những việc khác, tạm thời không so đo với cậu, đợi sau khi tôi xử lý xong sẽ để cậu cảm nhận sức mạnh của ánh sáng thôi. Nói xong, Thánh Quang Chi Tử lại nhìn Đường Tuấn lần nữa, sau đó liền quay người rời đi. Anh cứ để anh ta đi như thế à? Adam có chút không dám tin nhìn Thánh Quang Chi Tử. Đường Tuấn không giải thích nhiều. Tu vi của Thánh Quang Chi Tử đã đạt đến cấp 9 rồi, lại cộng thêm dị năng ánh sáng đặc biệt anh ta có thực lực của đỉnh cấp 9. Tuy rằng mạnh nhưng còn kém xa mới là đối thủ của Đường Tuấn. Có điều Đường Tuấn có chút hứng thú với Thánh Quang Chi Tử, cho nên tạm thời tha cho anh ta. Lần xung đột này của Thánh Quang Chi Tử với Đường Tuấn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, càng huống hồ giao chiến tinh thần hết sức bí mật, tuy rằng dị năng giả có mặt ở đây nhiều nhưng cũng chẳng có mấy người có thể phát hiện ra. Nhưng cuối cùng vẫn có người chú ý tới nơi này. Trong phòng giám sát của trang viên Ban Đê, Vương Khải nhìn chằm chằm đường Tuấn trên màn hình, trong mắt lộ ra hận ý nồng đậm, vậy mà lại là anh. Lồng ngực của anh ta vẫn còn hơi đau nhức. Đó là nơi bị đường Tuấn đánh bị thương trên núi Yên Tử lần trước. Lần này tôi sẽ khiến anh đến được mà không về được. Vương Khải bước ra khỏi phòng giám sát, một hồi liền đi tới chỗ một căn phòng bí mật của trong trang viên Blade. Trong phòng có ba người ngồi, lần lượt là Ma Tước, Crimson, Blade và cả ít. Lão đại, tên hậu thiên đạo thể của Việt Nam kia tới rồi. Vương Khải nói, đầu mày của Crimson Blood nhíu lại, cậu xác định sao? Vâng, Vương Khải nói, lần trước em tới núi Yên Tử, vốn dĩ muốn thừa dịp lão đạo kia độ kiếp trọng thương, mang thân thể của lão ta về, chính là anh ta cản trở bên trong khiến cho việc sắp thành lại hỏng. Là người ở cùng với Adam sao? Íp bỗng hỏi. Cô từng gặp cậu ta rồi à? Crimson Blood nhìn về phía Ít. Íp gật đầu nói, từng giao đấu rồi. Thực lực đại khái là đỉnh cấp 9, mạnh hơn tôi không ít. Lần này tôi tới tìm ông hợp tác chính là hy vọng các ông có thể giúp tôi đoạt được tranh cử thánh địa của gia tộc Billy. Chỉ cần tôi có thể đột phá cấp 9 là có thể giết chết anh ta. chương 1467, Thị huyết chủy thủ. Đỉnh cấp 9, Vương Khải và Crimson Blood nhìn nhau, đều có hơi kinh ngạc. Lần trước lúc ở núi Yên Tử, thực lực đường Tuấn bày ra nhiều nhất chỉ là trình độ cấp 8, nhưng hiện tại mới chưa tới nửa năm, cư nhiên lại đã đạt đến đỉnh cấp 9 rồi, cùng một cấp độ với người cầm quyền Heaven là Crimson Blade đây. Loại thiên phú tu luyện này không khỏi khiến bọn họ coi trọng. Lão đại, lần này tuyệt đối không thể tha cho anh ta rời đi." Vương Khải hăng hăng nói. Crimson Blade gật đầu, loại người này quả thật không thể để cậu ta tiếp tục phát triển nữa. Một tên dị năng giả đỉnh cấp 9 mà thôi, giết chết cậu ta chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này mà tước đứng dậy, ông ta lấy ra một chủy thủ, đưa cho Vương Khải. Đây là thị huyết chủy thủ, cậu cầm theo nó đi giết tên kia. Một tên dị năng giả đỉnh cấp 9 còn chưa đáng để tôi ra tay. Chủy thủ chỉ có kích thước bằng cánh tay trẻ con, phía trên có một rãnh huyết được khắc sâu, một cỗ tả khí nồng đậm cùng khí thanh của máu từ phía trên lộ ra. Thị huyết chủy thủ, sắc mặt của ít hơi thay đổi. Thị huyết chủy thủ trong bảy thần khí lớn sao? Trong giới tu luyện ở phương tây tồn tại bảy loại thần khí, lần lượt là gia thần hoàng hôn, tiên huyết thánh bôi, vĩnh hằng chi thương, thắng lợi chi kiếm, phá quân chi thuẫn, bạo phong chi trùy, cùng với thị huyết trùy thủ. Mỗi một loại thần khí đều có lai lịch rất lớn, có sức mạnh thần bí không thể lường được, muốn khống chế được chúng, ít nhất phải có năng lực cấp 10. Tuy rằng ít xuất thân từ gia tộc Billy nhưng cũng chỉ là từng nghe qua tên của bảy loại thần khí, trước nay chưa từng được thấy. Mặc dù thị huyết trùy thủ xếp ở vị trí cuối cùng nhưng cũng có sức mạnh cách biệt như thế. Nghe nói nếu như dị năng giả cấp 9 có thể có được một món thần khí, thậm chí có thể đánh bại cường giả cấp 10, là vũ khí sắc bén vượt biên mà chiến. Ma tước thách thức nói, đương nhiên là thật rồi, trừ nó ra, còn có cái thị huyết trùy thủ thứ hai hay sao? Ma tước hình như rất hài lòng với biểu cảm kinh ngạc của Íp, nói ha ha. Nếu như cô hợp tác với chúng tôi, tôi cũng có thể tặng cho cô một món thần khí cái gì, ông vẫn còn thần khí, cơ thể ít chấn động, bị dọa tới đứng không vững nữa rồi. Trong bảy loại thần khí có thể có một loại đã là cơ duyên cực lớn rồi, nhưng nghe trong miệng bọn họ dường như vẫn còn mấy món. Người này cuối cùng là có thân phận gì? Ma Tước khoát tay, lại không nói thêm gì, nhưng ánh mắt cực kỳ đắc ý. Thị huyết chủy thủ, bàn tay nắm chủy thủ của Vương Khải khẽ run, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn kích động. Crimson Blade nói, có chiếc chủy thủ này thực lực của cậu đã có thể tương đương với đỉnh cấp 9 rồi. Nhưng vì để đề phòng ngộ nhớ, tôi bảo thống lĩnh ảnh vệ cùng ra tay với cậu. Còn nữa, không phải cậu nói thánh quang chi tử của phản đế cương xung đột với tên đó rồi sao, cậu có thể liên hệ với cậu ta, đến lúc đó cùng nhau ra tay. Thống lĩnh ảnh vệ của Heaven chuyên môn phụ trách huấn luyện tử sĩ của Heaven. Mặc dù bình thường rất ít khi ra tay nhưng Vương Khải biết thực lực của thống lĩnh ảnh vệ cũng đã đạt đến cấp 9 rồi. Mà Thánh Quang Chi Tử, một thân sức mạnh ánh sáng huyền diệu lớn mạnh, cũng là cao thủ cấp 9 giống thế. chương 1468, các người sẽ hối hận. Íp, hợp tác khi nãy tôi nói, cô cảm thấy thế nào? Crimson Blade cười hỏi. Íp im lặng, rất lâu sau mới nói, hợp tác có thể. Có điều ngoại trừ những thứ các ông đồng ý với tôi ra thì tôi còn muốn một món thần khí. Trong mắt Crimson Bande lóe lên ý tức giận, ít quá tham lam, vậy mà lại muốn một món thần khí được chính vào lúc này, ma tước bỗng đồng ý. chỉ cần cô thành công mang chúng tôi tiến vào, heaven sẽ dùng tất cả tài nguyên trợ giúp cô chiến thắng cơ hội của gia tộc billy. đồng thời sau khi chuyện thành cho cô một món thần khí, ma tước cười nói loại biểu cảm tùy ý kia giống như thứ tặng đi là một món đồ chơi vậy. nếu như cô không tin, tôi có thể lập khế ước tâm linh. xuất lời, ma tước lập tức lập khế ước tâm linh khế ước tâm linh của phương Tây không khác lắm với huyết thể của phương Đông, đều không thể làm trái lại, một khi làm trái thì sẽ bị vận rủi quấn thân, tu vi không thể tăng lên. Được, thấy ma tước đáp ứng sảng khoái như thế, trái lại khiến ít hơi sướng sờ, nhưng trong lòng lại vọt lên một niềm vui sướng. Cũng giống thế, lập một khế ước tâm linh. Màn đêm buông xuống nhưng bầu không khí náo nhiệt của trang viên bled lại không giảm đi chút nào. Ánh mắt của vô số các dị năng giả càng ngày càng nóng bỏng, bởi vì không lâu nữa Crimson Blade sẽ xuất hiện giảng giải phương pháp tu luyện. Ngài Đường đã lâu không gặp, Đường Tuấn cùng Adam đang nghỉ ngơi trong một gian phòng, đột nhiên có một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Cửa phòng bị đẩy ra, hai người tiến vào, chính là Vương Khải và Thánh Quang chi tử người vừa xung đột không lâu trước. Vương Khải dùng thái độ trên cao nhìn xuống để nhìn Đường Tuấn, nói giễu cợt, lần trước ở Việt Nam vội vàng từ biệt, tôi thật vô cùng nhung nhớ ngài Đường đấy không nghĩ tới ngài đường lần này hạ cố đến trang viên Blade phải để tôi tận tình thể hiện nghĩa vụ của chủ nhà. Sắc mặt của Adam thay đổi, sao anh ta có thể không nghe ra địch ý sâu đậm trong lời nói của Vương Khải được chứ? Cái tên này vậy mà ngay cả người của Heaven cũng đều đắc tội rồi. Adam thầm hận trong lòng. Heaven mặc dù là một tổ chức nhưng luận thực lực không hề thua kém gia tộc Billy, thậm chí còn mạnh hơn. Ngài đường, tôi từng nói sẽ khiến anh tín ngưỡng ánh sáng khóe miệng thánh quang chi tử ngậm ý cười, lạnh lẽo nhìn đường Tuấn. Ngài đường, mời, heaven của chúng tôi vì anh mà chuẩn bị một món quà gặp mặt nho nhỏ. Vương Khải làm ra một tư thế tay xin mời. Không thể đi, đi rồi sẽ chết đó. Adam gào khóc trong lòng. Adam, cậu cũng cùng đi đi. Thánh quang chi tử nhìn về phía Adam, trong mắt lộ ra sát ý. Adam sướng sờ, quát các người muốn làm gì. Tôi đến từ gia tộc Billy đấy, Lời vừa ra khỏi miệng, Adam liền cảm thấy mình quá ngu rồi. Cho dù là tông giáo Phạn Đế Cương hay tổ chức Heaven thì bất cứ cái nào cũng không sợ gia tộc Billy. Các người sẽ hối hận." Đường Tuấn đứng dậy, "Tôi sẽ khiến cho anh ngay cả cơ hội để hối hận cũng không có." Vương Khải nói, "Mời." Chương 1469, xiềng xích thánh quang. Adam lúc này hận không thể chém ngàn vạn đao lên người Đường Tuấn, tên này đến tận bây giờ vẫn còn nói lời huynh hoang. Người ta đây rõ ràng là có chuẩn bị mới tới, anh còn khoe anh hùng gì chứ? Có điều, lúc này anh ta cũng không có lựa chọn, chỉ có thể cùng ra ngoài với Đường Tuấn. Bốn người nhanh chóng rời khỏi trang viên Ban Đê, đi tới nơi sâu thẳm trong màn đêm. Trên trán Adam toát ra mồ hôi hột, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, phát hiện Đường Tuấn lại đầy mặt bình tĩnh, càng tức muốn chết. Đi suốt nửa tiếng đồng hồ, khi trang viên Ban Đê đều đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Vương Khải lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn đường Tuấn, ngài đường có hài lòng với nơi này không? Bốn bề là một mảnh hoang vu, vắng vẻ cô quạch, phía xa còn có sói rú, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được một đôi mắt màu xanh biếc, đó là mắt của hung thú trong bóng tối, trông có vẻ cực kỳ giận người. Khá tốt đó, đường Tuấn gật đầu. Vương Khải nói là khá tốt, nếu như người chết ở nơi này, lập tức sẽ có hung thú lần theo mùi tìm tới, ngày hôm sau ngay cả xương cũng không còn, ngài đường đừng xem thường răng của đám hung thú này đám hung thú này cũng hiểu phương pháp tu hành sức mạnh chẳng hề thua kém kẻ tu tiên bây giờ không cần ẩn ẩn núp núp nữa ra đi bằng không chỉ dựa vào hai người bọn họ không phải là đối thủ của tôi đường tuấn bất thình lình nhìn một nơi nào đó trong bóng tối nói vẫn còn người trong lòng adam kinh ngạc bóng tối bị xé mở giống như màn sân khấu một người từ trong đó bước ra người này toàn thân mặc đồ đen cả người chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, trong bóng tối lấp lánh sắc bén. Thống lĩnh ảnh vệ, Adam nhìn người này, sắc mặt thay đổi, nói thất thanh. Người bước ra từ trong bóng đêm này chính là thống lĩnh ảnh vệ của tổ chức Heaven, sự tồn tại mạnh mẽ của dị năng cấp 9. Adam rõ ràng cũng từng nghe qua tên tuổi của thống lĩnh ảnh vệ. Lần này tiêu rồi, ba dị năng giả cấp 9, không còn chút đường sống nào. Trong lòng Adam là một mảng tuyệt vọng anh không nên tới phương Tây, càng không nên đắc tội với Heaven. Trong tay Vương Khải nắm thị huyết trùy thủ, uy nghiêm nói. Giết! Thống lĩnh ảnh vệ khẽ hô, trực tiếp động thủ. Móng vuốt tay phải của anh ta hướng về phía đường Tuấn, móng tay đột nhiên biến dài, ánh sáng trói lọi rét lạnh hiện ra, tựa như Wolverine trong phim điện ảnh. Dưới móng vuốt, ngay cả tinh thép cũng đều dễ dàng bị cắt đứt. Siêng xích thánh quang. Thánh quang chi tử khẽ kêu một tiếng, trên người phun ra một mảng thánh quang ánh sáng hóa thành xiềng xích quấn chặt lấy đường tuấn mà tay vương khải cầm thị huyết thủy thủ hướng về phía ngực của đường tuấn đâm xuống ba người đồng thời ra tay khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn hiện trường adam cũng không nén nổi nỗi sợ trong lòng nữa nhân lúc ba người không ai ra tay với anh ta quay người liền trốn thị huyết thủy thủ vậy mà lại là thị huyết thủy thủ một trong số bảy loại thần khí trong truyền thuyết cuối cùng thì tên này là phạm phải chuyện gì mà khiến cho Heaven đối phó với anh ta như thế. Đối diện với một kích do ba người hợp lực, thân thể đường Tuấn khẽ chuyển động, lùi lại 10 mét, đòn công kích của Vương Khải và thống lĩnh ảnh vệ lập tức rơi vào không trung. chương 1470 thân xác chống thần khí. Ha ha, tối nay thiên tài lợi hại của Việt Nam phải chết ở nơi này rồi. Thấy đường Tuấn lùi, Vương Khải lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý. Còn về Adam, lại không có ai đi quan tâm anh ta. Đường Tuấn cúi đầu nhìn cơ thể mình, xiềng xích thánh quang của thánh quang chi tử vẫn đang quấn chặt trên người anh, áp chế nguyên khí cùng với sức mạnh của anh. Đây là bí thuật của giáo đình chúng tôi, cho dù là dị năng giả đỉnh cấp 9 cũng phải bị nhốt trong vòng 5 phút. 5 phút, đủ để chúng tôi giết anh mấy trăm lần rồi. Thánh quang chi tử cười nói. Đỉnh cấp 9, đáng tiếc tôi không phải. Đường Tuấn khẽ nói. Cảnh giới nguyên đan, tương đương với cấp 10 của phương Tây. Đáng tiếc câu này của anh không ai nghe thấy cả. Cả người thống lĩnh ảnh vệ chìm vào trong bóng tối, dây tiếp theo, vô số móng vuốt sắc bén đánh về phía đỉnh đầu đường Tuấn. Bản thân tu vi của anh đã đạt đến cấp 9, trình độ cùng tốc độ ra tay ác liệt còn mạnh mẽ hơn so với Vương Khải. Phốc, đường Tuấn khẽ cười, cơ thể hơi nhúc nhích, thứ xiềng xích nhìn có vẻ vững chắc không gì phá nổi kia biến thành từng chút ánh sáng tiêu tan trong bóng đêm sắc mặt của thánh quang chi tử trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, đường tuấn đánh vỡ xiềng xích thánh quang đã làm anh ta bị thương rồi. Tiếp theo, chuyện càng khiến anh ta sợ hãi hơn đã xảy ra. Chỉ thấy đường tuấn ra tay sau mà lại tới trước, bàn tay nắm chặt móng thép của thống lĩnh ảnh vệ, sau đó cổ tay hơi cử động, xoay lại, móng thép bị bẻ gãy. Ngay sau đó cả cánh tay của thống lĩnh ảnh vệ cũng kèm theo một tiếng, cạch, mà bị bẻ gãy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Tuấn lật ngược tay lại nắm lấy móng thép, phốc một tiếng cắm vào ngực của thống lĩnh ảnh vệ. Trái tim vỡ nát, thống lĩnh ảnh vệ chết. Mà lúc này lần ra tay thứ hai của Vương Khải mới đến, anh ta nhìn thấy thống lĩnh ảnh vệ bị Đường Tuấn giết chết trong thoáng chốc, một cỗ khí lạnh từ cột sống trực tiếp xông thẳng lên não. Tiếc rằng tình hình lúc này đã không cho phép anh ta nghĩ nhiều nữa rồi. Dị năng sắt thép của thống lĩnh ảnh vệ tuy mạnh nhưng suy cho cùng cũng chỉ là dị năng, hoàn toàn không thể so sánh được với thị huyết trùy thủ trong tay mình. Đây chính là một trong bảy loại thần khí của giới dị năng, mình không tin anh ta cũng có thể tay không mà tiếp. Một ý nghĩ nhanh như chấp lướt qua trong đầu Vương Khải. Thị huyết trùy thủ, một trong số bảy loại thần khí, đường Tuấn bỗng cười khẩy một tiếng. Đối mặt với một kích sử dụng thị huyết trùy thủ của Vương Khải, Đường Tuấn cũng giống thế một tay nắm phía trên thị huyết trùy thủ. Cạch, thị huyết trùy thủ không hổ là một trong bảy loại thần khí, mức độ cứng rắn mãi mãi không phải là thứ móng thép của thống lĩnh ảnh vệ có thể so sánh được. Mặt sắc bén của trùy thủ ma sát dữ dội với bàn tay của Đường Tuấn, trong bóng tối lộ ra ánh lửa. Đường Tuấn không ngừng bẻ gãy thị huyết trùy thủ, nhưng thị huyết trùy thủ cũng thế không làm bị thương được Đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền chương 1471, Heaven, có vẻ thực sự phải xóa tên rồi. Thực lực mà Đường Tuấn thể hiện ra quá mức mạnh mẽ khủng bố rồi, đây nào phải đỉnh cấp 9 gì, rõ ràng là cao thủ cấp 10. Đáng tiếc phản ứng của Vương Khải vẫn là chậm mất, bàn tay đường Tuấn đánh ra, lồng ngực anh ra lập tức vỡ nát, vật màu đỏ trắng tung tóe bốn phía. Trong màn đêm gió lạnh nổi lên, mùi máu tanh nồng nặc truyền ra ngoài. Chốc lát, đường Tuấn đã giải quyết hai vị chiến lược cấp 9. Cạch cạch cạch, răng của Thánh Quang Chi Tử đang phát run. Không phải anh muốn tôi tín ngưỡng anh sao? Đường Tuấn nhìn về phía Thánh Quang Chi Tử. Ma quỷ, anh là ma quỷ, Thánh Quang Chi Tử gào thét. Hừ, Đường Tuấn đánh một trường về phía Thánh Quang Chi Tử trong không trung, mặc dù cách xa mười mấy mét nhưng một trường này đủ để giết chết cường giả cấp 9. Trên người Thánh Quang Chi Tử đột nhiên hiện ra ánh sáng trắng sáng chói, một trường của Đường Tuấn rơi xuống, một đi không trở lại. Sau đó Thánh Quang Chi Tử được bao phủ trong đám ánh sáng này, vội vã chạy vút theo hướng chân trời. Đợi lần sau gặp lại, tôi lại tới tuyên phán tội hình của anh." Giọng nói của Thánh Quang chi tử từ phía xa truyền đến. Xem ra tông đình cũng tồn tại thế hệ cao thủ cấp 10. Đường Tuấn khẽ giọng tự nói. Ở nơi hoang vắng bị bao trùm trong bóng tối, một mùi máu tanh nhàn nhạt tản dần ra xa, ngay sau đó, những con mắt xanh biếc hiện lên dày đặc xung quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Những con thú dữ này đều có sức mạnh vượt xa so với người thường, sau những biến động lớn của trời đất, không chỉ con người mà ngay cả trí thông minh của các loài động vật cũng được mở rộng. Trong đó có một số đã được phát triển tương đối sớm, thậm chí đã đạt đến trình độ dị năng giả cấp 6 và 7, có thể sánh ngang với cảnh giới thần hải trong nhân loại. Nhưng lúc này, không có một con thú dữ nào dám hành động, vừa rồi Đường Tuấn đã tung ra một luồng khí thế cực mạnh, khiến bản năng sinh tồn của thú dữ cảm thấy bị đe dọa. Có đôi khi động vật thông minh hơn con người rất nhiều, biết người nào có thể động vào và người nào không thể. Đường Tuấn cầm trong tay một thanh thủy thủ thị huyết, tuy rằng đã trải qua một trận chiến đẫm máu nhưng trên người anh vẫn không dính một chút bụi bẩn nào. Ngay cả thủy thủ thị huyết cũng đã dùng, hừ. Trong mắt Đường Tuấn lóe lên sát khí. Trận chiến vừa rồi trông có vẻ dễ dàng đơn giản, nhưng là do anh bước vào cảnh giới Nguyên Đan, ngưng tụ ra Nguyên Đan siêu phẩm, nếu đổi lại là một tên cường giả cấp 9 nào đó đều phải chết ở đây. Heaven, có vẻ thực sự phải xóa tên rồi. Đường Tuấn thấp giọng nói cơ thể hóa thành một làn khói tan biến. Gầm, ngay khi đường Tuấn vừa rời đi, lập tức đám thú giữ xung quanh nhào tới. Chỉ trong chốc lát, thi thể của thủ lĩnh ảnh vệ và Vương Khải không còn trừ lại một mảnh xương. chương 1472, đây là linh hồn thể. Ở phía bên kia, sau khi đường Tuấn bị Vương Khải và Thành Quang bắt đi, Crimson Blade cũng chính thức xuất hiện trên sân khấu. Trước khi tôi truyền thụ phương pháp tu luyện dị năng cho các người, tôi muốn hỏi các người một vấn đề các người có muốn thực lực tăng nhanh một cách thần tốc không lời nói của crimson blade giống như mang theo ma lực lan tràn bốn phía muốn sau một lúc im lặng vô số người có thiên phú dị năng đồng thanh hét lên được bây giờ cơ hội của các người đã tới trong một khoảng thời gian trước đó tổ chức heaven của chúng ta đã phát hiện ra một loại nước thánh có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của con người crimson blade lấy ra một chén chất lỏng màu đỏ Đồng thời ra lệnh cho một người có dị năng cấp 4 uống nó. Không đầy 2 phút sau khi người đó uống cạn, đột nhiên tinh thần lực của anh ta tăng vọt, từ cấp 4 liên tiếp vượt thêm 2 cấp, đạt đến trình độ của cấp 6. Toàn trường lặng như tờ. Ngay sau đó là tiếng reo hò vang dội. Có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình mà không cần tu luyện thì có ai mà không muốn. Heaven tôi sẵn lòng lấy ra loại nước thánh này để chia sẻ cho mọi người. Crimson Blood phất tay, lập tức có cấp dưới đi phân phát nước thánh. Hầu như không có một chút do dự, hễ người nào lấy được nước thánh là đều uống hết. Khi Crimson Blade nhìn thấy thế, ý cười trên mặt ông ta càng rạng rỡ, nhưng lại lộ ra sự nham hiểm. Ma tước ở trên tòa cao ốc cười khẩy, ngu xuẩn. Đó căn bản chẳng phải là nước thánh, mà là một giọt máu của Thủy Thanh Lam. Bộp bộp bộp, bất cứ người nào uống nước thánh đều bị ngã xuống đất trong vòng 2 phút. Chẳng bao lâu sau, bên trong trang viên Crimson sẽ không còn mấy dị năng giả có thể đứng vững được. Lúc này, một quả cầu chói lọi bay ra từ cơ thể của Crimson Blade. Cùng lúc đó, nhóm dị năng giả ngã trên mặt đất kia bỗng dưng run rẩy đứng lên và run rẩy đi qua, một vầng sáng mở nhạt tỏa ra từ người bọn họ. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy những quầng sáng này có đường nét trên khuôn mặt. Vầng sáng đó như thể bị thu hút, đều đi vào quả cầu trói dọi do Crimson Blade ném ra. Đây là linh hồn thể ra đầu của ít tê dại. Những vầng sáng nhảy ra từ trên người dị năng giả không phải cái gì khác mà là linh hồn thể, nơi chứa đựng nguồn gốc cốt lõi của dị năng giả. Nếu không có linh hồn thể, dị năng giả sẽ chết. Cuối cùng các người muốn làm gì? Nếu có nhiều dị năng giả trẻ tuổi chết ở đây như vậy, toàn bộ giới dị năng phương Tây sẽ bị hủy diệt. Íp cao mày và hét lên với ma tước, cô ta có thể cảm giác được sau khi những linh hồn thể đó hợp nhất với quả cầu ánh sáng của Crimson Blade, các dị năng giả cũng hoàn toàn im bặt. Bất kể là làm cái gì thì loại thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn. Chỉ trong vài giây, có đến mấy trăm dị năng giả đã mất mạng, phải biết rằng trong một vạn người mới xuất hiện một, hai người có thiên phú dị năng, hơn nữa có người còn bị gục ngã trong quá trình tu luyện, dường như không có mấy người có thể thực sự phát triển thành dị năng giả. Mà hiện tại, hành vi của Crimson Blade đang ngăn cản tương lai của giới dị năng phương Tây chương 1473, thế mà cậu chưa chết. Cô câm miệng, ma tước lạnh lùng nói. Dừng tay, ít giật mình, cả người bay vút về phía Crimson Blade, cô ta muốn đoạt lấy quả cầu ánh sáng kia. Cô ta sở hữu dị năng không gian với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Crimson Blade. Ha ha, Crimson Blade nở nụ cười nhạt. Hoàng, đột nhiên một dòng sông máu xuất hiện, ít bất ngờ không kịp đề phòng nên đã bị mắc kẹt trong dòng sông máu ngay cả khi cô ta điều động dị năng không gian cũng không có cách nào thoát ra khỏi đó. Không biết từ khi nào trong tay Crimson Blade đã cầm một cái chén cổ, có điều cái chén này tựa như được tạo ra từ máu tươi, lộ ra bên ngoài một màu đỏ thấm như máu. Chén tiên huyết thánh, sắc mặt của ít biến đổi, cái chén trong tay Crimson Blade đích thực là chén tiên huyết thánh, nó chỉ đứng sau thần khí chư thần hoàng hôn bậc nhất trong số 7 đại thần khí. Giới dị năng đều cho rằng dị năng của tôi là lôi điện, thậm chí còn gọi tôi là lôi điện Pháp Phương. Nhưng có ai biết rằng, dị năng lợi hại nhất của tôi không phải là lôi điện, mà chính là huyết chi dị năng. Crimson blood dùng ngón tay vuốt ve chén tiên huyết thánh, châm chọc nói, dựa vào chén tiên huyết thánh và huyết chi dị năng, ngay cả cường giả cấp 10 tôi cũng có thể quyết đấu một trận. Giới trẻ của phương Đông thì tính là cái gì, theo tôi thấy, chẳng qua cũng chỉ là con châu chấu đang nhảy nhót mà thôi. Nếu tôi muốn, chỉ với một ngón tay cũng đủ để có thể nghiền chết anh ta một con nhóc còn chưa đạt tới dị năng cấp 9 như cô cũng dám động thủ với tôi sao? Phải không, đúng lúc này, một âm thanh vang lên không hề có dấu hiệu báo trước. Sắc mặt của Crimson Blade thay đổi tức khắc, ông ta nhìn về vị trí nơi âm thanh phát ra. Bên ngoài trang viên Crimson, có một người đang đứng ở đó, nhìn ông ta một cách diễu cợt. Đó là Đường Tuấn. Thế mà cậu chưa chết, Crimson Blade lấy lại bình tĩnh. Đường Tuấn nhìn về phía vầng hào quang rực sáng trước người Crimson Blade, trong mắt đằng đằng sát khí. Anh có thể cảm nhận được những linh hồn thể này bị nghiền nát sau khi tiến vào quả cầu ánh sáng kia rồi trở thành sức mạnh tinh thần thuần túy nhất. Có vẻ như Crimson Blade muốn tạo ra thứ gì đó. Kha kha, xem ra ảnh và Vương Khải đều đã chết, nhưng như vậy cũng tốt, để cho tôi đích thân ra tay giết chết cậu. Cậu được đánh giá là người tu hành ở phương Đông có hy vọng bước vào nguyên đan nhất mà tôi lại là người tiếp cận gần đến dị năng giả cấp 10 nhất ở phương Tây. Trong trận chiến này, thử so tài một chút xem cuối cùng ai mạnh ai yếu đi. Oanh, ít bị ném ra ngoài, Crimson blood thúc giục chén tiên huyết thánh, dòng sông đẫm máu lại trở nên lớn mạnh hơn. Như thể sóng lớn ập vào bờ, dòng sông đẫm máu thổi quét về hướng của Đường Tuấn. Dường như chỉ còn lại thứ ánh sáng màu máu bao phủ cả trời đất. Đi chết đi, Crimson Blade đang trong trạng thái điên cuồng ông ta cười gần. Không gian như bị xé toạc ra, Crimson Blade có được chén tiên huyết thánh, chắc chắn có thể cùng cường giả cấp 10 làm một trận chiến. Ha ha! Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, tung ra một quyền. Không khí bị đánh phá vang lên âm thanh thảm thiết. Trường 1474 cậu luyện được nguyên đan rồi. Cấp 7, cậu luyện được nguyên đan rồi. Trong lúc đường Tuấn đang phá vỡ con sông dài màu huyết dụ bằng một quyền của mình, Sắc mặt của Crimson Blade thay đổi rõ rệt, thất thanh hô to. Đồng thời, trong lòng ông ta lại thẹn quá hóa giận, khoảnh khắc trước đó còn xem Đường Tuấn như một con trâu chấu nhưng mới trôi qua được vài phút, Đường Tuấn cũng đã vượt xa cả cao thủ cấp 7 như ông ta. Đây đúng là một cái tát đối với xích quả quả mà. Ừm, Đường Tuấn gật đầu, khí thế chiến thắng mạnh mẽ ngút trời, bỗng chốc đạt tới trình độ của dị năng giả cấp 7. Trong con người của Đường Tuấn, một phiên nguyên màu trắng ngà đang di chuyển lên xuống. Crimson Blade run lên, chén thánh máu tươi suýt chút nữa thì rơi xuống. Cảnh vật trước mắt chợt lóe lên, ma tước đã xuất hiện trước mặt Crimson Blade. Cảnh giới nguyên đan phương đông, ma tước nhìn chằm chằm đường tuấn, chợt cười một tiếng chiêu tức, đáng tiếc vẫn còn quá yếu, chỉ ngưng luyện ra được nguyên đan phẩm giai cấp 3 màu xám, chỉ mạnh hơn cấp 9 đỉnh một chút mà thôi. Ma tước lắc đầu, giọng điệu mang theo chút bình phẩm nói, cậu chỉ vì cái lợi trước mắt mà thôi, đối với thiên phú của cậu, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, nói không chừng sẽ có cơ hội ngưng luyện được nguyên đan phẩm giai cấp 2. Hiện tại tuy cậu đánh bại được Crimson Blade, nhưng cậu đã không còn cơ hội tiến thêm bước nữa. Mà Crimson Blade dưới sự chỉ đạo của tôi, hoàn toàn có thể ngưng luyện ra trung tâm tinh thần của phẩm giai cấp 2. Đến lúc đó cậu cũng chẳng phải là đối thủ của ông ấy. Gương mặt Crimson Blade lộ ý cười, dễ nhận thấy ông ta rất đắc ý với lời nói của ma tước kia. Lại nhảy. Đường Tuấn lười giải thích với Ma Tước tự đắc trước mặt mình. "Hừ, mà thôi, cho cậu xem thử nguyên đan cao cấp có sự khác biệt to lớn nào so với nguyên đan cấp thấp." Ma Tước châm biếm. Lời nói vừa dứt, Ma Tước đã ra tay rồi. Ông ta giơ tay lên, một màu đen tựa hồ như chất lỏng bắt đầu di động. Nếu như nói thánh quang chi tử đại diện cho ánh sáng, vậy thì Ma Tước chính là đại diện cho sự hắc ám, hơn nữa còn mạnh khủng khiếp gấp mấy lần so với thánh quang chi tử màu đen tối đó như ngọn sóng lớn tiến đến quét sạch tất cả đường tuấn vung tay lên tuy rằng chặn lại được nhưng cũng bị đẩy lùi vài bước thấy chưa ngay cả một chiêu của tôi thì cái loại nguyên đan cấp bậc này của cậu cũng không tiếp được tốt nhất là mau chóng chạy trốn đi nếu không tôi cũng không ngại giết chết cậu tại nơi này đâu ma tước nhìn thấy đường tuấn lui về phía sau gương mặt không khỏi nở ra một nụ cười tươi mang theo vẻ đắc ý đường tuấn khẽ nhíu mày sức mạnh của ma tước trước mặt quả thật không được phép coi thường, không hổ danh là cao thủ của cấp 7, trung tâm tinh thần được ngưng luyện ra sợ là cấp bậc không thấp. Trung tâm tinh thần của dị năng giả chính là nguyên của người tu hành. Vừa nãy anh chỉ là thử thăm dò bằng một chiêu của mình, nhưng cũng đã sử dụng ba phần lực, không ngờ vậy mà lại bị đẩy lui vài, đủ để chứng minh sức mạnh của ma tước. Tôi vốn đang muốn dẫn theo cậu để đi càn quét giới tu hành phương Đông, rồi mới giết cậu không ngờ chính cậu lại tìm đến cái chết, vậy đỡ phải đi với tôi một chuyến. Ma tước vung tay áo, năng lượng hắc ám trong bàn tay của ông ta ngưng tụ thành một vật hình cầu phát ra tia điện màu đen, những dòng sóng âm đáng sợ tỏa ra ngoài. Đại nhân ma tước, chìa khóa tinh thần bí mật đã chế tạo thành công. Lúc này Crimson Blade chợt hô lên. Trường 1475 các người có tư cách sao? Trên đỉnh đầu của Crimson Blade, phần sáng kia không còn phát sáng nữa, biến thành một cái chìa khóa trong suốt, trên đó còn có những đường nét đặc thù, thoạt nhìn lại rất huyền diệu. Ừm, ma tước gật đầu, trông dáng vẻ rất hài lòng. Bỗng nhiên, sắc mặt ông ta biến đổi, không ngờ những cái tên như âm hồn bất tán này vậy mà đến rồi. Sắc mặt ông ta âm trầm, quả cầu năng lượng màu đen trong tay được ném về phía đường Tuấn, giọng nói kiêu ngạo truyền đến, lần này giáo huấn cậu một chút trước đã, lần sau nếu có nhìn thấy tôi thì tốt nhất hãy mau chạy trốn. Quỳnh, quả cầu năng lượng màu đen nổ tung, phát ra chấn động mãnh liệt. Ma tước vừa xoay người, dẫn theo Crimson Blade và ít rời khỏi, sử dụng một loại thuật biến mất bí mật, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã biến mất nơi chân trời. Sau khi năng lượng tan đi, đường Tuấn đứng tại nơi trung tâm của vụ nổ mạnh bình yên vô sự. Nếu để ma tước đó nhìn thấy tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ không nói sức mạnh của đường Tuấn thấp kém. Quả cầu năng lượng vừa rồi là một trong những chiêu thức sát thương mạnh nhất của ông ta, nếu đổi lại là chính ông đối mặt với nó, cũng sẽ bị thương. Nhưng Đường Tuấn không chỉ không bị thương, mà ngay cả quần áo đều không hư hao một chút nào. Sức mạnh này không phải chỉ có mạnh hơn một chút, mà là vượt xa cả ông ta. Hừm, Đường Tuấn nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ là ma tước cứ vậy mà bỏ đi. Anh nhìn hàng trăm dị năng giả đã chết phía bên dưới, trên nét mặt thoáng hiện một tia đau thương. Anh đang chuẩn bị vùi lấp cả trang viên Crimson, coi như là mai táng người chết. Lúc này, bỗng nhiên tiếng xé gió truyền đến. Năm người xuất hiện trước mặt Đường Tuấn, mỗi một người đều mặc trang phục của kỵ sĩ thời trung cổ, có bội kiếm cùng với áo giáp, thoạt nhìn thì không hợp với thế giới hiện đại. Nhưng hơi thở trên người mỗi người lại cực kỳ mạnh mẽ, bốn cái đỉnh cấp 9, một cái cấp 7. Số lực lượng này đủ để hoành hành cả phương Tây. Vị trí của năm người vừa vặn vây xung quanh Đường Tuấn, bọn họ nhìn thoáng qua trang viên Crimson phía dưới, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng còn người lan tỏa sát khí lành lạnh. Theo tu vi của bọn họ, đương nhiên có thể biết được những người đó khi còn sống đều là dị năng giả, nhưng hiện tại đã chết hết rồi. Anh là ai, vậy mà lại dám giết nhiều dị năng giả như vậy? Một người khá trẻ tuổi trong đám người lên tiếng với khẩu khí nghiêm nghị. Tôi, Đường Tuấn bây giờ mới biết là đối phương đang hiểu lầm, muốn giải thích. Câm miệng, một người trong đó quát lớn với Đường Tuấn, vốn dĩ không cho anh cơ hội lên tiếng giải thích ông cửu, mặc kệ cậu ta là ai, dám giết người ở phương Tây chúng tôi, còn giết nhiều dị năng giả như vậy, tên này đáng chết. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ thon gầy lên tiếng. Ông bát nói rất đúng, tội của tên này không thể tha, chỉ có máu tươi và cái chết mới có thể bù đắp lại nghiệp chướng của anh ta. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi cũng nói theo. Tội nhân, bây giờ tôi thẩm lý và phán quyết tội của anh, ban cho anh tử hình. Quỳ xuống đi một người nam nhân dẫn đầu rút kiếm ra chỉ vào đường tuấn lúc này đường tuấn đã không còn muốn giải thích nữa tuy rằng nhóm người này có sức mạnh to lớn nhưng thái độ lại tệ vô cùng một bộ dạng cao cao tại thượng ngay cả cơ hội để anh giải thích cũng không có đã vội vàng kết luận cuối cùng lại phán tử hình ai mà chịu cho nổi phán tôi tội chết các người có tư cách sao âm thanh đường tuấn lạnh lùng nói audio điện tử võ tấn bền chương 1476, anh ta phải trả giá. Tội nhân như anh mà còn dám cãi lại, chúng tôi là năm vị kỵ sĩ của tòa án thứ bảy đại diện cho sự công bằng chính trực và xét xử, anh nói xem có đủ tư cách hay không. Người con gái duy nhất trong năm người nghiến răng kéo kẹt, trong ánh mắt chứa toàn lửa giận. Trong mắt cô ta Đường Tuấn đã trở thành một tội nhân không thể đặc xá. Tòa án thứ bảy, Đường Tuấn nhíu nhíu mày, anh từng nghe nói đến tổ chức này. Nghe nói lịch sử của tổ chức này lâu đời như thiên đường, cường giả xuất hiện lấp lấp, chuyên về việc thẩm lý và phán quyết một vài pháp luật liên quan đến tội nhân không có biện pháp chế tài. Đi chết đi, nhìn thấy dáng vẻ ngớ ra của đường Tuấn, cô gái kia liền ra tay trực tiếp. Một lưỡi gió bỗng nhiên xuất hiện, cắt vào cổ của đường Tuấn. Dị năng phong chi, cô gái này là dị năng giả phong chi của đỉnh cấp 9. Hừ, cố tình gây sự, các người không rõ thị phi như vậy, mà dám thẩm lý và phán quyết người khác. Sắc mặt đường Tuấn trầm xuống, tay nắm thành đấm, phá vỡ lưỡi gió kia. Cấp 7, nhìn thấy lưỡi gió bị phá vỡ, sắc mặt của năm vị kỵ sĩ tòa án thứ bảy thay đổi một chút. Sắc mặt của vị kỵ sĩ cấp 7 dẫn đầu kia trở nên nghiêm trọng. Tòa án thứ bảy của chúng tôi đã nắm giữ sự phán xét ở phương Tây đã gần 2.000 năm, chưa từng có người nào dám chống đối như thế. Hôm nay cho dù cậu có là cường giả cấp 7, cũng phải ở lại để chúng tôi thẩm lý và phán quyết. Vị cường giả cấp 7 kia nhíu cả mày, đã nổi cơn thịnh nộ. Đồ não tàn. Đường Tuấn cười nhạt, mấy tên này cho dù là có là gì đó của tòa án thứ bảy nhưng lại không phân rõ phải trái đúng sai mà cứ như vậy kết luận muốn giết người, quả thực khiến cho người khác cười đến rụng răng. Dám sỉ nhục tòa án thứ bảy chết chắc rồi. Sắc mặt của người đàn ông dẫn đầu xanh mét, không chịu đựng nổi mà quát lớn tòa án thứ bảy nắm giữ công nghĩa, vô cùng thiêng liêng, há có thể tùy tiện để người khác sỉ nhục. Kiệt Tùng không hổ danh là kỵ sĩ thứ hai của tòa án thứ bảy, sinh ra và trưởng thành trong sự phân định và phán quyết. Cậu ấy đã dốc hết sức lực ra tay, người tu luyện phương đông hung hăng làm càn này chắc chắn phải chết. Trung tâm tinh thần mà Kiệt Tùng hội tụ đã đạt đến trình độ tứ giai cấp 2, chỉ cách cấp một như một bước qua cửa. Loại sức mạnh này làm sao có thể so sánh được với một người tu luyện phương đông nho nhỏ kia? Anh ta phải trả giá. Tòa án thứ bảy sở hữu tất cả 10 kỵ sĩ, còn được xưng là 10 kỵ sĩ thiên khải, trong đó thực lực của kỵ sĩ thứ nhất mạnh mẽ nhất là đồn trưởng của tòa án. Kiệt Tùng là kỵ sĩ thứ hai, sức mạnh cũng không thể nghi ngờ. Xoẹt, Kiệt Tùng rút kiếm ra, mũi nhọn hướng thẳng về phía đường Tuấn. Khí lực của thanh kiếm mút trời, vô cùng đẹp mắt. Bốn vị kỵ sĩ còn khác của tòa án thứ bảy nhìn thấy khung cảnh này đều gật gật đầu, Kiệt Tùng từng học kiếm ở Trung Quốc và cả nước Nhật, kiếm pháp của anh ấy hội tụ ưu điểm của Trung Quốc và nước Nhật, đã trở thành chuyên gia về kiếm pháp. Bây giờ dùng nó để giết chết người tu hành phương Đông này, lại vô cùng hợp lý. Hãy kết liễu anh ta theo cách của cậu đi. chương 1477 đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Sao có thể như vậy? Kiếm của Kiệt Tùng tuy rằng không so được với bảy đại thần khí, nhưng cũng đã từng trải qua nhiều lần gọt rũa, cho dù là một chiếc xe tăng cũng đều có thể cắt đứt. Làm sao anh ta có thể bẻ gãy thanh kiếm chỉ với một chiêu? Trong lòng bốn vị kỵ sĩ như sóng cuộn biển gầm, ngập tràn sự chấn động. Nếu như bọn họ biết được trước đó không lâu Đường Tuấn còn dùng đến cơ thể để đỡ thần khí, e là sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Ngay cả thần khí đều không thể phá vỡ được sự phòng ngự của Đường Tuấn, bẻ gãy một thanh kiếm của kỵ sĩ thì có hề gì. Bùm! sau khi đường tuấn bẻ gãy thanh kiếm kỵ sĩ của kiệt tùng bước thêm một bước nữa như thiên thần đang đi đến dùng một quyền đánh thẳng vào ngực của anh ta kiệt tùng còn chưa thoát khỏi sự thất thần trong việc thanh kiếm gãy nhất thời không ngăn chặn được một quyền này của đường tuấn bị đánh bay ngược ra ngoài máu tươi từ miệng chảy xuống kiệt tùng bốn vị kỵ sĩ có hơi sừng sốt vội vàng chạy đến bên cạnh kiệt tùng anh dám ra tay với kỵ sĩ của tòa án thứ bảy nữ kỵ sĩ kia lạnh giọng quát cô có bệnh à, chẳng lẽ chỉ có các người được phép ra tay với tôi, còn tôi thì không thể đánh trả sao? Đường Tuấn khinh bỉ liếc nhìn cô ta một cái. Nguyên đàn phẩm dai nhất đẳng, kiệt tùng được vài người dìu lấy, ánh mắt khẽ run nhìn đường Tuấn. Chỉ với một quyền đã có thể đả thương anh ta, ít nhất phải đạt tới trình độ nguyên đan cấp 1. C. Bốn vị kỵ sĩ nghe vậy, đồng thời hít lấy một ngụm khí lạnh cho đến nay bọn họ cũng chỉ mới gặp qua một người có thể hội tụ được nguyên đan nhất đẳng, đó chính là kỵ sĩ thứ nhất của tòa án. Ánh mắt của đường Tuấn lạnh lùng quét qua mấy người bọn họ, người ở phía dưới kia không phải do tôi giết. Anh nói không phải thì là không phải sao. Nữ kỵ sĩ quát lên, muốn chứng minh sự trong sạch, thì theo chúng tôi quay về tòa án thứ bảy tiếp nhận điều tra. Im ngay, nữ kỵ sĩ vừa dứt lời, Kiệt Tùng liền vội vàng la lên. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước ba 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 ba, bốn tiếng vang lanh lảnh vang lên. Nữ kỵ sĩ chỉ cảm thấy được sự hoa mắt, sau đó lại cảm thấy đau đớn nóng rát trên gương mặt. Trong nháy mắt đường Tuấn đã tát cô ta bốn cái vào miệng. Còn dám nói thêm một lời nào, chết, trong âm thanh của đường Tuấn mang theo sát khí nghiêm trọng. Nữ kỵ sĩ còn muốn nói thêm nữa, nhưng mà sau khi cô ta bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát khí của đường Tuấn, vậy mà lại sợ đến mức không nói nên lời chương 1478, hơi thở của nguyên đan cấp 1. Được, trước hết tôi không so đo với mấy người, đường Tuấn liếc mắt một cái nhìn mấy người bọn họ, sau đó xoay người rời đi. Bị mấy người này làm chậm chế mất, anh muốn tìm tung tích của đám người ma tước kia căn bản là không thể nữa rồi. Nhưng đường Tuấn lại không có ý định buông bỏ, anh có một loại cảm giác, lần này đám người ma tước gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đang có âm mưu to lớn nhìn thấy đường tuấn biến mất nơi chân trời, những người kỵ sĩ của tòa án thứ bảy nhất thời để lộ ra vẻ tức giận trên gương mặt. Kiệt Tùng, sao có thể cứ thả anh ta đi như vậy? Chuyện này cho dù không phải anh ta gây ra, nhưng mà anh ta cũng không thoát khỏi việc có liên quan, phải tiếp nhận thẩm lý và phán quyết của chúng ta. Nữ kỵ sĩ dẫn đầu lên tiếng. Tuy rằng anh ta là cấp 7, nhưng năm người chúng ta phối hợp, cộng thêm việc cùng quyết định phối hợp dùng thuật cùng tấn công, tôi không tin là anh ta có thể ngăn lại được lại thêm một người nói nếu thật sự không được hãy để trưởng phán quyết đích thân ra tay trưởng phán quyết đã ngưng luyện được trung tâm tinh thần hạng hai sức mạnh chắc chắn vượt qua anh ta tôi không tin anh ta còn có thể kiêu ngạo như vậy mấy người bọn họ tức giận bất bình người này một câu người kia một ý hận không thể đánh chết đường tuấn ngay tại chỗ kia tùng thở dài nói chuyện này e rằng không đơn giản như vậy có khả năng rất lớn sẽ liên quan đến ác ma trong truyền thuyết kia tôi phải trở về bẩm báo cho kỵ sĩ thứ nhất để anh ta ra quyết định không phải chứ ác ma trong truyền thuyết không phải ông ta đã bị phong ấn rồi sao hơn nữa đây có phải là sự thật hay không cũng không cách nào xác thực được nữ kỵ sĩ há hốc mồm là thật đấy ánh mắt của kiệt tùng lộ ra biểu cảm sợ hãi mục đích quan trọng nhất để tòa án thứ bảy của chúng ta tồn tại chính là ngăn cản việc có người cứu ác ma ra khỏi đấy đi thôi bây giờ chúng ta phải về tòa án thứ bảy trước đã sắc mặt của mọi người nghiêm trọng cùng nhau gật đầu, sự việc liên quan đến sống chết mất còn của cả phương Tây, không thể dựa vào sự sơ sài của bọn họ. Sau khi tiến hành xử lý những thi thể của trang viên Crimson, đội ngũ 5 người rất nhanh trở về đến tòa án thứ 7. Tòa án thứ 7 ở bên trong một pháo đài cổ kính, mấy người họ vừa mới tiến vào pháo đài, lập tức phát hiện trong pháo đài ngoài kỵ sĩ thứ nhất ra, vậy mà chỉ có hai người tu hành phương Đông. Hai người tu hành phương Đông này một người thì giống đạo sĩ, người còn lại thì có khí chất cực kỳ sắc sảo như một vị kiếm khách hai người này quả nhiên là lạc quách thiên và phong hà chiêu trưởng phán quyết căn cứ vào tin tức chúng tôi nhận được cái người tồn tại trong nơi trấn giữ ma dường như muốn cởi bỏ phong ấn để mà thoát ra tòa án thứ bảy mấy người nhiều thế hệ bảo hộ nơi trấn giữ ma như thế chẳng lẽ vì phát sinh ra vấn đề này mà sinh linh thế giới phương tây rơi vào cảnh lầm than sao lạc quách thiên lên tiếng cho chính nghĩa lời nói mang khí phách như đang bảo vệ cho muôn dân nơi trấn giữ ma đã được phong ấn mấy ngàn năm đến nay chưa từng xảy ra vấn đề gì mấy người đang nói bừa bãi cái gì vậy kỵ sĩ thứ nhất trầm giọng nói kỵ sĩ thứ nhất vốn không cường tráng nhưng khi nói chuyện lại mang đến khí thế uy nghiêm mạnh mẽ từng chút một ngay lập tức cả không gian đều trở nên vô cùng áp lực là quách thiên và phong hà chiêu đột nhiên biến đổi sắc mặt hơi thở của nguyên đan cấp một Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu liếc nhìn nhau, trong con người đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ và sự ghen tị. Bọn họ trước đây luôn cho phép mình cố gắng đánh giá cao vị kỵ sĩ thứ nhất này, không ngờ vẫn còn xem nhẹ. Nguyên đan phẩm giai cấp 1, e là trong Việt Nam này cũng chẳng tìm được mấy người. chương 1479, đúng vậy, chính là anh ta. Trong lúc nhất thời, kế sách mà hai người vốn thương lượng từ ban đầu đã không còn tác dụng nữa. Nguyên đan cấp 1, cho dù chỉ có hạng 3, cũng có thể thoải mái ra tay tiêu diệt hai người. Hai người họ đều sở hữu nguyên đan màu bạc, là Quách Thiên hạng 4, Phong Hà Chiêu hạng 5, chỉ sợ cũng không đủ để người ta giết. Anh! Đúng lúc này, có vài tiếng la từ ngoài cửa truyền vào. Năm người nam nữ mặc trang phục của kỵ sĩ đi vào trong, bốn người đỉnh cấp 9, một người cấp 7. Là Quách Thiên nhìn đến đôi lông mày nhíu lại, tòa án thứ bảy vậy mà lại xuất hiện hai dị năng giả cấp 7. Phải biết rằng núi chứa tràn được mệnh danh là một trong những truyền thống lâu cổ xưa nhất tại Việt Nam, ngoài cái vị lão tổ tông kia ra thì không tính, ông ta cũng là một vị cường giả cảnh giới nguyên đan. Xét về mặt lực lượng và sức mạnh, Việt Nam thua kém rất nhiều so với phương Tây. Đương nhiên, việc này cũng bởi vì giới võ thuật và thuật pháp Việt Nam đã liên tục phải chịu không ít những biến cố mới dẫn đến sự gián đoạn to lớn như vậy. Kiệt Tùng, ông bát, sao các cậu lại bị thương rồi? Là ai đã với các cậu? kỵ sĩ thứ nhất nhìn thấy năm người bọn họ, đặc biệt là Kiệt Tùng còn có vị nữ kỵ sĩ kia với hai cái má còn sưng đỏ, ánh mắt chất chứa đầy lửa giận, giọng nói kìm nén hỏi. Tòa án thứ bảy chỉ có 10 kỵ sĩ, hầu như đều là những người kế thừa từ trên xuống, tình cảm của 10 người, người dành cho nhau đều rất tốt, bây giờ bị đánh thành ra như vậy, vị kỵ sĩ thứ nhất này sao mà không thể tức giận được. Là một người tu hành phương đông, Kiệt Tùng nói, chúng tôi nghe nói Crimson Blade tổ chức một buổi họp mặt cho những dị năng giả trẻ tuổi của phương Tây, bèn dự định qua đó xem thử. Không ngờ lúc qua đó là đã chậm một bước rồi. Khốn nạn, trong lúc Kiệt Tùng tường thuật lại câu chuyện xong, lửa giận trong ánh mắt của kỵ sĩ thứ nhất dường như muốn hóa thành lửa thật, giết chết những dị năng giả phương Tây chúng ta, đã vậy còn không chịu nhận thẩm lý và phán quyết, đúng là đáng chết mà. Anh ta bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu, nói mấy người có phải thông đồng với nhau hay không. Sát ý cuồn cuộn, vị kỵ sĩ thứ nhất này có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu liếc nhìn nhau, cũng biết rằng đã đến thời khắc sống còn. Trong lòng Lạc Quách Thiên dao động, nói có lẽ tôi biết người mà các cậu nói đến là ai. Nói, kỵ sĩ thứ nhất nói bằng âm thanh lạnh lùng. Biết được vị kỵ sĩ thứ nhất này gần như sắp mất đi kiên nhẫn rồi, Lạc Quách Thiên cũng không dám thừa nước đục thả câu nữa, tâm tư vừa dao động, hội tụ nguyên khí của đất trời, ở giữa không trung hiện lên hình ảnh của một người. Đúng vậy, chính là anh ta, Kiệt Tùng có chút kích động nói. Hình ảnh mà Lạc Quách Thiên đã vẽ ra rõ ràng chính là Đường Tuấn. Quả nhiên là anh ta, người này vô cùng gian ác, đã từng giết không ít người tại Việt Nam, không ngờ vậy mà lại đến phương Tây làm ẩm ý thật rồi. Lạc Quách Thiên than thở. Nhưng mà sức mạnh của người này chỉ đạt tới cực cảnh, cũng chính là đỉnh cấp 9 mà mọi người nói. Chẳng lẽ anh ta còn có ai khác chống lưng sao? Phong Hà Chiêu ngay lập tức biết được là Quách Thiên muốn làm gì, vội vàng tiếp lời. Chương 1480, chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa chết? Anh ta không chỉ đột phá được cấp 7, hơn nữa trình độ hội tụ nguyên đan cũng đã đạt tới cấp 1. Cái gì? Nguyên đan cấp 1? Sắc mặt Phong Hà Chiêu cùng là Quách Thiên nhanh chóng thay đổi, trở nên tái nhợt hẳn ra. Việc này chẳng phải chứng tỏ rằng sức mạnh hiện tại của Đường Tuấn còn mạnh hơn so với bọn họ sao? Người này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào cơ chứ? Hai người họ thật sự không hiểu nổi, bọn họ liều chết cũng chỉ mới tu luyện được cảnh giới nguyên đan, cô động được nguyên đan màu bạc, không ngờ Đường Tuấn thấm thoát đã vượt qua họ rồi. Còn có cơ hội báo thù, hai người đồng thời nhìn về phía của kỵ sĩ thứ nhất. Cho dù bọn họ giết không được Đường Tuấn, nhưng trước mắt vị trưởng phán quyết này cũng sở hữu nguyên đan phẩm giai cấp một như cậu ta, nói không chừng có thể mượn dao giết người. Giết mấy trăm dị năng giả, kỵ sĩ thứ nhất lộ ra biểu cảm suy nghĩ sâu xa, sắc mặt chợt biến đổi mạnh mẽ chìa khóa tinh thần. Anh cả, chìa khóa tinh thần là gì vậy? Những kỵ sĩ khác với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chìa khóa tinh thần chính là chìa khóa mở nơi chấn giữ ma, phải sử dụng năng lượng của hàng trăm linh hồn dị năng giả dung hòa để hợp thành kỵ sĩ thứ nhất nghẹn ngào nói, anh ta thực sự muốn mở nơi chấn giữ ma ra sao? Nơi chấn giữ ma thật sự tồn tại, mấy kỵ sĩ vẫn có chút không dám tin. Kỵ sĩ thứ nhất nhẹ giọng nói, 2000 năm trước, thế giới này đột nhiên xuất hiện một người tu hành mạnh vô cùng. Người tu hành này hết sức tàn nhẫn, dường như đã tàn sát hết tất cả các nơi tu hành trên trái đất. Sau đó hàng trăm tiên nhân cùng với dị năng giả cấp 7 của cả phương Đông và phương Tây hợp sức phòng ấn anh ta lại, nơi trấn áp anh ta chính là nơi trấn giữ ma. Muốn mở được phong ấn, cần phải có trụ phục ma của phương Đông kết hợp với chìa khóa tinh thần của phương Tây. Anh ta đã có được trụ phục ma rồi, là Quách Thiên nói. Sắc mặt kỵ sĩ thứ nhất biến đổi sâu sắc, người này nhất định phải chết, tuyệt đối không thể để anh ta mở được phong ấn của nơi trấn giữ ma. Hai người chúng tôi sẵn lòng cùng ra tay, là Quách Thiên và Phong Hà Chiêu nói một cách nghiêm túc, chết cũng không hối hận mục đích của bọn họ chính là xâm nhập vào nơi chấn giữ ma, sao có thể để vụt mất cơ hội vào lúc này. Adam dựa người vào sofa, tư thế hoàn toàn thoải mái. Tối hôm qua đánh nhau với đường Tuấn cùng mấy người Vương Khải, anh ta nhân cơ hội chạy trốn, trước tiên là phải về đến Billy. Ít nhất nơi này có thể mang đến cho anh ta cảm giác an toàn. Ba dị năng giả cấp 9, còn có cả đoàn kiếm thị huyết, cho dù là dị năng giả cấp 7 cũng không phải là đối thủ, chắc là anh đã chết rồi. Adam Đong đưa chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thì thào độc thoại, nhưng mà tôi vẫn nên mau chóng đột phá cấp 9, ngày mai chính là bầu cử bằng phiếu trong nhà, trong số những người tiến vào thánh địa tôi nhất được phải đạt được. Đường Tuấn đã chết, tâm tình của Adam cũng thoải mái không ít. Nhưng mà điều làm cho anh ta cảm thấy kỳ lạ chính là, dấu vết mà Đường Tuấn để lại trong tinh thần của anh ta vậy mà không hề biến mất. Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa chết? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ngay cả chính bản thân Adam cũng cảm thấy buồn cười. Ba dị năng giả cấp 9 bao vây để giết một cấp 9, ba đánh một, nếu mà còn giết không chết, trừ phi đối phương là cường giả cấp 7. Xem ra tâm tình anh không tệ. Chương 1481, tôi lập tức dẫn ngài qua đó. Đúng lúc này, một giọng nói quỷ mị vang lên trong phòng. Loảng xoảng, chén rượu rơi xuống như thay cho tiếng trả lời. Quang cảnh chợt hiện một hình bóng ai đó xuất hiện trong phòng. Adam nhìn người đang ở trước mặt mình, giọng nói run rẩy, cậu vẫn chưa chết. Người đến đây đúng là Đường Tuấn. Hừ, sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, thể hiện khí thế, dẫn tôi đi gặp tộc trưởng của mấy người. Cấp 7, trái tim của Adam dường như ngừng đập, miệng lưỡi khô khốc nói. Không nghe thấy à? Đường Tuấn nhíu mày. Adam bật người từ sofa đứng thẳng lên, bộ dạng trở nên vô cùng cung kính nói tôi lập tức dẫn ngài qua đó. Cường giả cấp 7, ngay cả gia tộc Billy cũng không tồn tại loại này. Anh ta lén lút nước mắt nhìn đường Tuấn một cái, thầm nghĩ, nói không chừng mình có thể mượn cơ hội để thắng được lần bầu phiếu này. Thời điểm mà đường Tuấn đến gia tộc Billy dưới sự dẫn dắt của Billy Adam, gia tộc Billy cũng vốn chẳng yên ổn gì. Gia tộc Billy được lưu truyền hơn 2.000 năm nay, cho dù là của cải hay quyền lực đều đạt đến đỉnh cao mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nhìn vào nơi sinh sống của gia tộc Billy cũng có thể hiểu được, phạm vi diện tích xung quanh chiếm đến 10 cây số, phòng ngưỡng nghiêm ngặt, đủ loại kiến trúc mọc san sát nhau. Cho dù là người luyện võ thần cảnh muốn đột nhập vào trong yên lặng không một tiếng động cũng không có khả năng. Tộc trưởng của gia tộc Billy tên là Billy Nock, là một vị cường giả đỉnh cấp cấp 9, sở hữu dị năng hệ hỏa vô cùng mạnh mẽ, lại đang trong tuổi trung niên, đây là một người có thể so sánh với cường giả siêu cấp Crimson Blade cũng không biết vì sao, mấy ngày hôm trước Billy nóc bỗng nhiên lâm bệnh nặng. May mắn là phép tắc của Billy rất nghiêm ngặt, công tác giữ bí mật được thực hiện tốt, như thế mới không bị tiết lộ ra ngoài, nếu không gia tộc Billy chắc chắn sẽ phải trải qua một phen hỗn loạn, thậm chí còn có người sẽ nhìn trộm địa vị của nhà Billy. Lúc này trong phòng tộc trưởng của gia tộc Billy, một cụ già có tròm dâu trắng, mặc bộ trang phục giản dị đang dùng các loại dụng cụ máy móc kiểm tra thân thể cho người đang nằm trên giường. Còn người nằm trên giường thì gầy trơ cả xương, hơi thở yếu ớt, giống như đốm lửa tàn trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Nếu có người trông thấy ngũ quan của người này, chắc chắn sẽ giật cả mình. Người này đúng là tộc trưởng Billy Nock của gia tộc Billy, ông ta chẳng phải là dị năng giả đỉnh cấp 9 sao? Là người sở hữu hơi thở sâu như biển núi không thể đo lường sao? Sao lại trông giống như một người bệnh rối loạn dinh dưỡng nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ của ông ta? e rằng bất cứ một thanh niên bình thường nào cũng có thể đánh chết được ông ta. Bác sĩ Thompson, tộc trưởng của chúng tôi thế nào rồi? Một người quản gia có dáng dấp trung niên hỏi cụ giả. Người đàn ông trung niên này sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại lo lắng không yên. Mấy ngày nay đã mời rất nhiều bác sĩ tài giỏi từ các nước phương Tây đến để thăm khám, nhưng cũng không có một phương án trị liệu nào hiệu quả. chương 1482 là do tôi kích động hiện tại không chỉ có mỗi ông ta, hễ là người của gia tộc Billy đã biết chuyện này, đều mang hy vọng gửi gắm đến Thompson. Bác sĩ Thompson đứng lên, khuôn mặt già nua không thể nhìn ra được biểu cảm gì, một lát sau mới thở dài, nói tôi làm thầy thuốc cả đời, thăm khám cho vô số bệnh nhân, nhưng thật sự không biết được bệnh của tộc trưởng đang mắc phải là gì. Bệnh của ông ta, tôi đành bất lực. Ngay cả nguyên nhân phát bệnh là gì cũng không biết được sao. Người đàn ông trung niên cắn răng nói. Thompson lắc lắc đầu, cơ thể của tộc trưởng nóc có khả năng đã xảy ra vấn đề toàn bộ, cũng không phải chỉ có mỗi một nguyên nhân. Vì vậy tôi cũng không dám kết luận. Ngay cả bệnh gì cũng không biết được, vậy thì việc chữa trị còn nhắc đến làm gì nữa. Điều này mới là vấn đề làm người ta tuyệt vọng nhất. Chẳng lẽ gia tộc Billy chúng ta thật sự phải sụp đổ rồi sao? Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gia tộc Billy tuy rằng nhiều của cải và địa vị cao, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều đối thủ đáng gờm nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, hậu quả cũng không khó đoán. Ngài Thompson hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, quản gia Rosen, có lẽ còn một biện pháp nữa. Người đàn ông trung niên, cũng chính là quản gia Rosen chớp chớp mi mắt, chẳng lẽ ngài Thompson còn có phương pháp chữa trị đặc biệt nào sao? Chỉ cần có thể chữa khỏi cho tộc trưởng, ngài sẽ là vị khách tôn quý nhất của gia tộc Billy. Thompson lắc đầu, tôi không có cách nào khác, nhưng có lẽ có người sẽ có cách đấy. Tôi nghe người ta nói trong giới y học cổ truyền của Việt Nam giai đoạn trước đây xuất hiện một nhân vật thiên tài tên là Đường Tuấn, hễ là bệnh được cậu ta thăm khám đều có thể chữa khỏi. Thậm chí có người nói cậu ta từng thành công chữa trị được bệnh ung thư. Đường Tuấn, y học cổ truyền, quản gia xâm nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, ngài Thompson đã từng gặp mặt chưa? Người này bao nhiêu tuổi? Làm nghề y mấy năm? Thompson nói, tôi cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Về tuổi tác của người này, hình như chưa vượt quá 30. Còn về tuổi đời làm nghề, trước kia chưa từng nghe đến tên của cậu ta, hai năm nay mới xuất hiện. Tôi cũng mới mấy ngày trước nghe người ta nhắc đến. Hồ đồ, chưa đến 30, cho dù có là thiên tài thì y thuật cũng có thể tài giỏi đến đâu cơ chứ. Trong phòng còn có những người khác là nhân viên cấp cao của gia tộc Billy, lúc này vẻ mặt cũng oán giận, không cần nghĩ nhiều, người này chắc chắn nổi lên nhờ sự thổi phồng, ngay cả bệnh ung thư mà cũng dám nói có thể chữa được. Thompson nghe vậy, cũng hiểu được là đề nghị của chính mình có chút không thỏa đáng. Nếu như ung thư có thể chữa dễ dàng như vậy, thì chẳng ai gọi nó là bệnh nan y. "Là do tôi kích động," Thompson giải thích với Rosen. "Đừng lo, hiện tại có rất nhiều người hư danh ngoài kia, ngài Thompson chỉ nghe người ta nói qua, khó tránh khỏi việc bị lừa gạt." Rosen xua xua tay, vẻ mặt lại càng thêm thê lương. Đúng lúc này, sắc mặt của Rosen bỗng nhiên biến đổi. Adam đã trở về. Ông ta vừa mới nhận được tin tức, Adam đã có mặt tại sảnh lớn rồi. Chương 1483 nếu như thực sự nói về tư cách. Ừm, ngày mai chính là thời khắc nhân viên của gia tộc cạnh tranh để tiến vào thánh địa, Adam trở về cũng là chuyện bình thường. Không biết khi nào ít mới trở về, Rosen thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Billy Nock bỗng nhiên lên tiếng, bảo Adam vào đây đi. Giọng nói yếu ớt tựa hồ như có thể tắt thở bất cứ lúc nào vâng rosen cũng biết rằng adam là người đầu bảng trong sự lựa chọn vị trí tộc trưởng tiếp theo của gia tộc billy nên không dám nói gì thêm vào lúc này rosen bước ra khỏi phòng đi đến đại sảnh thấy billy adam đang đứng cùng với một thanh niên người việt nam quản gia rosen adam chào rosen rosen gật đầu nói cậu theo tôi vào trong ông ta nhìn lướt qua đường tuấn anh ta ở lại adam Bản thân cậu là tộc trưởng được đề cử của gia tộc Billy, phải luôn luôn chú ý đến thân phận của mình. Sau này những người mà cậu kết thân làm bạn đều là những nhà kinh doanh quyền quý và đáng giá mấy chục tỷ, những người này mới có thể giúp đỡ cậu, những bạn bè vô dụng khác vẫn nên ít qua lại thì hơn. Dễ nhận thấy, Đường Tuấn chính là người bạn bè vô dụng mà ông ta nhắc tới. Ông ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, không nhìn ra điểm nào là giống người địa phương bình thường. Dù cho là khí chất ngũ quan hay là cách ăn mặc đều rất bình thường so với những thanh niên được nuôi dưỡng trong giới quý tộc châu âu truyền thống thì kém xa cho nên mới nhắc nhở adam như vậy nếu không phải ông ta được ra giáo tốt e rằng sẽ còn nói những lời khó nghe hơn adam nghe như thế ra đầu tê dại đường tuấn chính là cường giả cấp 7, cả gia tộc billy nói không chừng cũng không ai có thể là đối thủ của anh nếu ngay cả người như thế cũng không xứng làm bạn của anh ta thì ai xứng nếu như thực sự nói về tư cách chỉ sợ là Adam không đủ tư cách, dù sao dấu vết tinh thần của Đường Tuấn vẫn còn bị lưu lại trong thức hải của anh ta. Nghiêm túc mà nói, Adam chỉ được xem như là người hầu của Đường Tuấn. Nghĩ như vậy, Adam không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Đường Tuấn. Người này chính là một cường giả hàng thật đúng giá, tông sư thì không thể làm nhục, huống hồ chi nhân vật này gần như là thần. Một khi đã ra tay, gia tộc Billy sẽ bị lật tung đến long trời lở đất. Ai mà biết được đường Tuấn dường như không nghe những lời châm biếm trong câu từ của Rosen, chỉ thản nhiên nói tộc trưởng của mấy người sắp chết rồi. Vừa dứt lời, Adam há hốc miệng, dường như có thể nuốt được cả một quả trứng chim, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nơi này chính là gia tộc Billy được kế thừa hơn 2.000 năm, có biết bao nhiêu bản lĩnh mạnh mẽ. Bây giờ đường Tuấn vậy mà lại dám nói ra câu tộc trưởng của mấy người sắp chết rồi. Ngay tại gia tộc Billy như vậy, chẳng khác gì khiêu khích bọn họ cho dù cậu có là cao thủ cấp 7, e rằng cũng không thể đối xử tử tế được nữa. Adam vội vàng nhìn về phía Rosen, vị quản gia này còn xem danh dự của gia tộc Billy quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình, chỉ sợ rằng sẽ không chịu để yên. "Quản gia Rosen, anh đường đây không phải có ý như vậy đâu." Adam vừa định thanh minh giúp Đường Tuấn vài câu, đã phát hiện quản gia Rosen vô cùng kinh ngạc hỏi, "Sao cậu biết được?" chương 1484 vậy bây giờ tôi có thể vào trong rồi chứ? Đúng lúc đó, Rosen thở ra những hơi thở mạnh, rõ ràng là một vị dị năng giả cấp 9. Trong giọng nói như có chút ý tứ uy hiếp, nếu Đường Tuấn không thể cho ông ta một lời giải thích phù hợp, Rosen sẽ ra tay ngay lập tức. Tôi không chỉ biết, mà còn biết được bệnh mà tộc trưởng của các anh mắc phải là vào 3 ngày trước. Trong 3 ngày này không chỉ không ăn được bất cứ thứ gì, mà cơ thể lại còn suy yếu hơn 50 kg. Nếu tôi đoán không sai, tộc trưởng của các anh sống không qua khỏi ngày hôm nay." Đường Tuấn gần từng câu từng chữ. Mỗi một từ mà anh nói ra, sắc mặt của quản gia Rosen lại tái nhợt thêm một chút. Bởi vì tất cả những gì mà Đường Tuấn nói là hoàn toàn chính xác, tộc trưởng của bọn họ quả thực đã bệnh vào 3 ngày trước, hơn nữa đã gầy hơn 50 ký. Vừa nghĩ đến khả năng kết cục mà Đường Tuấn nói đến, hơi thở của Rosen được kiểm soát nhẹ hơn một chút, vậy nên chữa như thế nào? đường tuấn không trả lời hỏi ngược lại vậy bây giờ tôi có thể vào trong rồi chứ có thể đương nhiên có thể rosen vội vàng gật đầu nói chuyện với đường tuấn rất khách khí ngài có phương pháp để cứu chữa đường tuấn gật đầu dẫn đường đi được rosen thở nhẹ nhàng hơn đi trước dẫn đường sao cậu biết được chuyện này vừa đi adam không kiềm chế được nên đã hỏi tộc trưởng bệnh nặng chuyện này đến cả anh ta cũng không biết được lần đầu tiên đường Tuấn đến gia tộc Billy vậy mà lại biết tường tận như vậy. Bản lĩnh này quả thực so với cao thủ cấp 7 còn làm cho anh ta khiếp sợ và khó hiểu hơn nhiều. Đường Tuấn thản nhiên nói một chữ khí. Khí, Adam khó hiểu. Rosen đang dẫn đường đi phía trước nghe vậy, cơ thể run lên, nói chẳng lẽ cái cậu nói đến chính là vọng khí của y học cổ truyền Việt Nam. Quản gia Rosen, vọng khí là gì? Adam thắc mắc, Vọng khí là một loại thủ thuật dùng để chẩn đoán bệnh trong y học cổ truyền, nghe nói người bác sĩ tài giỏi không cần phải tiếp xúc với người bệnh, chỉ liếc mắt một cái là có thể cảm ứng được với hơi thở nào mang bệnh, hơn nữa còn tìm ra được vấn đề. Rosen nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là phương pháp của loại vọng khí này buộc phải tận mắt trông thấy bệnh, chẳng qua là không được đến gần dưới 5 mét. Nhưng khoảng cách giữa phòng của tộc trường và đại sảnh ước chừng khoảng mấy trăm mét, trong phạm vi này còn có hơn trăm loại hơi thở hòa lẫn làm quấy nhiễu, muốn phân biệt rõ đâu là vọng khí, phải khó hơn gấp trăm lần. Chỉ có cảnh giới thứ ba của y đạo trong truyền thuyết mới có thể làm được trình độ này. Chẳng lẽ ở cái tuổi này mà cậu ta đã đạt được rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Rosen đã dẫn theo Adam và Đường Tuấn bước vào trong phòng của tộc trưởng. Tộc trưởng, Adam đến rồi. Rosen cung kính nói với người đang nằm trên giường. Ừm, tộc trưởng nóc nói bằng âm thanh mệt mỏi. Quản gia Rosen, cậu ta là ai vậy? Ông dẫn cậu ta vào đây làm gì? Lúc này, những người khác có mặt trong phòng cũng nhìn thấy Đường Tuấn, giọng nói tràn ngập ý thù địch. Cậu ta sao? Cậu ta có thể chữa được bệnh cho tộc trưởng? Rosen nói những có chút do dự. Quản gia Rosen, ngay cả bác sĩ Thompson cũng chưa có cách, ông cảm thấy là cậu ta sẽ có cách sao? Có người cười khẩy nói, không phải là gian tế mà kẻ thù phái tới đấy chứ. Chương 1485, tộc trưởng Người khỏe lại rồi sao? Nếu không muốn tộc trưởng của mấy người chết thì nên câm miệng đi. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh như băng quét qua. Những người đó nghe vậy, ngay lập tức ánh mắt nổi lửa giận hừng hực, có người còn thủ sẵn tư thế chuẩn bị ra tay. Quản gia Rosen nhẹ giọng nói với họ vài câu, họ mới chịu từ bỏ, hừ lạnh một tiếng, nếu không chữa khỏi cho tộc trưởng, cậu nhất định phải chết. Đường Tuấn không để ý tới bọn họ nếu như không phải vì vị tộc trưởng này có tác dụng với anh, anh vốn dĩ sẽ không ra tay giúp đỡ. Đến gần hơn vài bước, nhìn Billy Nock đang hấp hối trên giường, Đường Tuấn nói, với cái sức mạnh tu luyện ít ỏi này của ông mà cũng dám động đến phong ấn của nơi chấn giữ ma. Billy Adam nằm trên giường mà hai tròng mắt trợn lên to tròn, giống như đang nhìn thấy quỷ. Đường Tuấn thở dài trong lòng, dùng bàn tay vỗ vài cái lên trán của Billy Nock. Một dòng khí màu đen chui ra từ giữa, cùng lúc đó thức hải của đường tuấn xuất hiện một âm thanh thê lương như tiếng của quỷ chu chéo phục ma ngọc trụ tiềm ẩn trong thức hải bị chấn động nhẹ âm thanh nghe như bị khiếp sợ a à, là phục ma ngọc trụ trăm tiên đều đã chết cậu không trấn áp được tôi một dòng khí màu đen như màu của tóc xuất hiện trong thức hải tinh thần của đường tuấn thức hải tinh thần có rút lại kịch liệt như đang gặp phải khắc tinh tâm niệm của đường tuấn vừa khởi phát phục ma ngọc trụ lại chấn động dòng khí màu đen tiêu biến Quản gia Rosen, người này rốt cuộc là ai? Vừa rồi ông nói cậu ta hiểu biết về phương pháp phỏng khí, nhưng hiện tại cách thức chữa trị cúng cậu ấy hoàn toàn không giống y học cổ truyền, không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ. Y học cổ truyền Việt Nam mà lại trẻ tuổi như vậy, y thuật cũng coi như là tài giỏi, e rằng chỉ có mỗi cậu thanh niên tên Đường Tuấn này thôi. Nhưng cách thức hành y của người đứng trước mặt đây quả thực không tuân theo chuẩn mực. Thompson vẫn chưa rời khỏi đây, khẽ cao mày xem Đường Tuấn, càng xem thì trong lòng lại càng cảm thấy không đáng tin cậy. Không châm cứu không bắt mạch, chỉ dùng bàn tay kiểm tra trên đầu của người bệnh, như thế làm sao có thể chữa được bệnh. Bác sĩ này không đáng tiền chút nào. Rosen nhìn về phía Adam, hỏi Adam, người này là do anh dẫn đến, anh hẳn là phải biết cậu ta là ai đúng không? Adam vừa định mở miệng trả lời, bỗng nhiên ánh mắt trở nên đờ đẫn, nghẹn ngào nói, sao có thể? Rosen cũng đột nhiên xoay người lại, Nhìn về phía giường, chỉ thấy là vị tộc trưởng Billy Nock vốn dĩ như người bệnh nằm trên giường chờ chết đã ngồi dậy. Tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn vẫn còn rất yếu ớt, nhưng hơi thở đang dần dần phục hồi từng chút một, hiện ra dáng vẻ xuất chúng của một dị năng giả đỉnh cấp cấp 9. Tộc trưởng, người khỏe lại rồi sao? Rosen không dám tin. Những người khác trong gia tộc Billy cũng cùng nhau nhìn về phía này, bộ dạng hoàn toàn kích động. Billy Nock hồi phục, ít nhất gia tộc Billy đã được bảo vệ gật gật đầu về phía đám người Rosen, Billy Nock bước xuống giường, sau đó trước ánh mắt vô cùng kinh hoàng của mọi người quỳ gối trước mặt đường Tuấn, cung kính nói cảm ơn ngài đã chữa trị. Đường Tuấn gật đầu, đứng lên đi. Billy Nock lúc này mới đứng lên, nhưng vẫn khom khom người, thể hiện sự tôn kính đối với đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1486 lúc này mới có tình cảnh như hiện tại cậu ta chính là bác sĩ thiên tài đến từ Việt Nam. Khi Adam vừa dứt lời, trong lập tức im phăng phát không một tiếng động. Đặc biệt là Thom Sầm người được tôn vinh là siêu việt nhất trong ngành y học phương Tây, đôi mắt ông ta mở to, tưởng chừng như đã thấy điều gì đó không thể nào tin được. Mặc dù lúc trước bọn họ có được nghe qua rất nhiều câu chuyện về đường Tuấn, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bằng mặt mà không bằng lòng nhưng mà lúc này đường tuấn đã thể hiện những tài năng ở lĩnh vực y học trước mặt bọn họ trước mặt bọn họ không thể không phục xin hỏi ngài đường có thật là cậu đã chữa trị dứt điểm bệnh ung thư không thom sầm hỏi những từ ngữ trang trọng đã được dùng với thái độ tôn trọng đường tuấn gật đầu đúng vậy thom sầm nghe vậy trong mắt ngay tức khắc xuất hiện sự nóng bỏng như thể đang gặp được thần tượng ngài đường xin cậu hãy dạy y thuật cho tôi Dường như ngay lập tức Thompson không chút do dự nói một cách kiên định. Giờ phút này, ông ta không phải là Thompson bác sĩ nổi danh của phương Tây, mà chỉ là một người mới mong muốn được học tập những kỹ năng y khoa. Đám người của Rosen bị tình huống bất ngờ này làm cho khiếp sợ rồi, gần như không thua kém chữa trị Billy Knox của đường tuấn. Phải biết rằng Thompson là một trong những bác sĩ lỗi lạc tài năng nhất của phương Tây. Tuy rằng ở khả năng tu luyện dị năng không phải là quá nổi bậc nhưng những học trò cùng với người bệnh đã được ông cứu không biết có bao nhiêu, trong đó thậm chí có người là chính trị gia quyền lực, chủ tịch tập đoàn nắm giữ mạch máu kinh tế một đất nước. Nhưng hiện tại Thompson một người có thế lực to lớn như vậy lại muốn Đường Tuấn trở thành thầy của mình. Ngài Thompson, việc muốn nhận thầy thì đợi lát nữa lại nói. Tôi có việc muốn nói với ngài Đường một chút. Ngay cả Billy Nock có chút giật mình nho nhỏ sau đó mới phản ứng lại vậy cũng được, tuy rằng thom sầm không cam lòng, nhưng cũng biết hiện nay không thích hợp nói chuyện này. Sau khi chờ mọi người rời đi, trong nhà cũng còn dư lại đường Tuấn và Billy Nock. Ngài đường, hiện tại cậu đang giữ trụ phục ma ở chỗ trấn giữ ma phải không? Billy Nock nhìn đường Tuấn, từng câu rõ ràng hỏi. Bản thân là người trương cuộc nên Billy Nock rất hiểu căn bệnh của mình. Mấy ngày trước, ông và một người khác đã đến thánh địa của gia tộc, mục đích là muốn kiểm tra thánh địa có mở ra hay không. Kết quả thánh địa đã xuất hiện dao động, một luồng hắc khí lây dính ở trên người của ông. Sau đó ông bị bệnh nặng, một căn bệnh không chữa trị nổi. Lúc này mới có tình cảnh như hiện tại. Đường Tuấn âm thầm vật đầu, suy đoán của anh quả nhiên không sai. Thánh địa gia tộc của Billy Nock và chỗ chấn giữ ma có mối quan hệ gắn bó mật thiết, thậm chí cả hai có thể là một. Chỉ có trụ phục ma mới có thể loại bỏ hơi thở của Thủy Thanh Lam. Billy Nock hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác, bởi vậy ông mới có thể đoán trụ phục ma đang ở trên người đường Tuấn. Vừa rồi ông có nhắc đến một người khác đã đến đó cùng ông phải không, vậy người kia đâu? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Hai, người đó đã chết, khi xuất hiện rối loạn, anh ta không chạy thoát được. Billy Nock thở dài nói, tuy là tuổi của người đó không cách biệt lớn so với Adam, nhưng Tu Vi cũng đã bước vào cửu dai. Là thiên tài chân chính, vậy mà lại chết trẻ, thật đáng tiếc chương 1487 người dẫn đầu là kỵ sĩ đệ nhất của thẩm phán thứ bảy. Anh ta cũng là người của gia tộc Billy à? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Billy nóc lắc đầu, không phải, nhưng anh ta giữ trong tay thẻ bài của người đứng đầu đời thứ nhất của gia tộc Billy, có thể làm cho nhà Billy làm một chuyện giúp anh ta. Mà yêu cầu của anh ta chính là tiến vào thánh địa tiến hành lễ rửa tội. Ai mà ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ngài đường, cậu đã cứu mạng tôi, đây cũng xem như đã cứu toàn bộ nhà Billy. Cậu có yêu cầu gì hay không? Billy nóc hỏi. Tôi muốn đi vào thánh địa của gia tộc ông. Đường Tuấn nói. Chuyện này, nóc trầm ngâm một lát, sau đó cắn răng nói, được. Nghe nói chỗ sâu nhất thánh địa của gia tộc Billy chúng tôi đang chấn giữ một cái thủy thanh lam, chỉ có trụ phục ma trong truyền thuyết Việt Nam mới có thể chấn áp được. Mà cậu là người đang nắm giữ trụ phục ma, tôi tin tưởng năng lực của cậu thánh địa xảy ra chuyện, Billy Nock đã suy đoán rất có thể là Thủy Thanh Lam đã muốn phá hủy phong ấn ra ngoài. Gia tộc Billy được hình thành với mục đích là bảo vệ chỗ chấn giữ, phòng ngừa Thủy Thanh Lam trốn thoát ra. Một khi Thủy Thanh Lam chạy ra, gia tộc Billy sẽ không có may mắn được sống sót. Sắc mặt đường Tuấn nghiêm trọng gật đầu. Lúc này, ở một địa điểm khác, bốn phía vô cùng u ám, một luồng hơi thở đầy sự tính mịch tràn ngập trong toàn bộ không gian, ánh sáng của ngọn lửa nơi xa xa lập lè, hơi gió thổi đến mang theo hơi nóng. Năm đó, 100 vị tiên nhân của Việt Nam đã cùng với rất nhiều người dị năng của phương Tây hợp sức để phong ấn Thủy Thanh Lam, 100 vị tiên của Việt Nam toàn bộ chết hết, những người dị năng của phương Tây cũng thiệt hại nghiêm trọng, cuối cùng giao cho gia tộc Billy với tòa án thứ bảy bảo vệ chỗ chân giữ ma. Trong không gian u ám, có một nhóm người đang di chuyển. Người dẫn đầu là kỵ sĩ đệ nhất của thẩm phán thứ bảy. Lạc Quách Thiên, Phong Hà Chiêu và một số kỵ sĩ của thẩm phán thứ bảy theo sát sau đó, Lạc Quách Thiên biết vị kỵ sĩ đệ nhất này đã đạt đến nguyên đan nhị phẩm, so với tứ phẩm như ông ấy không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, làm sao dám nói thêm cái gì. Đáng tiếc, Thủy Thanh Lam cũng phải để lại sau. Đã qua 2.000 năm, phong ấn buông lỏng, Thủy Thanh Lam rất có thể trốn thoát ra. Biểu cảm trên mặt Đa có chút khẩn trương. Thủy Thanh Lam trong truyền thuyết nghe nói đã đạt đến trình độ dị năng cấp 11, có thể so với một vị nguyên anh của giới tu hành Việt Nam. Vừa xuất hiện, chỉ sợ đã là vô địch trên đời. Phía trước chính là cửa đi vào thông nơi chấn giữ ma, nơi chấn giữ ma nằm phía dưới đất, giấu ở giữa dung nham núi lửa. Không có trụ phục ma, đi vào nguy hiểm trùng trùng, có thể nói là cửa tử nhất sinh. Trong tay Dato nắm kiếm của kỵ sĩ, ánh sáng sáng ngời lấp lẽ, phản chiếu lên con đường phía trước. Thanh kiếm này tên là hoàng hôn của các vị thần, là thánh kiếm được truyền lại nhiều đời của thẩm phán thứ bảy. Năm đó thanh kiếm này là nhân chứng cho sự ngã xuống của trăm vị tiên Việt Nam và rất nhiều người dị năng của phương Tây, bởi vậy mới được đặt cái tên này. Tôi cũng phải nhờ vào nó, mới có thể tiến vào nơi này. Da Tô giải thích, đúng lúc này, kiếm quang bỗng nhiên trở nên lóng lánh, xung quanh bị chiếu sáng lên. Chỉ thấy lối đi phía trước, những bộ xương cốt nằm ngang dọc tứ tung, đa số bộ phận của hài cốt đều đã phân hủy hết nhưng vẫn còn sót lại một ít thi thể giữ lại hoàn chỉnh, thậm chí mấy một số bộ phận còn có ánh sáng lập lòe trong suốt. a à, trong số những người ở đây, chỉ số kỵ sĩ thứ 8 là phụ nữ, thất thanh la lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. chương 1488 Phương Pháp Ngưng Đan lần 2 Nơi đây là chỗ mà trăm vị tiên Việt Nam hy sinh vào năm đó. Nơi đây, gương mặt đa tô nghiêm nghị, mang theo tôn kính, chỉ tay về hướng phía không gian bao la trước mặt, vào năm đó đã có hơn 100 vị tiên đã ngã xuống. Dù họ biết rõ Thủy Thanh Lam không thể đánh bại, nhưng vẫn không hề sợ hãi, điều này khiến cho mọi người cảm phục ngàn lần. Nếu là trăm tiên chưa chết, hiện giờ Việt Nam sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng ý chí và tinh thần của họ vẫn luôn được lưu truyền về sau. Nói xong, Dato Cong Lưng tạ lễ với những thi hài này. Những người khác thấy vậy, cũng lập tức làm theo. Trong thời điểm là quét thiên cúi đầu, tầm mắt từ nhìn khắp không gian xung quanh, sau đó con người đột nhiên co rút lại, dường như đã thấy một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Khi ông ấy ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí còn hiện lên nét đau buồn. Đa tô, chúng ta đừng đi về phía trước, bỗng nhiên là Quách Thiên nói. Sao vậy, mấy người sợ chết à, vậy mà là hậu duệ của Trăm Tiên, nữ kỵ sĩ Trào phúng nói. Là Quách Thiên nghiêm nghị nói, chết có gì mà sợ, Tôi chỉ sợ nhìn thấy những vị tiền bối này, trong lòng thấy xúc động, muốn dừng lại phút chốc, cảm nhận khí thức của bọn họ. Nữ kỵ sĩ còn muốn nói nữa, Datto xua tay ngăn cản cô ta nói tiếp, các người làm rất tốt. Chúng tôi đi lên phía trước trước, các người hãy mau chóng đuổi theo. Lạc Quách Thiên gật đầu. tô dẫn theo mấy kỵ sĩ của tòa án thứ bảy tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Lạc Quách Thiên, ông điên rồi sao? nơi này là nơi trấn giữ ma, ngay cả Bách Tiên cũng chết ở đây, ông muốn làm cái gì? Phong Hà Chiêu trầm giọng nói với Lạc Quách Thiên, ông muốn chết, cũng đừng kéo theo tôi. Phong Hà Chiêu, ông nhìn xem đây là cái gì? Lạc Quách Thiên không để ý đến lời quát mắng của Phong Hà Chiêu, chỉ về một chỗ nào đó trong không gian, diễu cợt nói. Sao, đây là công pháp, Phong Hà Chiêu nhìn về phía tay ông ta chỉ, sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, đây lại là công pháp cấp luyện khí sĩ. Cái gì, có thể ngưng luyện ra được nguyên đan kim sắc nhất đẳng, thậm chí có thể đạt tới nhất phẩm. Năm đó khi Bách Tiên Chết đã đóng dấu công pháp ở trong không gian này. Những công pháp này đều đạt tới cấp bậc luyện khí sĩ, còn có cơ hội ngưng luyện ra nguyên đan nhất đẳng. Trong lòng rất kích động, nhưng sau đó sắc mặt của Phong Hà Chiêu ảm đạc, nếu như là trước khi ngưng luyện được nguyên đan thì những thứ này còn có tác dụng với tôi. Đáng tiếc tôi đã ngừng luyện được nguyên đan, tính mạng và nguyên đan đã hòa vào nhau, không thể thay đổi được. Khi nói chuyện, tay ông ta nắm thật chặt, không cam lòng. Giống như đây là bảo sơn ở trước mặt mình, lại phát hiện ra mình sắp chết không có tác dụng gì nữa. Nguyên đan một khi được luyện thành, thực sự không có cách nào sửa chữa, nhưng đây chỉ là sự nhận thức của chúng ta. Luyện khí sĩ của thời xưa sớm đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Lạc Quách Thiên cười nhạt nói. Ông ta đá văng một cái xác ở dưới chân, biểu cảm tùy ý này giống như là đá một túi rác vậy, không hề có sự tôn trọng trước đây. Trường 1489 ít sợ rằng đã gặp bất chắc rồi. Là Quách Thiên Trầm giọng nói, chính xác là như vậy, phương pháp ngưng đan lần thứ hai cũng không phải là phương pháp ngưng đan chính quy. Ông nhìn kỹ xem, nồng thúc tinh huyết, trọng luyện kim đan, phong hà chiêu chăm chú nhìn xong lại hít vào một ngụm khí lạnh, đây là huyết đan, hoàn toàn không phải kim đan chính là huyết đan, trong mắt của Lạc Quách thiên lộ ra chiến ý, phương pháp của huyết đan rất hiếm gặp ở thời đại luyện khí sĩ, thế nhưng một khi thành công, sức mạnh huyết đan của ngưng luyện một lần nữa có thể đạt được nhị phẩm, thậm chí là sức mạnh của nhất phẩm. Hiện tại ông ta chỉ là tứ phẩm nguyên đan, nếu như có thể luyện được huyết đan, thậm chí sẽ đạt được cấp bậc nhất phẩm, sức mạnh ít nhất là gấp 5-6 lần hiện tại, thậm chí còn có thể gấp 10 lần. Nếu như thật sự có thể luyện ra được huyết đan sánh với nguyên đan nhất phẩm chúng ta còn sợ đường Tuấn và kỵ sĩ đứng nhất kia sao? Một cái tát, có thể đánh chết được đường Tuấn, là Quách Thiên Hào Hùng nói. Phong Hà Chiêu cũng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ sảng khoái. Học trò của hai người bọn họ đều bị đường Tuấn giết chết, vốn tưởng rằng là nhân vật bình thường như con kiến. Không ngờ rằng lại là có thể ngưng luyện tới cảnh giới nguyên đan của nguyên đan nhất đẳng. Vốn cho rằng đã không còn hy vọng tự tay báo thủ được, không ngờ rằng hy vọng lại xuất hiện, lại làm cho bọn họ chiếm được phương pháp ngưng đan lần thứ hai có cơ hội ngưng luyện huyết đan nếu như thành công mười đường tuấn cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ ừm lạc quách thiên đồng ý được rồi nhân lúc bây giờ bọn đa tô họ đi tới sấm chấn ma địa chúng ta mau chóng tu luyện tôi có dự cảm lần này đường tuấn cũng sẽ đi vào nơi chấn giữ ma đến lúc đó vừa vặn có thể tự tay báo thù lạc quách thiên trầm giọng nói phong hà chiêu gật đầu hai người mỗi người tự tìm chỗ luyện công. Nơi này là nơi chôn cất bách tiên, là con đường nhất định phải đi qua để tới nơi chấn giữ ma, cơ bản sẽ không có người đến, bọn họ cũng không cần lo lắng bị ảnh hưởng. Mà lúc này dưới sự dẫn dắt của Billy Knox, Đường Tuấn và Adam tiến vào thánh địa của gia tộc nhà Billy. Trong cuộc bầu bằng phiếu gia tộc, ít không xuất hiện, mà Adam có cao thủ cấp 10 là Đường Tuấn làm chỗ dựa vững chắc. Không có sự cố nào, Adam đã lấy được tư cách tiến vào thánh địa không ngờ được tôi phải dựa vào anh ta mới có được tư cách tiến vào thánh địa. Adam có chút khó chịu, vừa nghĩ đến trước đây mình còn muốn sau khi tiến giao đánh bại đường Tuấn, mặt của Adam có chút đỏ lên. Anh đường, như lời anh nói, ít sợ rằng đã gặp bất chắc rồi. Nóc nói, ít có thiên phú không gian dị năng, Crimson Blade và Ma Tước không có chìa khóa tiến vào nơi chấn giữ ma. Chỉ có thể dựa vào huyết mạch gia tộc của ít và không gian dị năng mới có thể tiến vào nơi chấn giữ ma còn íp đương nhiên cũng không thể sống được. Đường Tuấn gật đầu, đồng thời không gian u tối, may mắn tu vi của ba người đều rất cao, có thể nhìn thấy rõ được tất cả trong không gian. Nơi này chính là thánh địa của nhà Billy chúng ta rồi. Billy nóc chỉ về cảnh phía trước, sắc mặt trầm ngưng nói. Phía trước mặt bọn họ, cũng là một mảnh nơi chôn cất, có những năng lượng chập chờn lờ mờ phát ra ở trên những hài cốt. Sự khác biệt so với cảnh tượng mà là quách thiên bọn họ nhìn thấy chính là, những năng lượng này lại thiên hướng về phía dị năng phương Tây, chứ không phải là về hướng về hệ thống tu hành của phương Đông. Chương 1490, tôi qua đó xem một chút. Năm đó sau cuộc đại chiến nơi này chính là nơi chôn cất hài cốt của những người dị năng phương Tây. Tuy rằng số lượng hài cốt không nhiều như bách tiên của nước Việt Nam thế nhưng cũng có hàng chục hài cốt. Adam, vị kia là tổ tiên của nhà Billy tôi, anh đi qua chỗ đó tu luyện, tổ tiên năm đó là dị năng giả của top 10 đỉnh cao tuy người đã chết, nhưng tinh thần vẫn không tiêu tan. Ông ta cảm nhận được huyết mạch của anh, sẽ chỉ đạo tu luyện của anh. Billy nóc nhẹ giọng nói. Adam không dám chậm trễ, mau chóng chạy qua tu luyện. Bỗng nhiên tinh thần trong thức hải của đường Tuấn, phục ma Ngọc Trụ liên tục chấn động. Ngọc Trụ chỉ về một hướng, cho người ta một loại cảm giác bức thiết. Nơi đó là nơi nào? Đường Tuấn chỉ về hướng đó, hỏi nóc. Nơi đó nghe nói là nơi chôn cất hài cốt của Bách Tiên Đông Phương. Thế nhưng không có cách nào để đi vào đó. Sau khi Billy nóc trầm tư một lát mới giải thích nói. Chả trách, Đương Tuần thầm nói. Năm đó Bách Tiên rèn ra được phục ma ngọc trụ, lúc này lại đến nơi mai táng của Bách Tiên. Cũng giống như là trở về quê hương với phục ma ngọc trụ vậy, đương nhiên sẽ rất háo hức khi trở về quê hương. Tôi qua đó xem một chút, Đường Tuấn đi hướng về nơi đó. Anh Đường, không được đâu, không vào được đâu nóc đi theo muốn ngăn cản đường tuấn thế nhưng ngay sau đó một đám hào quang bao phủ lấy hai người sau đó nóc cảm giác hình như mình xuyên qua một tầng màng vậy giống như là mình ở một nơi thiên địa khác vậy nơi này là nơi mai táng của bách tiên billy nóc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thất thanh nói đập vào mắt chính là một mảnh hài cốt thế nhưng quy mô so với phương tây trước đây thì lớn hơn rất nhiều dầm phục ma ngọc trụ từ trong thức hải của đường tuấn thoát ra bồng bình ở trên không gian, tỏa ra luồng sáng nhạt, giống như là đang khóc vậy. Sau khi phục ma ngọc trụ hoàn thành, đã sinh ra một chút linh trí. Trước mắt Bách Tiên là sự tồn tại rèn ra nó, giống như là quan hệ giữa bố mẹ và con cái vậy, nhìn thấy thi cốt phong hóa của Bách Tiên, khó tránh khỏi chút bi thương. Tôi biết sự thảm hại năm đó của Bách Tiên chấn ma, nhưng không ngờ rằng lại thê thảm đến mức này. Billy nóc thở dài nói. Vẻ mặt của đường Tuấn cũng nghiêm nghị, mang theo chút bi thương. Bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng thi hài chất thành núi trước mắt cũng sẽ dễ động lòng, vì sự thảm khốc và hy sinh của cuộc chiến năm đó mà phải cảm thán. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng nặng nề vang lên, có thể nhìn thấy xương của Bách Tiên bị đánh gãy, bay loạn xả ra bốn phía. Phong Hà Chiêu, tuy rằng ông và tôi đều tu luyện được huyết đan thế nhưng nội tình cơ bản của ông vẫn còn kém hơn, trung quy lại vẫn kém tôi một bậc. Một giọng nói điên cuồng đắc ý vang lên là quách thiên, nếu như không phải ông xuất thân từ núi chứa chan, có lợi thế về tài nguyên hơn tôi, còn chưa chắc ai thắng ai thua đâu. Một giọng nói của một người khác vang lên. Ha ha ha, không ngờ rằng huyết đan này lại lợi hại như vậy, sau khi chúng ta luyện thành, quả nhiên uy lực không kém gì nguyên đan nhị phẩm. Dưới sự ra sức bùng nổ, sợ rằng cũng sẽ không yếu hơn nguyên đan nhất phẩm là bao nhiêu. Audio điện tử võ tấn bền Chương 1491, là cậu, Đường Tuấn. Không ngờ chúng ta lại có cơ duyên này, thế nhưng nơi này quá khủng khiếp rồi, ẩn giấu nhiều công pháp đã mất tích của nước Việt Nam, toàn bộ đều là cấp bậc luyện khí sĩ. Ông và tôi lấy được cũng được rồi, nếu để người khác lấy được sẽ không hay rồi. Tôi thấy nếu đã không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, phải đánh toàn bộ xương cốt này thành bột mịn, hai người chúng ta học thuộc những công pháp này, sau đó tiêu hủy hết tuyệt đối không được để người khác lấy được nếu không chúng ta sẽ không còn chút yêu thế nào nữa rồi làm như vậy cũng không tốt lắm dù sao ở đây là nơi chôn cất của bách tiên ít nhất vẫn phải có chút tôn trọng ha ha phong hà chiêu cười khẩy nói tôn trọng lạc quách thiên năm đó tổ tiên núi chứa chan của ông chính là đảo ngũ đó ông nói tôn trọng với tôi sao được rồi vẻ mặt quái dị của lạc quách thiên gật đầu đồng ý anh đường hai người này là người tu hành của nước việt nam các người sao phong hà chiêu và lạc quét thiên nói chuyện với nhau không chút che giấu ở trong mảnh không gian vang lên kế thừa công pháp của người trước bởi vì sợ bị người khác học được đã nghiền nát xương của tổ tiên thành cho tiêu hủy di vật tổ tiên hành vi ích kỷ này khiến người khác giận sôi máu lên ngay cả billy nó cũng có chút không thể nhìn được nữa đợi lát nữa không phải nữa rồi sao vẻ mặt lạnh lùng của đường tuấn đi tới nơi phát ra giọng nói. Trong khoảng không gian này dường như có sức mạnh của Niêm Phong, tinh thần của Đường Tuấn cảm giác phạm vi bị thu nhỏ lại, bởi vậy nếu không phải là cuộc nói chuyện không kiêng nể gì của Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu như vậy, sợ rằng rất khó có thể cảm nhận được động tĩnh của hai người. Nhưng nếu phát hiện ra hành vi vô sỉ của hai người này, Đường Tuấn không có ý định buông tha bọn họ. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân vang lên. Là ai? Lạc quách thiên và phong hà chiêu nghe thấy tiếng bước chân vang lên đột nhiên quay đầu lại sát ý trong mắt trào ra bí mật của nơi này nếu như để lộ ra ngoài sợ rằng sẽ khiến vô số người tranh đoạt bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép là cậu đường tuấn khi nhìn thấy đường tuấn xuất hiện ở trước mặt bọn họ là quách thiên nghiến răng nghiến lợi nói đường tuấn liên tiếp giết chết mấy học trò của ông ta trong lòng ông ta sớm ôm hận từ lâu rồi ha 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 không ngờ cậu thật sự đến rồi, đỡ mất công chúng ta phải đi tìm một phen. Phong Hà Chiêu cười nói, phá hoại hài cốt bách tiên là tội đại bất kính. Các ông tự sát tạ lỗi đi, Đường Tuấn nhìn thấy hai người, lạnh lùng nói. Tự sát, Phong Hà Chiêu sửng sốt một chút, chợt cười phá lên, là quách thiên, ông nghe thấy không, cậu ta lại muốn chúng ta tự sát nhận lỗi. Trong mắt của Lạc Quách Thiên cũng lộ ra nụ cười chế giễu. Cậu là cái thá gì, cũng dám bắt chúng tôi tự sát tạ lỗi." Phong Hà chiêu dừng lại tiếng cười, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, giọng nói mang theo sự khinh thường và đắc ý, "Nếu như là trước đây nửa ngày, cậu nói câu này, có thể chúng tôi thực sự không có cách gì. Dù sao cậu đã tu thành nguyên đan nhất đẳng, còn chúng tôi chỉ là nguyên đan tứ phẩm, thực lực chênh lệch quá lớn, nắm đấm của ai lớn chính là đạo lý cứng. Nhưng hiện giờ, cậu dựa vào cái gì? Cậu vừa rồi chắc cũng nghe thấy rồi chứ, tôi và Lạc Quách Thiên đã luyện được huyết đan cậu biết huyết đan là gì không? Đó là thần vật có thể sánh ngang với nguyên đan nhị phẩm. Hai chúng tôi liên thủ lại, cho dù là người tu hành nguyên đan nhất phẩm cũng không phải là đối thủ. chương 1492 Ngân Nhĩ là cửu thiên. Phong Hà Chiêu cười híp mắt, ánh mắt lộ rõ ra sự coi thường và xem nhẹ, cậu nhiều nhất cũng chỉ là nguyên đan nhất phẩm, thực lực cũng không chênh lệch nhiều với chúng tôi, dưới sự liên thủ của chúng tôi, cậu chỉ có một con đường chạy trốn lại dám bắt chúng tôi tự sát tạ lỗi, ai cho cậu tự tin nói ra câu này vậy? Huyết đan, Billy nóc nhướng mày, chợt trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, lẽ nào là phương pháp ngưng luyện huyết đan của thời đại luyện khí sĩ nước Việt Nam? Phương pháp luyện đan này vô cùng đáng sợ, nghe nói phải cô đặc máu của toàn thân để ngưng đan, rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công chỉ là một phần mười. Nhưng một khi thành công, uy lực trở lên rất mạnh, tuy rằng không bằng nguyên đan siêu phẩm trong truyền thuyết nhưng chỉ ít cũng không kém bao nhiêu so với nguyên đan nhất phẩm. Anh ta nhìn đường Tuấn, trong lòng có chút lo lắng, không ngờ rằng anh đường ngưng luyện lại là nguyên đan cấp 1, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của hai người trước mặt này. Hai người tu hành huyết đan, cho dù là nguyên đan nhất phẩm cũng chỉ có thể tránh lui. Là Quách Thiên, là ông lên trước hay là tôi lên trước? Phong Hà Chiêu vô cùng liều lĩnh, lớn tiếng nói, giải quyết xong tên nhóc này, Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nói không chừng còn có bảo bối và cơ duyết tốt hơn đang chờ chúng ta." Lạc Quách Thiên phất tay, "Ông lên đi, sau khi ngưng luyện huyết đan, anh ta đã không đáng để tôi coi trọng nữa rồi. Nếu như ngay đến cả ông cũng đánh không lại, hoàn toàn không cần tôi ra tay." Ông ép trận cho tôi, tránh để cho anh ta chạy trốn. "Được." Phòng Hà Chiêu gật đầu, "Nói có lý lắm. Đường Tuấn, cậu chắc còn không biết tôi là ai chứ? Tôi là sư phụ của Phương Ký Minh." cậu giết nó, hôm nay tôi sẽ báo thù cho nó. Nhìn nát xương của cậu thành cho, vĩnh viễn chôn vùi cùng một chỗ với Bách Tiên. Lời vừa dứt, Phong Hà Chiêu đột nhiên đập ra. Trong đôi mắt của ông ta còn mang theo chút đỏ, đó chính là dấu hiệu thúc giục sức mạnh huyết đan. Phong Hà Chiêu 100 năm trước đã được xưng là kiếm thần, đã từng một nhát kiếm đánh bại Hàn Nhật Long. Sau 100 năm, tu vi kiếm thuật của ông ta càng kinh khủng hơn. Trên người ông ta không có kiếm, nhưng vừa ra tay, dường như một luồng kiếm khí cuồn cuộn muốn nổ tung ra, khiếm khí phóng ra gần 10 mét, cắt hết tất cả. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, kiếm khí đồng thời cũng mang theo màu đỏ nhạt như máu, nhìn vô cùng dướn người. Thật mạnh, trong lòng Billy Knox sợ hãi. Mặc dù anh ta có tu vi đỉnh phong cấp 9, nhưng sợ rằng ngay đến cả một sợi kiếm khí của phong hà chiêu cũng không đỡ được. Đi chết đi, học trò, tôi báo thù cho con đây trong tay của phong hà chiêu kiếm khí vô tận ngưng tụ thành một kiếm gần như là thực chất một kiếm hướng về đầu của đường tuấn rất xuống giống như là thác nước từ chỗ cao chảy xuống vậy ngân nhĩ là cửu thiên chính là tên phong hà chiêu đặt cho chiêu kiếm này đường tuấn chỉ là vừa chỉ ra một chút hàn mang từ kẽ tay bắn ra phong hà chiêu thấy thế khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu kiếm khí kiếm ý của ông ta to lớn như thế nào chút hàn mang này dường như là không tính là gì nhưng lập tức, trong mắt của ông ta lộ ra vẻ sợ hãi. Điểm Hàn Mang này tốc độ nhanh khác xa với tưởng tượng của ông ta, trong nháy mắt liền bắn tới trước mặt ông ta. Vù, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua mi tâm của ông ta. Chương 1493, phá vỡ tự tin của cậu ta trước, sau đó giết cậu ta. Nụ cười chế giễu trên miệng của ông ta còn giữ lại nhưng cơ hội sống sót trong cơ thể đã bị đứt rồi ánh sáng lạnh lẽo này chính là thuật phân âm dương mà Đường Tuấn nghĩ ra. Không thể nào, trong mắt Phong Hà Chiêu vẫn có vẻ không tin, tuy rằng sinh khí bị phá vỡ, nhưng thần thức của ông ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ông ta nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ ông ta nghĩ mình lại thua nhanh và thảm hại như vậy. Không phải nói huyết đan vô cùng uy lực, so với kim đan cấp một yếu hơn nhiều sao. Chẳng lẽ là giả? Phong Hà Chiêu bối rối, nhưng không ai cho ông ta câu trả lời lạo xảo Sinh lực trong cơ thể ông ta bị phá vỡ, kiếm khí to lớn như nước không nguồn lập tức tiêu tán. Sau khi Phong Hà Chiêu ở trên không dừng lại vài giây, cuối cùng ông ta không thể giữ vững được nữa, và rơi xuống đất tạo nên một tiếng động lớn. Cái này, là Quách Thiên không hiểu tại sao, cú sút của đường Tuấn quá nhanh, hơn nữa Phong Hà Chiêu quay lưng lại phía ông ấy, là Quách Thiên khó có thể nhìn thấy đường Tuấn đã sử dụng những chiêu thức gì. Ông ấy có chút kinh ngạc nhìn đường Tuấn, thấp giọng nói, cậu ta dùng bảo vật gì sao? Không sai, nhất định là như thế này. Không gian này vô cùng thần bí, chúng ta có thể lấy được phương thức huyết đan, còn có thể lấy được bảo vật. Ngay lập tức, như tự an ủi mình, ông ấy nói, nhưng bảo vật chắc chắn chỉ có hạn. Cậu ta có thể giết Phong Hà Chiêu bằng cách tấn công bất ngờ trong khi ông ta không chuẩn bị. Bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông ấy tiến lên một bước và cười nói, "Tôi đứng đây để xem cậu ta ra tay như thế nào." Khi nói, Lạc Quách Thiên có một sự tự tin mạnh mẽ, nhưng rồi lại cảm giác bầu trời như sụp đổ. "Ha ha," Đường Tuấn cười chế nhạo. Sau đó một trường bị chụp được, một trường này gần như hội tụ toàn bộ sinh khí trong không gian, cảm giác như bị trời đánh nát. Ý định của Đường Tuấn rất đơn giản, nếu ông muốn lấy bất biến ứng vạn biến, tôi sẽ phá vỡ nó chỉ bằng một chiêu khai hốn độn một thủ thuật khác do đường tuấn tạo ra nếu phân âm dương là rõ ràng thì khai hỗn độn kia chính là khốc liệt cứng rắn và dữ tợn ngay cả hỗn độn cũng có thể mở ra một người luyện huyết đan như là quách thiên có là gì là quách thiên vẫn đang mỉm cười nhưng ông ấy bây giờ là huyết đan có thể so sánh với nhất phẩm nguyên đan cho dù đường tuấn là nguyên đan cấp 1, ông ấy cũng có đầy đủ tự tin tiếp được phá vỡ tự tin của cậu ta trước sau đó giết cậu ta trong lòng là Quách Thiên nói thầm, giống như đã nhìn nhận ra đường Tuấn bất lực đối với mình. Tuy nhiên, biểu hiện của Lạc Quách Thiên hoàn toàn thay đổi khi đường Tuấn hạ một trưởng giường như có thể bóp nát bầu trời, chỉ trong một giây, quần áo của ông ấy đã ướt đẫm mồ hôi. chương 1494, Phó trưởng giáo Trong lòng Lạc Quách Thiên hiểu rõ, chẳng trách vừa rồi Phong Hà Chiêu còn không kịp hít một hơi. Thật nực cười khi bản thân vừa nói rằng chẳng qua do dối phương cuộc tấn công bất ngờ, chắc chắn trong lòng cảm thấy hối hận khi luyện thành công huyết đan tương lai tươi sáng còn đang chờ đợi vậy mà lại đi chọc tức tên này đáng tiếc là đã quá muộn rồi chịu qua một trường trong không gian vang lên một tiếng giống như tiếng xương gãy nát lạc quách thiên bị nghiền thành từng mảnh tan xương nát thịt không thể thảm thiết hơn sau khi giết lạc quách thiên bằng trường này sức mạnh biến mất không gian này cũng không bị tổn hại chút nào a, à, nó không khỏi hét lên một tiếng, nguyên đan siêu phẩm. Chỉ khi thực lực chênh lệch rất lớn thì một trưởng mới có thể phát ra lực mạnh như vậy, có thể thu phóng tùy ý. Và là Quách Thiên đã là một huyết đan nguyên đan nhất phẩm, người có thể mạnh hơn ông như vậy, cũng chỉ có siêu phẩm nguyên đan trong truyền thuyết. Khi là Quách Thiên chết, Cung Thiên Mệnh nằm trong núi chứa chan. Cung Thiên Mệnh là nơi dùng để lưu giữ các sinh mệnh ở núi tiên chứa chan. Mệnh bài của chủ nhân có quan hệ mật thiết với sinh tử của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân thân thể chết đi, mệnh bài đã từng luyện thành sẽ bị phá vỡ. Bảo vệ cung Thiên mệnh thật là nhàn nhã, thất thất, hay là chúng ta xuống núi vui chơi buổi tối đi, dù sao cung Thiên mệnh đã nhiều năm không xảy ra chuyện gì, canh giữ cũng không thành vấn đề dù chúng ta có bảo vệ nó hay không. Thất thất đáp, cũng phải. Lúc này, một tiếng tách nhẹ vang lên. Âm thanh gì vậy? Hai người quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Mệnh bài đại diện cho trưởng giáo đã bị hỏng. Trưởng giáo chết rồi." Hai người thì thầm. Sau một hồi sững sờ, một học trò tên Thất Thất chạy ra ngoài, từ xa truyền đến giọng nói, "Tôi đi vào chính điện báo cho thầy biết, cậu ở đây canh giữ." Tin tức về việc Lạc Quách Thiên rời núi rất bí mật, chỉ có Lạc Tần Uy biết. Trong chính điện, Lạc Tần Uy ngồi xếp bằng tu luyện, năng lượng như biển sâu, vươn lên vô hạn, muốn phá tan tầng màng mỏng kia đáng tiếc là lực không đủ. Xem ra mình còn cách cảnh giới nguyên đan một khoảng không xa. Lạc Tần Uy khẽ thở dài nói nhỏ, không biết lần này anh cả xuống núi có thu được gì không. Nghe nói là Bách Tiên được chôn ở trong chấn ma, nói không chừng thân Bách Tiên sau khi chết có thể sẽ để lại bảo vật gì đó, nếu lấy được, nói không chừng mình sẽ có cơ hội đột phá nguyên đan. Đương nhiên, tốt hơn hết là nên cùng nhau giết Đường Tuấn và lấy về ngọc trụ phục ma. Sự uy nghiêm của núi chứa chan không thể bị mất. Lạc Tần Huy nắm chặt tay, giọng nói nghiêm nghị. Phó trưởng giáo, đúng lúc này, một giọng nói khẩn trương truyền đến. Chuyện gì, Lạc Tần Huy cao mày, liếc mắt nhìn người chạy tới, khiển trách sao không canh giữ cung thiên mệnh cho tốt mà lại đến đây. Có chuyện xảy ra với cung thiên mệnh, mệnh bài của trưởng giáo bị vỡ vụn rồi, thất thất quỳ dạp xuống đất, giọng nói run run. Cung thiên mệnh có thể xảy ra chuyện gì, cái gì, cậu nói cái gì, mệnh bài của anh cả bị vỡ vụn rồi. Lạc Tần Uy đang nói một nửa, đột nhiên đứng lên. Chương 1495, nhưng mà việc tu luyện của con. Đây là mệnh bài của trưởng giáo, thất thất đưa cho Lạc Tần Uy. Trong lòng bàn tay ông, đó là mệnh bài đại diện cho sinh mệnh của Lạc Quách Thiên, nó được làm bằng kim loại tốt, dù đánh một đòn toàn lực cũng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Nhưng giờ đây, tấm mệnh bài đã vỡ thành hai nửa. Anh cả chết thật rồi. Lạc Tần Uy cầm lấy mệnh bài trên mặt lập tức đầy sát khí, ai dám giết chết trưởng giáo chứa chan. Gọi toàn bộ người trong núi đến đây, núi chứa chan ta sẽ xuất thế, trả thù cho anh cả, rửa sạch thiên hạ bằng máu để tìm ra kẻ đã sát hại. Lạc Tần Uy, con muốn làm gì? Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Nghe thấy giọng nói này, thân thể Lạc Tần Uy run lên, quỳ xuống bài vị trong miếu, "Lão tổ tông, anh cả đã chết. Con muốn báo thù cho anh ấy." giọng nói này chính xác là lạc trường ninh lão tổ tông của núi chứa chan con muốn núi chứa chan trôn cùng sao lạc trường ninh nói nhưng lão tổ lạc tần uy không cam lòng tôi sẽ làm chủ chuyện này từ hôm nay con sẽ là trưởng giáo mới của núi chứa chan lạc quách thiên có thể chết nhưng chứa chan ta không thể diệt giọng nói lạnh lùng của lạc trường ninh vang lên không chút cảm xúc nhưng mà việc tu luyện của con lạc tần uy do dự việc tu luyện ấy có là gì, ta sẽ truyền thụ cho con, khiến con đột phá. Giọng nói của Lạc Trường Ninh vang lên, đồng thời một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể Lạc Tần Uy từ khoảng không. Những tầng màng mỏng từng gây cản trở cho Lạc Tần Uy bao lâu nay lập tức bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt. Cái này, Lạc Tần Uy kinh ngạc, trao quyền trong hư không, khiến ông ta đột phá nguyên bản, đây chính là kỳ tích. Được rồi, con cứ yên tâm canh giữ núi chứa chan, tôi sẽ sớm xuất thế. Lạc Trường Ninh nói: Vâng, Lạc Tần Uy cung kính nói. Với lão tổ tông như vậy, ông ta còn sợ không báo thù được sao? Ở sâu trong nơi chấn giữ ma, mấy người ma tước Crimson, Blood và Yip đang đứng trước một vách đá. Vách đá cổ xưa đầy tang thương, như thể chúng đã trải qua vô số những năm tháng đầy thăng trầm. Trên bề mặt vách đá có chạm khắc rất nhiều dòng chữ huyền bí. Những đường nét này tạo thành một vòng lặp hoàn hảo, nhẹ nhàng nhưng toát ra uy lực mạnh mẽ đây là nơi phong ấn Thủy Thanh Lam Đại Nhân. Hồi đó Bách Tiên ở Việt Nam ích kỷ vì sự sống còn của Lạc Trường Ninh, không thể giết Thủy Thanh Lam Đại Nhân. Cuối đời, Bách Tiên đã dùng máu của họ và tất cả những gì tu luyện được tạo nên vách đá phong ấn này và trấn áp Thủy Thanh Lam Đại Nhân tại đây. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên trong mắt ma tước, đã hơn 2.000 năm trôi qua, sức mạnh của phong ấn đã gần như cạn kiệt. Thủy Thanh Lam Đại Nhân đã gần đến lúc giải thoát rồi. Thủy Thanh Lam Đại Nhân ít cao mày, dường như nghĩ về một cái gì đó, ngay lập tức cô sợ và nói, trong truyền thuyết Đông Tây họa loạn, là Thủy Thanh Lam Đại Nhân khiến toàn bộ giới tu luyện trên trái đất gần như tuyệt chủng. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1496 chìa khóa thần đã bị thiếu một mảnh nhỏ. Ma tước chế nhạo, không sai. Đây chính là nơi sâu nhất chấn ma, cũng chính là thánh địa của gia tộc Billy các người nhờ sự giúp đỡ về khả năng không gian của cô và dòng máu gia đình, chúng ta mới có thể vào một cách suôn sẻ. Không thể nào, khuôn mặt của íp tái nhợt và cơ thể cô ấy run rẩy. Ban đầu, kế hoạch của cô ấy là lợi dụng ma tước và Crimson Blade để giúp cô ấy đủ khả năng đến thánh địa, nhưng bây giờ có vẻ như cô mới là người bị lợi dụng, thậm chí cô còn chẳng hay biết gì. Nếu đây thực sự là nơi Thủy Thanh Lam đại nhân bị phong ấn, lỡ Thủy Thanh Lam trốn thoát được vì sự giúp đỡ của mình, chẳng phải mình đã trở thành một tội nhân sao? Íp lầm bẩm Không, không thể cho họ dỡ bỏ phong ấn. Íp nhìn lên, đôi mắt kiên định. Mặc dù cô ấy là một kẻ giết người, nhưng cô ấy cũng có nguyên tắc và quan điểm của riêng mình. Hừ, thực lực của cô cũng muốn ngăn cản tôi. Anh ta đánh một trường vào người Íp, và đương nhiên đánh hụt. Đó là khả năng dịch chuyển không gian của Íp. Crimson Blade, Ma tước, hai người dám dụng đến tôi. Chết tiệt. Các ông muốn dùng chìa khóa thần để đánh thức tinh thần của Thủy Thanh Lam Đại Nhân, đừng tưởng rằng tôi không biết. Giọng của Íp vang lên. Không ổn, Crimson Blade cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng và chìa khóa thần biến mất trong không khí. hừm, Íp, cô đúng là tìm cái chết. Giọng nói của ma tước mang theo sát khí lạnh lùng. Chìa khóa thần có liên quan đến việc đánh thức Thủy Thanh Lam Đại Nhân, tuyệt đối không thể hao tổn. Nắm đấm của ma tước đánh vào một khoảng trống nửa cánh tay của ông ta dường như bị chèn vào khoảng không. Phập, một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên từ khoảng không, tiếng rên rỉ đau đớn của íp cũng được nghe thấy. Chỉ là một chút sức mạnh dịch chuyển trong không gian, cô thật sự cho rằng tôi không làm gì được cô sao. Ma tước thu hồi cánh tay. Toàn thân của íp bị lay động trong không gian, sắc mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt. Dù sao ma tước cũng là cao thủ cấp 10, ít thậm chí không thể đạt đến cấp 9, một cú đấm đã cắt đứt toàn bộ sinh lực của Íp. Crimson Blade mở lòng bàn tay của Íp, sắc mặt của ông ta chợt thay đổi. Chìa khóa thần đã bị thiếu một mảnh nhỏ. Íp, cô đúng là tự tìm cái chết. Giữa mày ma tước toát ra sát khí, anh ta cũng đã đoán ra được nguyên nhân, hẳn là do sức mạnh từ cú sút của ông ta đã phá vỡ chìa khóa của linh hồn. Phập, ác quỷ dẫm lên ngực Íp, Íp mở to mắt, như thể chế nhạo. Íp, chết đi chương 1497, đó là sức mạnh tinh thần thuần khiết. Ma tước, tôi nên làm gì bây giờ? Crimson Blade hỏi, chìa khóa thần chính là chìa khóa để đánh thức Thủy Thanh Lam Đại Nhân, hiện tại đã thiếu đi một phần nhỏ, không biết Thủy Thanh Lam Đại Nhân có thể thức tỉnh được hay không? Thử trước đi, chỉ cần ông đánh thức tâm niệm của Thủy Thanh Lam Đại Nhân, sau đó tìm cách lấy được ngọc trụ phục ma, Thủy Thanh Lam Đại Nhân có thể sẽ phá vỡ sự chấn áp của vách tường chấn ma. Ma tước trầm giọng nói, cả hai ngay lập tức ngồi xuống đối diện trước vách tường chấn ma, chiếc chìa khóa thần chưa hoàn chỉnh phát ra một vầng hào quang và bắn vào bức tường chấn ma đó. Vài phút sau, bức tường chấn ma đột nhiên rung lên, một ý niệm tỏa ra từ khoảng không. Đồng thời, một sức mạnh được ban tặng trên cơ thể của ma tước và Crimson Blade. Dưới tác động của sức mạnh khổng lồ, Crimson Blade dẫn đầu để phá vỡ kết giới bậc 10. Nếu không phải lúc này ở trong nơi chấn giữ ma, e rằng tai họa sẽ ập đến ngay lập tức. Crimson Blade cảm thấy sự tăng trưởng bùng nổ của sức mạnh và cười to, cuối cùng tôi đã phá vỡ thông qua các cấp bậc thứ 10, hạt tâm tinh thần vẫn là tam phẩm nhất đẳng. Ông ta nhìn ma tước ở bên cạnh, chỉ thấy hơi thở ma tước so với lúc trước như dần ngưng lại, khó lường như một vực thẳm. Đột nhiên ma tước mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia điện quang, ánh điện dường như có thể bắn xuyên qua hư không. Tim Crimson Blade run lên, sao căn cơ tu luyện của ma tước có thể trở nên khủng khiếp như vậy mình cảm thấy rằng ông ta có thể giết chết mình chỉ với một chiêu. Ma tước, ông đã đột phá bậc 11 sao? Crimson Blade thận trọng hỏi. Vẫn chưa, nhưng lần này tôi nhận được sức mạnh của Thủy Thanh Lam Đại Nhân, thực lực của tôi đã đạt đến siêu phẩm bậc 10, hạt nhân tinh thần đã trải qua sự biến đổi lớn, tôi đã được thăng cấp lên bán siêu phẩm. Thực lực của tôi đã tăng hơn 10 lần so với trước đây. Ma tước nghiêm giọng nói. Siêu phẩm của bậc 10, bán siêu phẩm, cái này, Crimson Blade gần như không nói nên lời. Được rồi, đây chỉ là sự trao quyền từ Thủy Thanh Lam Đại Nhân, đừng có làm phiền nữa. Thủy Thanh Lam Đại Nhân vừa nói với tôi rằng người thừa kế của Ngọc Trụ Phục Ma đã đến chấn ma rồi, cần phải chiếm lại Ngọc Trụ Phục Ma mới có thể hoàn thành việc giải phóng Thủy Thanh Lam Đại Nhân. Ma tước xua tay. Trước khi chiến đấu ở Crimson Blade, tôi tình cờ gặp người của tòa án thứ bảy, nên chỉ có thể để anh ta ra tay trước. Không ngờ anh ta lại dám tự mình xông vào, lần này vừa vặn có thể giết anh ta đoạt lại ngọc trụ phục ma. Ngoài ra, người của tòa án thứ bảy cũng đến, vừa vặn thanh toán một thể. Ma tước chắp tay trên lưng vô cùng tự tin. Sau khi đường Tuấn giết lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu, anh không dừng lại nhiều mà tiếp tục đi sâu vào chấn ma. Anh có thể cảm thấy một sự thay đổi khủng khiếp đang diễn ra ở sâu trong chấn ma. Với sự hướng dẫn của Ngọc Trụ Phục Ma, dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm nào khác. Hú! đột nhiên một tiếng hú vang lên một chùm sáng xuất hiện từ khoảng không tỏa ra năng lượng tinh thần mạnh mẽ đây là chìa khóa thần đường tuấn lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chùm sáng nhỏ này crimson blade đã giết hàng trăm người với sức mạnh siêu nhiên trong một trò lừa trước khi tinh luyện nó thành chìa khóa thần chùm sáng trước mặt anh có lẽ chỉ bằng một phần người kích thước của chìa khóa thần đường tuấn nắm lấy chùm sáng lập tức rơi vào trong tay anh đó là sức mạnh tinh thần thuần khiết, khuôn mặt Nóc có chút thay đổi. Loại tinh thần này giúp ích rất nhiều cho người tu luyện thần thông, nếu hấp thụ hết, thậm chí anh có thể đột phá cảnh giới cấp 10. Nóc không tránh khỏi có chút phấn khích, nhưng nghĩ đến sức mạnh của Đường Tuấn, anh chỉ có thể đè nén ý nghĩ đó. Chương 1498 không phải Ma Tước và Crimson Blade thì là ai? Lần biến hóa này, Đường Tuấn hoàn toàn không đoán trước được. Vì sau khi lấy được 99 chữ cổ phần lớn những chữ cổ này đều ẩn nấp trong thức hải của anh, không có chỗ nào đặc biệt, ngay cả đường Tuấn cũng suýt nữa quên mất sự tồn tại của chúng. Sau khi hấp thu xong một phần 10 năng lượng tinh thần, 99 chữ cổ sáng lên rất nhiều. Có cảm giác sức mạnh khổng lồ từ trời đất thiên nhiên từ trong chữ cổ lộ ra, trong cơ thể như có thứ chảy qua đường Tuấn nhất thời cảm giác sáng ngời lên, đối với tu hành lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Đây là, trong đầu đường Tuấn bỗng nhiên xuất hiện một điều gì đó, làm cho vẻ mặt của anh có chút thay đổi. Hỗn Độn Nguyên Đan là nguyên đan siêu phẩm trong top 3 nguyên đan. Khi thành đan hiện ra màu xám cho, không khác gì nguyên đan tam đẳng. Sau khi thành đan, màu xám dần dần phai đi, hóa thành nguyên đan màu trắng sữa. Hỗn Độn Nguyên Đan tu luyện đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, tuổi thọ có thể đến 500 năm, còn có thể vượt biên đánh bại cả cảnh giới nguyên anh đại tu sĩ. Những thông tin này vô cùng phù hợp với nguyên đan mà Đường Tuấn ngưng kết. Khiến Đường Tuấn không thể không hoài nghi nguyên đan mà mình ngưng kết rất có thể chính là Hỗn Độn Nguyên Đan. Nguyên đan siêu phẩm cũng có cả ngàn loại, Hỗn Độn Nguyên Đan có thể xếp hạng top 3, không nghi ngờ gì là một trong những nguyên đan mạnh nhất, là một siêu phẩm nguyên đan có sức tàn phá kinh khủng. Thì ra sau cảnh giới nguyên đan là cảnh giới nguyên anh, đan phá thành anh, có thể linh nghiệm trong một thời điểm và cung cấp năng lượng. Bởi vì thời gian hạn chế, trước đó Đường Tuấn đối với tu hành nhận thức chưa đầy đủ chỉ dừng lại ở trong phạm vi cảnh giới nguyên đan. Mà bây giờ, theo chữ cổ đã thông linh, đường Tuấn càng thêm rõ ràng với con đường tu hành. Nguyên đan tổng cộng chia làm 4 cấp độ, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Tương tự thế, ở những giai đoạn sau, bốn khu vực được chia chặt chẽ. Đáng lẽ hiện giờ tôi đã đạt tới trình độ cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Vừa rồi được chữ cổ dung hợp một phần người chìa khóa thần và sau đó đã cung cấp một ít năng lượng làm cho anh từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Mặc dù chỉ là cảnh giới nguyên đan trung kỳ, nhưng với sự mạnh mẽ của hỗn độn nguyên đan, cho dù là tu hành giả có nguyên đan nhan phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của anh. Đường Tuấn biến hóa rất nhanh, chưa tới một phút, nóc ở một bên lại âm thầm kinh hãi. Đường Tuấn vừa rồi tâm thần thất thủ, hơi thở của anh ta mạnh mẽ, khiến anh thiếu chút nữa quỳ xuống. Cảm giác hơi thở của anh ta mạnh mẽ gấp mấy lần so với lúc trước chẳng lẽ lại đột phá tiếp sao? Nóc nhìn Đường Tuấn trong lòng cảm thấy khó hiểu, bởi bị kẹt trong đỉnh phong cấp chín mấy chục năm, anh ta tự nhận rằng chuyện này là vô cùng khó khăn. Thế Đường Tuấn lại có thể làm đơn giản như ăn cơm uống nước, thật là khiến người ta tức chết. Hai người tiếp tục đi về phía trước, trải qua một đoạn đường hầm u ám âm u, trước mắt hai người bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Hiện ra trước mặt hai người chính là một không gian rất lớn, ngẩng đầu nhìn lên trên mái hình bán nguyệt ở đó cắm đầy các loại binh khí, đao thương, kiếm, côn, tính sơ cũng phải đến 100-200 đủ loại. Những binh khí này đều mang rất nhiều linh khí mạnh mẽ, vô cùng cường đại, đừng nói là sẽ yếu đi, có mấy thứ này thậm chí còn mạnh hơn. Ngoại trừ binh khí trên mái vòm ra, trong không gian này còn có một bức tường đá cực lớn, trên vách đá khắc chi chít nhiều dòng chữ thần bí. Và bên dưới bức tường đá, hai người đang tu luyện không phải Ma Tước và Crimson Blade thì là ai? Lúc này, hơi thở của hai người so với lúc trước ở trang viên mạnh hơn 10 lần, đặc biệt là Ma Tước, hơi thở trên người lộ ra cảm giác phát tục, phảng phất cảm giác không thuộc về nhân gian. chương 1499 nhưng tranh lệch không biết bao nhiêu. Siêu phẩm, nó cảm nhận được hơi thở trên người Ma Tước, thất thanh kêu lên. Không đến siêu phẩm đâu, chỉ là siêu phẩm bán nguyên đan thôi. Đường Tuấn lắc đầu, siêu phẩm nguyên đan và siêu phẩm bán nguyên đan tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng tranh lệch không biết bao nhiêu. Nóc nhịn không được trợn trắng mắt với đường Tuấn, anh cho rằng mọi người đều giống như anh, luyện thành siêu phẩm nguyên đan dễ dàng như vậy à. Với người phương Tây ngay cả cường giả cấp 10 cũng không có mấy người, chứ đừng nói là siêu phẩm bán nguyên đan cấp 10. Chỉ cần xuất hiện thì sẽ có rất nhiều người coi là thần thoại trong truyền thuyết đó là chấn ma trong truyền thuyết dùng máu của Bách Tiên ngưng tụ thành để phong ấn Thủy Thanh Lam. Nóc nhìn vách đá phía sau hai người, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tâm tình cũng nặng nề. Chính cuộc chiến diễn ra ở nơi này đã làm cho giới tu luyện Việt Nam thất bại chấn động 2.000 năm. Anh Linh của Bách Tiên đã biến mất, mà Thủy Thanh Lam vẫn còn sống. Bất kể trong trường hợp nào, cũng không thể để Thủy Thanh Lam chạy ra khỏi nơi này. Trong lòng đường Tuấn Hạ quyết tâm. Nếu thủy thanh lam chạy thoát, tất cả những gì anh mong muốn đều sẽ biến mất. Điều này là không thể chấp nhận được đối với anh. Mà lúc này đây không có Bách Tiên, chỉ có một mình anh. Đồ rốt nát, căn bản không biết siêu phẩm nguyên đan đại diện cho cái gì. Trong trăm nghìn người tu hành chưa chắc có một vị luyện được siêu phẩm nguyên đan, cho dù ở thời đại tu lâu đời nhất ở Việt Nam các cậu, siêu phẩm nguyên đan cũng hiếm thấy, đó là siêu cấp cường giả chân chính. Trong thời đại này siêu phẩm càng không thể xuất hiện trở lại một tiếng cười mỉa mai vang lên chính là ma tước anh ta rất vất vả mới có được thành tựu siêu phẩm bán nguyên đan chỉ đứng sau thủy thanh lam lại bị đường tuấn nói khinh thường như vậy tự nhiên không nhịn được muốn lên tiếng cãi lại có biết cái gì được gọi là siêu phẩm không cho dù tôi chỉ là siêu phẩm bán nguyên đan đó cũng là siêu phẩm không phải loại tam đẳng nguyên đan như anh có thể so sánh loại người cuồng vọng vô tri như cậu tôi chỉ cần một cái tát có thể tiêu diệt 100 người như cậu. Ma tước nói, hơi thở của siêu phẩm bán nguyên đan tràn ngập toàn bộ không gian. Nóc bị đè nén đến không thở nổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh ta đem siêu phẩm nguyên đan phóng đại lợi hại như vậy, sao lại không nhìn ra trước mắt mình là một người tu hành siêu phẩm nguyên đan đây? Còn một cái tát tiêu diệt 100 người ta, không sợ bị người ta cười rụng răng sao? Nói nhiều như vậy, cậu hoàn toàn cũng không rõ tranh lệch giữa chúng ta vừa vặn lần trước không giết cậu, lần này được chính cậu đưa tới cửa, vậy đừng trách tôi. Ma tước vô cùng ngung cuồng, giống như một siêu phẩm bán nguyên đan. Sứt lời, ma tước động thủ. Mà lúc này ở một thông đạo khác, mấy vị kỵ sĩ của tòa án số 7 cũng đang tiếp cận sâu trong vùng đất ma thuật. Lúc này, mấy vị kỵ sĩ của tòa án số 7 này ai nấy đều có hơi thở mạnh mẽ, vị nữ kỵ sĩ thứ 8 kia đang bước vào cấp 10, hơn nữa hơi thở thâm trầm, giữa hai lông mày có kim quang nhàn nhạt, Cô thực hiện ngưng luyện thành công Kim Sắc Nguyên Đan nhất phẩm. Ngoại trừ cô ra, mặc dù mấy vị kỵ sĩ khác không có đột phá cấp 10, nhưng hơi thở rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người mạnh nhất trong đám người này không phải vị nữ kỵ sĩ thứ 8 này, mà là đệ nhất kỵ sĩ Dato. Anh ta vốn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Đan nhị đẳng, mà hơi thở siêu phàm anh ta lộ ra, bây giờ hẳn đã đạt tới trình độ siêu phẩm. Đám người này ở trong trấn Ma hiển nhiên có cơ hội không nhỏ. Dato không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy ở chấn ma này. Lần này, thực lực của tòa án số 7 so với lúc trước mạnh mẽ gấp mấy lần, đủ để đe dọa toàn bộ phương Tây. Nữ kỵ sĩ cười nói, trong nụ cười lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Chương 1500, Ma thôn thiên hạ. Dato lắc đầu, nói còn chưa đủ, tôi chỉ đạt tới trình độ siêu phẩm bán nguyên đan, phía trên còn có siêu phẩm. Nữ kỵ sĩ cười nhẹ nhàng nói, Dato, cậu luôn yêu cầu quá cao với mình cấp bậc siêu phẩm đã bao nhiêu năm không xuất hiện, kể cả trong lịch sử tòa án thứ bảy cũng chỉ có vài vị kỵ sĩ sáng lập mới đạt tới trình độ siêu phẩm. trong tương lai, cậu sẽ là một trong những người mạnh nhất trên trái đất. Dato thở dài nhưng không nói tiếp. mặc dù trời đất bây giờ khác biệt so với trước kia, nhưng bán siêu phẩm thật sự là cực hạn rồi sao? trong lòng Dato có chút không cam tâm. đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. có biến, mọi người đề phòng. Tâm thần của Dato run lên, trầm giọng nói, phía trước chính là chỗ sâu của nơi chấn giữ ma, là nơi đã phong ấn Thủy Thanh Lam trong truyền thuyết. Nhất định phải cẩn thận. Mấy vị kỵ sĩ khác nhau nhau gật đầu. Nữ kỵ sĩ và Dato đứng sóng vai nhau, đi ở trước nhất. Sự tăng lên nhanh chóng của Tu Vi khiến lòng tin của cô ta tăng vào trước nay chưa từng có. Một lát sau, hai mắt của bọn họ tỏa sáng, bọn họ đứng trong một không gian rộng lớn, trên mái vòm chứa đầy binh khí thứ càng làm cho người khác chú ý chính là vách đá khắc vẽ phù văn kia. Là cái tên đã từng gặp ở trang viên phi hồng, nhìn lướt qua cảnh tượng trong không gian, rất nhanh nữ kỵ sĩ đã nhìn thấy bọn người đường tuấn và ma tước đang chuẩn bị đánh nhau. Mắt của cô ta giật một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn ma tước lại là một bán siêu phẩm. Chẳng lẽ tên kia cũng ngưng kết bán siêu rồi phẩm sao? Trong lòng nữ kỵ sĩ giật mình, nhìn về phía đường tuấn. Sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, khí tức của tên đó không hề có ngưng tụ bán siêu phẩm. Đại ca, người đó chính là cái tên tàn sát dị năng giả ở trang viên phi hồng. Nữ kỵ sĩ nhìn về phía đường Tuấn, giọng nói của cô ta đầy vẻ tức giận, để tôi lên đó giết chết anh ta đi. Đa tô lắc đầu, nói chờ một chút, trước hết để bọn họ đánh nhau, mặc dù cô đã ngưng tụ thành nguyên đan cấp 1, nhưng cái tên nguyên đan bán siêu phẩm kia tu vi cũng không thấp hơn tôi bao nhiêu, Cô mạo muội lên đó e rằng sẽ bị thương, yên lặng theo dõi tình hình trước đã. Lúc này nữ kỵ sĩ mới không cam lòng mà gật gật đầu. Vất vả lắm mới ngưng tụ thành nguyên đan cấp 1, tất nhiên cô ta muốn tìm đường tuấn trả thù. Nhìn hai người sắp đánh nhau, nụ cười của nữ kỵ sĩ mang theo vẻ diếu cợt nhàn nhạt, cái tên này thật là không biết tự lượng sức mình, muốn dựa vào nguyên đan cấp 1 để đánh nhau với nguyên đan bán siêu phẩm, có lẽ sẽ bị một cú đấm đánh chết thôi. Tô rất tán thành, sự chênh lệch giữa cấp 1 và bán siêu phẩm thật sự là quá lớn, quả thực anh ta không có phần thắng. Ma thôn thiên hạ. Trong lúc nói chuyện, ma tước đã ra tay. Khí tức của ông ta tăng vọt, tựa như ma thần giáng lâm, một luồng năng lượng hắc ám bao phủ, hóa thành một cái miệng khổng lồ. Cái miệng khổng lồ cắn xé về phía đường tuấn, không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng không gian mở nhạt, giống như ngay cả không gian cũng có thể cắn nát. Ma tộc. Đa và mấy vị kỵ sĩ cũng giật mình, trong mắt hiện ra sự thù địch và tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Ma tộc và tòa án thứ bảy là hai phương diện hoàn toàn đối lập, như nước với lửa. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1.500